Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 2401, tuổi thọ đã hết. 9 cái hoàng kim cự long bao quanh linh thuyền kéo dài không tiêu tan. Này 9 cái hoàng kim cự long hư ảnh cực kỳ chân thực, thậm chí có thể nhìn thấy trên thân rồng sóng gợn lăn tan long lân. Linh thuyền đang nồng nặc trong sương mù chạy. Rồng gầm âm thanh vang vọng tại bốn phía. Đứng ở trên bong thuyền Long Lâm Thành lông mày càng nhăn càng chặt. Cửu Long nghênh chủ. Cỡ này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xuất hiện, thật sự là quá mức quỷ dị, nơi này ở đâu ra cái gì Long tộc tộc trưởng. Long Lâm Thành lầm bầm âm thanh rất thấp, nhưng vẫn là được những người còn lại nghe được. Biết Diệp Thần Phong Long tộc tộc trưởng thân phận Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước, bọn họ là trong nháy mắt thích hoài, Trương Thành Văn các loại mấy cái Trương gia trẻ tuổi. Bọn hắn vẫn là đắm chìm tại trong khiếp sợ. Một vệt màu trắng hư ảnh tại trong sương mù đột nhiên hiện lên. Chỉ thấy một tên ăn mặc trường bào màu trắng, quần áo thêu một cái thanh sắc cự long lão đầu, hắn lập tức đạp không mà đến, vững vàng đứng ở linh thuyền bong tàu bên trên, hắn liếc mắt nhìn 9 cái hoàng kim cự long hư ảnh, hắn đối với Long Lâm Thành, hỏi, lão tam, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao sẽ xuất hiện cửu long nghênh chủ? Ta vừa vặn tại về trong long cốc cảm giác được không đúng, ta mới xuất đến xem thử. Thân mặc trường bào màu trắng lão đầu, hắn chính là long tộc còn lại trong huyết mạch nhị trưởng lão Long Cảnh An, thực lực tại thần tôn cảnh trung kỳ tầng thứ. Này Long Cảnh An đồng dạng là âm u đầy tử khí, thực lực của hắn muốn so Long Lâm Thành cao, e sợ xuyên vào trong cơ thể hắn hỗn độn tử khí tràn ngập càng thêm lợi hại rồi. Mà bị gọi là lão tam Long Lâm Thành. Hắn tự nhiên là long tộc còn lại trong huyết mạch tam trưởng lão rồi. Long Lâm Thành lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng chuyện gì thế này. Tại ta khống chế linh thuyền tiến vào về long cốc phạm vi lúc, này cửu long nghênh chủ dị tượng lại đột nhiên xuất hiện, theo lý tới nói đây tuyệt đối là không thể xuất hiện. Long Cảnh An ánh mắt nhìn về phía Trương Ứng Nước cùng Trương Ứng Năm đám người. Hắn hoài nghi vấn đề có phải hay không là xuất hiện ở những người này trên người. Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước đã từng là đã tới về Long Cốc, lúc trước cũng không có sản sinh cửu long nghênh chủ dị tượng, cho nên hai người kia có thể loại bỏ. Chẳng lẽ nói Trương gia bên trong có hậu bối trong cơ thể một tia long tộc huyết mạch biến dị, thậm chí biến dị có thể so sánh với long tộc tộc trưởng huyết mạch. Đây chỉ là Long Cảnh An suy đoán, thân ảnh của hắn lập tức xuất hiện tại Trương Thành Văn Hòa Diệp Thần Phong ngang bên. Bàn tay lần lượt đặt tại Trương Thành Văn đám người trên bả vai. Nhanh chóng tra xét Trương Thành Văn Hòa Diệp Thần Phong dòng máu của bọn họ, bởi Diệp Thần Phong chỉ là kế thừa long tộc tộc trưởng vị trí, trong cơ thể hắn mở ra huyết mạch, chỉ là thuộc về hắn huyết mạch của mình. Cho nên, Long Cảnh còn đâu Diệp Thần Phong trong cơ thể căn bản cảm giác không ra bất kỳ một tia long tộc huyết mạch hơi thở. Về phần Trương Thành Văn các loại bên trong cơ thể cũng chỉ có một tia phổ thông long tộc huyết mạch mà thôi. Diệp Thần Phong không có lập tức vạch trần chính mình long tộc tộc trưởng thân phận, hắn nhất định muốn tìm thích hợp thời cơ, ai biết long tộc những này còn lại huyết mạch hội sẽ không tiếp nhận mà lại thừa nhận hắn người tộc trưởng này. Lúc trước Diệp Thần Phong tại Linh Châu cứu ra long tộc Long Văn Thạch, hắn cũng hẳn là đi tới viễn cổ giới. Chỉ là không biết bây giờ có ở hay không lúc này trong long cốc đâu này. Nếu như Long Văn Thạch trở về rồi. Như vậy long tộc người hẳn phải biết sự tồn tại của hắn rồi. Long Cảnh An đang dò xét một cái Diệp Thần Phong cùng Trương Thành Văn đám người sau đó không có phát hiện bất kỳ đặc thù. Hắn nhìn xem Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước, quát lên tiểu tử này là người nào? Cũng là các ngươi Trương gia vãn bối sao? Trong cơ thể hắn làm sao liền một tia long tộc huyết mạch cũng không có kế thừa. Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước liếc nhìn Diệp Thần Phong, sẽ đem Diệp Thần Phong nói thành là Trương gia vãn bối. Long Cảnh An khẳng định sẽ không tin tưởng. Cho nên, Trương Ứng Năm giải thích tiền bối, hắn thật sự không phải chúng ta Trương gia người, hắn là chúng ta một vị bạn cũ sau đó vị kia bạn cũ cùng quan hệ của chúng ta không ít, chỗ bằng vào chúng ta mới đem một cái danh ngạch cho hắn. Long Cảnh An lạnh lẽo mà lại không cho cự tuyệt quát lên, long tộc bên trong không lưu lại không có long tộc huyết mạch người, các ngươi Trương gia còn lại bốn cái có thể lưu lại, nhưng tiểu tử này không được. Các loại hai người các ngươi lúc rời đi, đem tiểu tử này đồng thời mang đi. Đối với cái này điểm Diệp Thần Phong hoàn toàn không sao cả. Hắn hiện tại chỉ cần có thể tiến vào về Long Cốc là được rồi.
cực kỳ mịt mờ hướng về Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước gật gật đầu. Trương Ứng Năm nói, đây là tự nhiên, chúng ta hết thảy đều nghe sắp xếp của các ngươi. Long Cảnh An trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, này Long tộc ngược lại là cao ngạo làm, bây giờ sa sút đến mức độ này, bọn hắn cao ngạo tật xấu vẫn không có thay đổi. Long Cảnh An không tiếp tục để ý Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước. Linh thuyền đi lái ra khỏi sương mù. Có thể nhìn thấy một chỗ lớn vô cùng sơn cốc khắc sâu vào trong tầm mắt. Cả cái sơn cốc như hai cái quay chung quanh lên cự long, chỗ này sơn cốc chính là cái gọi là về long cốc rồi. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Trương Thành Văn, hắn thấp giọng nói, sư phụ, người yên tâm, nếu như ngươi đến lúc đó ly khai về long cốc. Như vậy ta cũng cùng ngươi cùng rời đi. Mặt khác ba tên Trương gia trẻ tuổi, bọn hắn cùng Diệp Thần Phong không có bất cứ quan hệ gì, bọn hắn cũng không muốn từ bỏ lần này kỳ ngộ, đương nhiên trong lòng bọn họ thật đáng thương Diệp Thần Phong. Cho dù chiếm một cái Trương gia danh ngạch, cuối cùng dĩ nhiên cũng không thể ở lại về Long Cốc, tiếp thu Long tộc bồi dưỡng. Đứng ở bong tàu phía trước nhất Long Lâm Thành Hòa Long Cảnh An, hai người bọn họ trầm mặc không nói, đặc biệt là Long Cảnh An. Linh thuyền đang chạy xuất sương mù sau đó vần quanh tại linh thuyền bốn phía chín cái hoàng kim cự long tiêu tán. Long Cảnh An chậm rãi thở dài, nói, lão tam, lão đại e sợ tại hai ngày nay liền muốn đi rồi, tình huống của hắn càng ngày càng kém. Long Lâm Thành con ngươi ngưng lại, lão, hai, chúng ta cuối cùng vẫn là không thoát khỏi được trời cao nguyền rủa a hát. Ta Long tộc nhớ năm đó là ra sao phong quang vô hạn. Bây giờ lại yếu trốn ở chỗ này kéo dài hơi tàn, như vậy sống sót, cùng chết rồi khác nhau ở chỗ nào. Lão đại đi rồi sau đó e sợ lấy hai chúng ta trạng thái cũng không kiên trì được đã bao nhiêu năm, yếu không phải chúng ta Long tộc tuổi thọ đầy đủ dài, hơn nữa lão đại đã sáng tạo ra một loại bí pháp, có thể tạm thời áp chế bên trong thân thể chúng ta nguyền rủa bí pháp, chúng ta sớm thì sẽ không tồn tại vùng thế giới này nữa rồi. Long Cảnh An lắc đầu nói. Long Cảnh An hòa Long Lâm Thành trong giọng nói tràn đầy cô đơn, nơi nào còn có lúc trước tự kiêu a hát. Diệp Thần Phong đem đối thoại của bọn họ nghe được rõ rõ ràng ràng, may là lần này tới đã đến về Long Cốc, nếu như muộn một quãng thời gian, chỉ sợ bọn họ trong miệng lão đại yếu không thể cứu được. Hắn đặt ở hỗn độn trong chiếc nhẫn hỗn độn sinh khí kết tinh, tuyệt đối có thể đem Long tộc còn lại huyết mạch đại trưởng lão cứu trở về. Linh thuyền vững vàng rơi xuống về Long Cốc lối vào. Tại Diệp Thần Phong bọn hắn đi xuống linh thuyền sau đó Long Cảnh An đối với Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước, nói, để cho bọn họ không nên tải về trong Long Cốc đi loạn, nếu như đi không nên đi địa phương, như vậy đến lúc đó hội có nguy hiểm đến tính mạng, điểm này các ngươi hẳn là rõ ràng. Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước gật đầu liên tục, hành vi đến qua về Long Cốc bọn họ, tự nhiên là biết về trong Long Cốc có nhiều chỗ là cực kỳ nguy hiểm. Sơ ý một chút liền sẽ đánh mất tính mạng. Chương 2402, dựa vào cái gì? Bằng cái này, bước vào về Long Cốc. Xông tới trước mặt chính là cuồn cuộn không đoạn long khí tức. Toàn bộ về Long Cốc diện tích cực kỳ to lớn, trong cốc như một mảnh hình thành thiên địa. Diệp Thần Phong cùng Trương Ứng Năm đám người, bọn hắn đi sát Long Cảnh An hòa Long Lâm Thành phía sau. Một đường đạp không mà đi. Đi tới một chỗ dùng tảng đá chế tạo tinh mỹ phòng ốc trước. Tại phòng ốc trước tụ tập đầy từng cái long tộc người, trẻ có già có, nữ có nam có, trên người bọn hắn đều là âm u đầy tử khí, chỉ là có chút người âm u đầy tử khí so sánh nghiêm trọng, mà có mấy người thì là âm u đầy tử khí tương đối nhẹ mà thôi. Diệp Thần Phong cũng không hề tại trong những người này nhìn thấy Long Văn Thạch thân ảnh. Long Cảnh An hòa Long Lâm Thành tại đi tới phòng ốc trước sau. Bọn hắn đối Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Thủy đạo, các ngươi ở lại chỗ này không nên đến nơi đi loạn. Nói xong, hai người bọn họ không tiếp tục để ý Trương Ứng Năm cùng Diệp Thần Phong đám người, trực tiếp hướng về trong phòng đi đến. Đứng ở ngoài phòng Long tộc người, bọn hắn cũng hoàn toàn không có yếu để ý tới Diệp Thần Phong đám người ý tứ, trên mặt bọn họ toàn bộ tràn đầy bi thương vẻ, xem ra trong phòng người phải là Long tộc còn lại huyết mạch đại trưởng lão. Tộc trưởng. Chúng ta bây giờ phải làm sao? Tại Long Cảnh An hòa Long Lâm Thành sau khi rời đi, Trương Ứng Năm mới dám cho Diệp Thần Phong truyền âm. Trước tiên nhìn kỹ hãng nói. Diệp Thần Phong trả lời một câu. Trương Ứng Năm cùng Diệp Thần Phong bọn người ở tại ngoài phòng đứng ở trời tối,
cũng từ đầu đến cuối không có người qua đưa cho bọn hắn sắp xếp nơi ở, thậm chí không có ai lại đây cùng bọn họ nói một câu, bọn hắn quả thực cùng không khí không có khác gì. Mà đi vào phòng trong Long Cảnh An Hòa Long Lâm Thành, bọn hắn cũng từ đầu đến cuối không có lại đi ra khỏi phòng rồi. Giữa bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Long Cảnh An Hòa Long Lâm Thành rốt cục từ trong nhà chạy ra, ở bên cạnh bọn hắn chả đi theo một tên thanh niên. Tên này đầy mặt bi thương thanh niên, hắn chính là đại trưởng lão Long tộc dòng chính hậu bối Long Phi nói, thực lực tại thiên thần cảnh 5 tầng sơ kỳ. Từ trong nhà đi ra Long Cảnh An Hòa Long Lâm Thành, bọn hắn vẫn không có nhìn về phía Diệp Thần Phong đám người. Trong đó Long Cảnh An nói, các vị, đại trưởng lão không được, e sợ ngày mai đến hậu thiên, hắn liền sẽ đi rồi. Chúng ta là chịu đến nguyền rủa chủng tộc, đối mặt trời cao nguyền rủa. Chúng ta căn bản không thể ra sức, chúng ta kéo dài hơi tàn nhiều tuổi như vậy nguyệt, nhưng chút nào tìm không ra mở ra nguyền rủa biện pháp, chúng ta Long tộc tại sao lại rơi vào kết quả như thế? Long Lâm Thành cũng nói, đại trưởng lão nói có thể cho hắn bắt tay chuẩn bị hậu sự rồi, chỉ tiếc hắn đến bây giờ cũng không cách nào nhìn thấy tộc trưởng, không biết chúng ta Long tộc tộc trưởng hay không còn tồn tại. Các vị trước tiên tản đi đi. Long Cảnh An Hòa Long Lâm Thành vẫn không có để ý tới Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước đám người, bọn hắn dự định lần nữa hướng về trong phòng đi đến. Diệp Thần Phong thấy cảnh này sau, trong lòng của hắn mơ hồ có phần tức giận. Những này Long tộc huyết mạch không khỏi cao ngạo thật quá mức rồi chứ. Hắn thân là bây giờ Long tộc tộc trưởng, hắn hẳn là Long tộc suy tính, chỉ là Long tộc loại thái độ này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Các ngươi yếu để cho chúng ta ở nơi này chờ tới khi nào? Diệp Thần Phong mở miệng, âm thanh ở trong đêm tối vang vọng. Long Cảnh An, Long Lâm Thành Hòa Long Phi nói, còn lại chuẩn bị rời đi Long tộc người, ánh mắt của bọn họ trong nháy mắt tập trung đến Diệp Thần Phong trên người. Long Cảnh An Hòa Long Lâm Thành chau mày, trên mặt hiện lên một vệt vẻ giận dữ. Trương Thành Văn mấy vị trương gia trẻ tuổi, bọn hắn không thể tin vào tai của mình. Diệp Thần Phong lại dám chất vấn Long tộc. Đây chính là viễn cổ thời đại sơ kỳ vạn tộc đứng đầu AH. Trương Thành Văn đám người lo lắng sợ hãi. Nhưng Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước sắc mặt không có thay đổi quá lớn, bọn hắn biết thân là Long tộc tộc trưởng Diệp Thần Phong, yếu áp chế lại nơi này Long tộc người. Quả thực là chuyện dễ dàng. Diệp Thần Phong không để ý đến Long Cảnh An Hòa Long Lâm Thành vẻ mặt biến hóa. Hắn tiếp tục nói, đây chính là Long tộc đạo đãi khách sao. Long tộc thân là viễn cổ thời đại sơ kỳ vạn tộc đứng đầu, hẳn là làm chú trọng lễ nghi. Mà sẽ không như vậy ngạo mạn, huống hồ Long tộc bây giờ ẩn cư ở đây, đã không còn đã từng huy hoàng rồi. Diệp Thần Phong lời nói nặng nề gõ vào hết thảy Long tộc chi trái tim của người ta thượng. Từng đạo lửa giận ngút trời ánh mắt trừng lên Diệp Thần Phong, bọn họ cũng đều biết những người này là đến từ chính Trương gia. Trương gia là chúng ta Long tộc nâng đỡ lên, hiện tại lại dám lấy phạm thượng. Các ngươi là làm sao quản giáo vãn bối? Hẳn là đem bọn họ trực tiếp oanh ra về Long cốc, rút về Trương gia tất cả mọi người bên trong thân thể Long tộc huyết mạch. Đồng thời từng đạo thật khí thế cũng hướng về Diệp Thần Phong đám người ép tới. Long Cảnh An hít sâu một hơi, hắn đối với Trương Ứng Năm, nói các ngươi Trương gia người toàn bộ ly khai về Long cốc đi. Còn lại 4 cái Trương gia trẻ tuổi cũng không cần ở lại về Long cốc tu luyện, từ nay về sau. Các ngươi Trương gia cùng chúng ta Long tộc cũng không còn bất kỳ một tia quan hệ, về phần các ngươi Trương gia trong cơ thể một tia Long tộc huyết mạch. Tự xem như là những năm này, các ngươi vì chúng ta làm việc thù lao. Long Cảnh An muốn động thủ mang theo Trương Ứng Năm đám người ly khai về Long cốc thời điểm. Diệp Thần Phong lại mở miệng, đây chính là Long tộc khí lượng sao. Các ngươi sẽ hối hận, lẽ nào các ngươi không muốn để cho đại trưởng lão tiếp tục thật tốt sống tiếp? Ta có biện pháp có thể để cho hắn còn sống. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cảm thấy Diệp Thần Phong buồn cười cực kỳ. Này quả là làm cho Long tộc cô đơn nguyền rủa, bọn hắn Long tộc trải qua lâu như vậy tuế nguyệt, cũng căn bản tìm không ra căn nguyên. Bây giờ một tiểu tử chưa ráo máu đầu nói có thể hóa giải. Đây không phải chuyện cười lớn sao? Long Cảnh An Hòa Long Lâm Thành vẻ giận dữ càng thêm thịnh vượng, bọn hắn đã không muốn đang nhìn đến Diệp Thần Phong rồi, cũng không muốn lại nghe đến Diệp Thần Phong nói ẩu nói tả rồi, hai người bọn họ thân ảnh hướng về Diệp Thần Phong lao đi,
bọn hắn yếu trực tiếp thanh Diệp Thần Phong ném ra về Long Cốc. Làm sao, lẽ nào các người thật sự không muốn cứu đại trưởng lão? Diệp Thần Phong mặt không biến sắc. Tiểu tử, người dựa vào cái gì? Người dựa vào cái gì ở nơi này nói ẩu nói tả? Áp sát Long Lâm Thành giận dữ hét. Mà đứng tại cửa phòng Long Phi nói, hắn đối Diệp Thần Phong cũng hoàn toàn không hề có một chút hảo cảm, hắn dù sao cũng là đại trưởng lão dòng chính hậu bối, hắn trong con ngươi cũng tràn đầy lửa giận. Tại Long Lâm Thành Hòa Long Cảnh An bàn tay phải bắt được Diệp Thần Phong vai lúc. Diệp Thần Phong bình thản nói, dựa vào cái gì? Không biết bằng cái này có thể hay không? Sau lưng Long tộc tộc trưởng dấu ấn lập tức thôi thúc đã đến cực hạn. Cuồn cuộn long khí từ Diệp Thần Phong trong cơ thể phân tán mà ra, một cái lớn vô cùng hoàng kim cự long hư ảnh, tại phía trên đỉnh đầu hắn hiện lên. Vô cùng cường đại uy thế hướng về bốn phía khuếch tán. Tới gần Diệp Thần Phong Long Cảnh An Hòa Long Lâm Thành, bọn hắn là cái thứ nhất chịu đến long tộc tộc trưởng uy thế xung kích. Kết quả là, phù phù, phù phù, hai tiếng. Long Cảnh An Hòa Long Lâm Thành chỉ cảm thấy huyết mạch được trong nháy mắt chế trụ rồi, trong gân mạch linh khí dòng sông trong nháy mắt không vận chuyển được rồi, trong con người mang theo sợ hãi, đầu gối của bọn họ không nhịn được uốn lượn, lại uốn lượn, cuối cùng không khỏi hướng về Diệp Thần Phong quỳ xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2403, không ủng hộ, không chấp nhận. Tại Long Cảnh An Hòa Long Lâm Thành chịu đến Long tộc tộc trưởng dấu ấn uy thế, không tự chủ hướng về Diệp Thần Phong quỳ xuống đến từ sau. Vô cùng cường đại tộc trưởng uy thế, còn tại hướng về chu vi khuếch tán. Ở đây từng cái Long tộc người, liên tiếp không bị khống chế quỳ xuống, tình cảnh là cực kỳ đồ sộ. Mà Trương Ứng Năm, Trương Ứng Nước cùng Trương Thành Văn đám người, bởi Diệp Thần Phong khống chế uy thế nguyên nhân, tộc trưởng uy thế không có lan đến gần bọn hắn. Cho nên bọn hắn vẫn có thể bình yên đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh. Trương Ứng Năm cùng Trương Ứng Nước trong lòng đã có chuẩn bị rồi, mà Trương Thành Văn các loại mấy cái Trương gia trẻ tuổi, bọn họ là trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm nhìn xem Long tộc người từng cái quỳ xuống, đây rốt cuộc là muốn ồn ào loại nào. Long Cảnh An Hòa Long Lâm Thành trên mặt da thịt toàn bộ nhíu lại, quỳ trên mặt đất bọn họ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, thân là Long tộc người. Bọn hắn tự nhiên biết mình là nhận lấy tộc trưởng uy thế, hồi tưởng lại trước đó cửu long nghênh chủ dị tượng, bọn hắn căn bản không thể tin được, bởi vì Diệp Thần Phong trong cơ thể không có long tộc huyết mạch, nhưng hắn lại kế thừa long tộc tộc trưởng vị trí. Này đùa gì thế, long tộc tộc trưởng vị trí lại bị một người ngoài cho kế thừa. Long Cảnh An tức giận trừng lên Diệp Thần Phong, quát ngươi, ngươi dĩ nhiên kế thừa long tộc tộc trưởng vị trí. Ngươi có tài cán gì? Ngươi căn bản cùng chúng ta Long tộc liền một tia quan hệ cũng không có. Trương Thành Văn các loại Trương gia trẻ tuổi, bọn hắn khi nghe đến Long Cảnh An lời nói sau, bọn hắn càng thêm là cả người run rẩy. Diệp Thần Phong là Long tộc tộc trưởng. Này đối với bọn hắn tới nói quá sét đánh ngang tai rồi. Đặc biệt là Trương Thành Văn trước hắn chả an ủi Diệp Thần Phong không có Long tộc huyết mạch cũng không có quan hệ gì. Hiện tại hắn thật có loại muốn đánh mạnh chính mình bạt tai kích động. An ủi Long tộc tộc trưởng nói không có Long tộc huyết mạch cũng không có quan hệ gì, đây không phải nói mỏ vô nghĩa nha. Trương Thành Văn bọn hắn rốt cuộc biết Diệp Thần Phong vừa vặn dám chất vấn Long tộc nguyên nhân. Diệp Thần Phong quét mắt quỳ xuống Long tộc người, hắn cuối cùng nhìn xem Long Cảnh An Hòa Long Lâm Thành, nói, Long tộc tộc trưởng vị trí chính là các ngươi Long tộc thượng tộc trưởng đời thứ nhất tự mình truyền cho ta. Xem ra các ngươi là không ủng hộ ta người tộc trưởng này. Đồng dạng quỳ trên mặt đất Long Phi nói. Hắn quát, chỉ bằng ngươi cũng muốn trở thành chúng ta Long tộc tộc trưởng. Ngươi chẳng qua là dựa vào tộc trưởng dấu ân áp chế lại chúng ta mà thôi. Ngươi đừng mong muốn để cho chúng ta thật tâm thật ý tiếp thu ngươi người tộc trưởng này. Dựa vào ngươi có thể dẫn dắt chúng ta Long tộc một lần nữa quật khởi sao? Dựa vào ngươi có thể thoát khỏi Long tộc bị nguyền rủa sao? Những này cũng không thể. Cho nên ngươi nhất định phải đem Long tộc tộc trưởng dấu ấn trả lại cho ta Long tộc. Long Lâm Thành cũng nói, tiểu tử, ngươi thật sự không có tư cách thành vì chúng ta Long tộc tộc trưởng, bên trong cơ thể ngươi ngay cả chúng ta Long tộc huyết mạch cũng không có. Ngươi làm sao để cho chúng ta tín phục, năm đó chúng ta Long tộc hao tổn đem hết toàn lực, đã đến bây giờ cũng không cách nào hóa giải bị nguyền rủa, dựa vào ngươi người ngoài này thì càng thêm không thể nào, ngươi có yêu cầu gì có thể cứ việc nói ra.
chúng ta cũng có thể thỏa mãn ngươi, chỉ cần ngươi đem Long tộc tộc trưởng dấu ấn giao trả cho chúng ta Long tộc. Diệp Thần Phong nhìn xem những này ngu xuẩn mất khôn ra hỏa, nếu không phải hắn đáp ứng ban đầu thượng tộc trưởng đời thứ nhất, hội đem hết toàn lực để Long tộc thoát khỏi nguyền rủa, dẫn dắt Long tộc một lần nữa quật khởi. Hắn đã sớm không cách nào nhịn được những người này rồi. Xem ra các ngươi thật sự không muốn cứu đại trưởng lão. Ta nói ta có thể hóa giải Long tộc nguyền rủa, e sợ ở trên thế giới này cũng chỉ có ta một người có thể hóa giải, các ngươi đây là tại tự tay giết chính các ngươi đại trưởng lão a hát. Diệp Thần Phong nhìn chằm chằm Long Cảnh An Hòa Long Thành rừng nói ra. Thấy Diệp Thần Phong nói rất trôi chảy, Long Cảnh An Hòa Long Lâm Thành do dự, bọn hắn tự nhiên thì không muốn thấy đại trưởng lão chết đi, nhưng bọn họ lại không tin Diệp Thần Phong có thể hóa giải Long tộc nguyền rủa. Chỉ chốc lát sau, Long Lâm Thành đạo, ngươi thật sự có thể cứu trị đại trưởng lão. Nhưng nếu như ngươi không cách nào hóa giải đại trên người trưởng lão nguyền rủa, ngươi nhất định phải đem Long tộc tộc trưởng dấu ấn giao trả cho chúng ta Long tộc. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, bây giờ là ta đang cầu xin các ngươi sao? Các ngươi ở trong tay ta căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, ta phải ở chỗ này làm chuyện gì? Các ngươi quản được không? Các ngươi ngăn được sao? Đều luân lạc tới mức này rồi, là thời điểm đem các ngươi kiêu ngạo thu vừa thu lại rồi. Bây giờ không phải Long tộc thời đại, các ngươi nhìn xem các ngươi Long tộc còn sót lại bao nhiêu người. Các ngươi nhìn xem mình bây giờ dáng dấp, các ngươi bây giờ còn có cùng ta nói chuyện điều kiện tư cách sao? Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói, các ngươi lên tộc trưởng đời thứ nhất nếu đều sẽ tộc trưởng vị trí truyền đã cho ta, như vậy điều này nói rõ hắn tin tưởng ta, liền ngay cả các ngươi lên tộc trưởng đời thứ nhất đều tin tưởng ta, các ngươi có những gì không tin đạo lý? Lẽ nào các ngươi thượng tộc trưởng đời thứ nhất hội đem bọn ngươi Long tộc đẩy vào vực sâu bên trong sao? Diệp Thần Phong chậm rãi đem Long tộc tộc trưởng dấu ấn bên trong tản ra uy thế thu lại. Quỳ xuống trên đất Long Cảnh An, Long Lâm Thành Hòa Long Phi nói đám người, tại không có uy thế áp chế sau. Bọn hắn cả người nhất thời đột nhiên nhẹ đi, bọn hắn có thể từ mặt đất đứng lên rồi. Trương Thành Văn các loại mấy cái trương gia trẻ tuổi, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong như thế răn dậy rồng ở trong truyền thuyết tộc, trong lòng bọn họ là sùng bái không ngớt, chuyện này quả thật là kiểu như châu bò không biên giới rồi. Diệp Thần Phong bay thẳng đến trong phòng đi đến. Trương Ứng Nước cùng Trương Ứng Năm đám người nhanh theo sau lưng. Tại Diệp Thần Phong trải qua Long Phi nói bên cạnh lúc. Long Phi nói thấp giọng nói một câu, tiểu tử, bất kể như thế nào ta đều sẽ không thừa nhận ngươi người tộc trưởng này, trừ phi ngươi thật sự có thể hóa giải ta lão tổ trong cơ thể nguyền rủa. Nếu như tại ngươi ra tay sau đó ngươi để cho ta lão tổ thêm sắp tử vong rồi, như vậy ta liền tính không nên cái mạng này, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đối với cái này Diệp Thần Phong chỉ là cười cười một chút. Này ngược lại cũng chứng minh rồi Long Phi nói là một cái cực kỳ trọng tình cảm người. Tại đi vào phòng sau, chỉ thấy một tên tóc trắng đầy đầu lão giả nằm. Lão giả khí tức trên người phi thường yếu ớt, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều sẽ biến mất bình thường. Lão giả trên mặt che kín sâu đậm nếp nhăn, cả người nhìn qua cực độ già nua, con mắt của hắn đã không mở ra được. Có thể là nghe có người đi tới, muốn há mồm ra nói chuyện. Nhưng dùng hết toàn lực trong cổ họng cũng không phát ra được thanh âm nào, chỉ nhìn thấy trên bờ môi của hắn dưới mở ra lại khép lại. Người lão giả này chính là còn lại huyết mạch đại trưởng lão Long Cao Nguyên, một thân thực lực tại thần tôn cảnh hậu kỳ, lâu năm như thế, nhánh này Long tộc còn lại huyết mạch vẫn là hắn tại dẫn dắt, khi hắn dưới sự hướng dẫn, nhánh này huyết mạch mới có thể kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ, có thể nói hắn là nhánh này bên trong huyết mạch trụ cột, nếu như hắn ngã xuống. Như vậy đối với cái này chi huyết mạch tới nói, có thể nói là một cái đả kích khổng lồ. Diệp Thần Phong cảm ứng một phen, Long Cao Nguyên trong cơ thể sinh cơ hầu như tiêu hao hầu như không còn rồi, cho dù giúp hắn trừ đi trong cơ thể hỗn độn tử khí, chả nhất định muốn giúp hắn kéo dài tuổi thọ, nhưng đây đối với Diệp Thần Phong tới nói cũng không phải việc khó rồi, hắn đi tới Long Cao Nguyên bên cạnh, chuẩn bị động thủ hóa giải Long Cao Nguyên trong cơ thể cái gọi là nguyền rủa. Chương 2404, hóa giải, nhiếp hồn. Đứng ở một bên Long Cảnh An Hòa Long Lâm Thành muốn nói lại thôi. Long Cao Nguyên dù sao cũng không có bao nhiêu thời gian, bọn hắn không thể buông tha này một cơ hội cuối cùng rồi. Diệp Thần Phong từ hỗn độn trong chiếc nhẫn lấy ra một khối hỗn độn sinh khí kết tinh. Hắn không có quá nhiều do dự, đem Long Cao Nguyên quần áo trên người mở ra sau.
trực tiếp đem hỗn độn sinh khí kết tinh đặt tại Long Cao Nguyên ngực, theo đem trong cơ thể mình linh khí, cuồn cuộn không đoạn mà truyền vào. Cả khối hỗn độn sinh khí kết tinh đang chậm chậm làm tan, cuối cùng toàn bộ tiến vào Long Cao Nguyên bên trong thân thể. Tại hỗn độn sinh khí tiến vào Long Cao Nguyên bên trong thân thể sau, nhanh chóng hóa giải trong thân thể hắn tùy ý hỗn độn tử khí, bởi Long Cao Nguyên trong cơ thể hỗn độn tử khí cực kỳ nồng nặc, chỉ dựa vào một khối hỗn độn sinh khí kết tinh là hóa giải không được. Bất quá, cho dù như thế, tại một khối hỗn độn sinh khí kết tinh ảnh hưởng, nguyên bản khí tức nứt quãng Long Cao Nguyên, hắn khí tức trên người dĩ nhiên vững vàng một ít, có thể từ từ mở mắt rồi, này làm cho một bên Long Cảnh An, Long Lâm Thành Hòa Long Phi nói là mừng rỡ. Bọn hắn vừa định muốn đi hết trước hỏi một câu tình huống. Diệp Thần Phong liền quát lớn, cho ta ở một bên ở lại, hắn bên trong thân thể cái gọi là nguyền rủa vẫn không có triệt để hóa giải. Bây giờ nghe được Diệp Thần Phong nói như vậy, bọn họ là triệt để không dám động rồi, bởi vì bọn họ tận mắt thấy Diệp Thần Phong thật sự có biện pháp, hay là Diệp Thần Phong thật sự có khả năng hóa giải Long Cao Nguyên bên trong thân thể nguyền rủa. Diệp Thần Phong lại một liền lấy ra 20 khối hỗn độn sinh khí kết tinh. Tại đây 20 khối hỗn độn sinh khí kết tinh toàn bộ tiến vào Long Cao Nguyên bên trong thân thể sau. Long Cao Nguyên khí tức trên người là triệt để bình ổn lại, trên mặt khôi phục một chút hồng hào, hắn căn bản không có bất kỳ một điểm tử khí trầm trầm, trong cơ thể hắn hỗn độn tử khí hẳn là toàn bộ là được hỗn độn sinh khí hóa giải rồi. Tại Long Cao Nguyên bên trong thân thể hỗn độn tử khí hóa giải sau đó hắn không gian xung quanh đột nhiên kịch liệt bắt đầu run rẩy, không khí là cực có không ngừng áp xúc mà lại xoay tròn, sóng khí một tầng lại một tầng hướng về bốn phương tám hướng xung kích. Oanh! Ầm, ầm, ầm! Long Cao Nguyên trên người khí thế mãnh liệt vọt lên, ngăn cản lại hắn đột phá bình cảnh được giải khai, cả tòa phòng ốc trực tiếp bị khí thế trùng kích thành mảnh vỡ. Bên trong thân thể hỗn độn tử khí mới vừa vặn hóa giải, Long Cao Nguyên thực lực liền từ thần tôn cảnh hậu kỳ. Đột phá đến thần tôn cảnh đỉnh phong, nguyên bản là tính khôi phục như cũ. Long Cao Nguyên tuổi thọ cũng sẽ không có bao nhiêu. Bây giờ thực lực bước vào thần tôn cảnh đỉnh phong, cho nên Long Cao Nguyên tuổi thọ đột nhiên nhanh chóng đi lên tăng trưởng. Này ngược lại cũng tiết kiệm Diệp Thần Phong giúp hắn kéo dài tuổi thọ rồi. Cảm thụ bên trong thân thể thực lực, Long Cao Nguyên chưa từng có như thế ung dung qua. Nhưng hắn còn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này người cứu hắn là ai? Hắn hầu như có thể xác định trên người mình nguyền rủa hẳn là bị hóa giải. Long Cảnh An, Long Lâm Thành Hòa Long Phi nói các loại long tộc người. Trên mặt bọn họ che kín hưng phấn, đối mặt Long Cao Nguyên nghi hoặc, Long Cảnh An đem cả sự tình lập tức giải thích một lần. Tại Diệp Thần Phong hóa giải Long Cao Nguyên trong cơ thể nguyền rủa một khắc đó. Bọn hắn liền chân tâm tán đồng Diệp Thần Phong vị tộc trưởng này rồi. Đang nghe xong Long Cảnh An sau khi giải thích, Long Cao Nguyên trực tiếp đi đầu chân thành đối Diệp Thần Phong dập đầu bái lạy tộc trưởng. Cảm tạ ân cứu mạng của ngài, không nghĩ tới lão phu tại sinh thời vẫn có thể nhìn thấy tộc trưởng ngài. Long Cảnh An, Long Lâm Thành Hòa Long Phi nói đám người, lúc này bọn họ là triệt để chân tâm quỳ xuống, bọn hắn toàn bộ chuyện lúc trước xin lỗi. Tộc trưởng, trước đó có bao nhiêu mạo phạm, bất luận người phải làm sao xử phạt, ta cũng sẽ không có cậu oán hận nào. Long Cảnh An chân thành nói, tộc trưởng, ngài vừa vặn giáo huấn rất đúng, chúng ta không có ngạo khí tư cách, thực sự là càng sống càng đi trở về. Long Lâm Thành xấu hổ cúi đầu, Long Phi nói hít một hơi sau, của ta cái mạng này về sau đều là tộc trưởng ngài. Ngài lúc nào muốn cũng có thể lấy đi. Diệp Thần Phong dù sao kế thừa tộc trưởng vị trí. Hắn cũng không có ý định cùng long tộc người so đo, các ngươi đều đứng lên đi. Ta có chuyện yếu hỏi các ngươi. Tại Long Cao Nguyên đám người toàn bộ sau khi đứng dậy, Diệp Thần Phong hỏi, trước đó có không có một cái gọi Long Văn Thạch long tộc người tìm tới nơi này? Long Cao Nguyên lập tức hồi đáp, tộc trưởng, ngài nói Long Văn Thạch thật là lâu trước đó cùng chúng ta thất tán tiểu tử kia chứ? Một tháng trước, hắn thật sự đi tới chúng ta về Long Cốc phụ cận. Bất quá! Tại chúng ta phát hiện Long Văn Thạch thời điểm, hồn phách của hắn đã bị người cho nhiếp đi rồi, hắn là bị người cho nhiếp hồn rồi. Tại nhiếp hồn trước đó, Long Văn Thạch hẳn là thi triển Long tộc bí pháp, mạnh mẽ bảo lưu lại một tia hồn phách ký ức. Mới khiến cho hắn cuối cùng vẫn có thể đi vào chúng ta về Long Cốc phụ cận. Khi hắn đi vào chúng ta về Long Cốc phụ cận thời điểm, trước hắn mạnh mẽ bảo lưu một tia hồn phách ký ức, hẳn là tiêu tán, chỗ bằng vào chúng ta phát hiện hắn thời điểm.
hắn chỉ còn dư lại một bộ thân thể rồi, thân thể hắn được chúng ta giữ đây. Lúc đó ta đang đứng ở tuổi thọ khô kiệt giai đoạn, ta không cách nào thi triển bí pháp tìm tới Long Văn Thạch hồn phách ở nơi nào. Mà tại toàn bộ Long tộc bây giờ còn lại trong huyết mạch, cũng chỉ có ta sẽ thi triển loại bí pháp này, chỗ bằng vào chúng ta mới chậm chạp không có đi tìm Long Văn Thạch hồn phách. Long Văn Thạch được nhiếp hồn. Diệp Thần Phong cau mày hỏi, tìm về hồn phách của hắn, hắn hẳn là vẫn có thể sống lại a. Điểm này kính xin tộc trưởng ngài không cần phải lo lắng. Chỉ cần có thể tìm được Long Văn Thạch hồn phách, chúng ta sẽ có biện pháp để hồn phách trở về vị trí cũ. Long Cao Nguyên khẳng định nói. Tiếp lấy, Long Cao Nguyên vui đến phát khóc tiếp tục nói, tộc trưởng, ngài xuất hiện, rốt cuộc để cho chúng ta lại thấy được hy vọng, chỉ cần chúng ta bên trong thân thể nguyền rủa có thể hóa giải, như vậy chúng ta Long tộc sớm muộn cũng có một ngày hội quật khởi lần nữa. Chúng ta hết thảy Long tộc thành viên, về sau toàn bộ hội thể sống chết thuần phục tộc trưởng ngài. Diệp Thần Phong hiện tại trong lòng mặt so sánh lo lắng Long Văn Thạch an nguy, dù sao Long Văn Thạch được nhiếp đi hồn phách, nếu như hồn phách của hắn xuất hiện bất ngờ, như vậy Long Văn Thạch liền không cách nào hồn phách trở về vị trí cũ rồi. Hắn nói ra, ta trước tiên giúp các ngươi những người còn lại toàn bộ hóa giải trong cơ thể cái gọi là nguyền rủa, tại hóa giải nguyền rủa sau đó ta muốn lập tức đi tìm Long Văn Thạch hồn phách. Long Cao Nguyên gật đầu nói, được, tộc trưởng, đến lúc đó ta cùng đi với ngươi. Ta hiện tại liền lợi dụng bí pháp trước đem Long Văn Thạch hồn phách chỗ ở phương vị xác định được. Long Cảnh An cũng nói, tộc trưởng, ta cũng cùng ngươi đồng thời. Long Lâm Thành không kịp chờ đợi nói ra, tộc trưởng, còn có ta, ngài ngay cả trời cao nguyền rủa cũng có thể hóa giải. Ta hiện tại 100% khẳng định, tại ngài dẫn dắt đi, chúng ta Long tộc nhất định có thể một lần nữa quật khởi. Kế tiếp. Diệp Thần Phong bắt đầu nhanh chóng giúp ở đây hết thảy Long tộc người hóa giải bên trong thân thể hỗn độn tử khí rồi. Bây giờ Long tộc còn lại huyết mạch tổng cộng cũng mới mấy trăm người rồi. Thực lực mạnh, cần dùng hỗn độn sinh khí kết tinh liền nhiều, trái lại thực lực yếu, dùng hỗn độn sinh khí kết tinh tựu ít đi. Bất quá, Diệp Thần Phong hỗn độn trong chiếc nhẫn hỗn độn sinh khí kết tinh cũng đầy đủ dùng. Chương 2405, Chính Khí Tông, Thần Tôn Bốn Cảnh. Một chiếc nhanh chóng ở trên bầu trời chạy linh trên thuyền. Diệp Thần Phong, Long Cao Nguyên, Long Cảnh An hòa Long Lâm Thành đồng thời đứng ở trên boong thuyền. Tại Diệp Thần Phong giúp hết thảy Long tộc người hóa giải bên trong thân thể hỗn độn tử khí sau đó Long Cao Nguyên cũng lợi dụng bí pháp đem Long Văn Thạch hồn phách vị trí phương vị xác định ra. Một nhóm bốn người lập tức ly khai về Long Cốc. Trương Ứng năm đám người nguyên bản cũng muốn đi theo. Cuối cùng Diệp Thần Phong để cho bọn họ ở lại về trong Long Cốc rồi. Bây giờ Diệp Thần Phong Long tộc tộc trưởng thân phận đã nhận được hết thảy Long tộc còn lại huyết mạch tán đồng, Trương Ứng năm bọn người ở tại về trong Long Cốc đãi ngộ là tăng lên rất nhiều, thậm chí Long tộc trực tiếp đem bọn họ cho rằng là người một nhà rồi. Long Cảnh An hòa Long Lâm Thành trong cơ thể hỗn độn tử khí hóa giải thời điểm, thực lực của hai người bọn họ cũng nâng lên thăng lên một tầng. Bởi lâu năm như thế một mực áp chế không đột phá, tại hóa giải hỗn độn tử khí sau, tăng lên một cái tiểu tầng thứ là chuyện đương nhiên. Bây giờ Long Cảnh An từ thần tôn cảnh trung kỳ, tăng lên tới thần tôn cảnh hậu kỳ, mà Long Lâm Thành từ thần tôn cảnh sơ kỳ, tăng lên tới thần tôn cảnh trung kỳ. Nguyên rủa hóa giải. Thực lực lại tăng lên. Này làm cho cả Long tộc còn lại huyết mạch tràn đầy kỳ vọng, bọn hắn một lần nữa trở nên hùng tâm tráng trí lên. Những Long tộc kia còn lại huyết mạch muốn yếu cùng theo một lúc đi ra ngoài, bọn hắn Long tộc người được nhiếp đi rồi hồn phách, bây giờ bọn hắn Long tộc có trở lại đỉnh phong hy vọng, lửa giận trong lòng tự nhiên là không muốn đã chịu. Hiện tại Long tộc trong cơ thể hỗn độn tử khí mới vừa vặn hóa giải, nếu như hết thảy Long tộc người toàn bộ xuất phát, đến lúc đó nói không chắc sẽ khiến cho sự chú ý của người khác, bây giờ Long tộc không phải là đỉnh phong thời đại Long tộc rồi, vẫn là chú ý cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Long Cao Nguyên, Long Cảnh An hòa Long Lâm Thành một mực cung kính đứng ở Diệp Thần Phong hai bên. Diệp Thần Phong nhìn về phương xa. Lão Bạch cùng Lão Hắc trong lòng đang cùng hắn trò chuyện. Long Cao Nguyên khóa nhập thần tôn cảnh đỉnh phong, theo lý tới nói khoảng cách thần đế cảnh cũng không xa lắm. Nhưng Lão Bạch cùng Lão Hắc đồng thời hủy bỏ Diệp Thần Phong ý nghĩ này, trong đó Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh giải thích, tiểu gia hỏa. Lúc trước chúng ta nói qua với người thần tôn cảnh cũng chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong,
lúc đó ngươi ngay cả thần vương cảnh cũng không có bước vào, thực lực của ngươi chả quá thấp, chúng ta cũng không hề đối với ngươi giải thích cặn kẽ. Kỳ thực tại thần tôn cảnh đỉnh phong bên trong, còn bị phân làm 4 cái cảnh giới nhỏ. Vừa vặn bước vào thần tôn cảnh đỉnh phong được gọi là mới vào đỉnh phong. Sau đó là tiểu viên mãn đỉnh phong, lại sau đó là đại viên mãn đỉnh phong, cuối cùng là cực cảnh đỉnh phong. Chỉ có đến thần tôn cực cảnh đỉnh phong, đây mới là khoảng cách bước vào thần đế cảnh không xa. Tại bước vào mới vào đỉnh phong sau đó muốn bước vào tiểu viên mãn đỉnh phong. Cần thiết lực lượng là thần tôn cảnh sơ kỳ đến hậu kỳ sức mạnh tổng số gấp 10 lần, mà yếu bước vào đại viên mãn đỉnh phong, cần có lực lượng là thần tôn cảnh sơ kỳ đến hậu kỳ sức mạnh tổng số gấp 20, cuối cùng yếu bước vào cực cảnh đỉnh phong, cần có lực lượng là thần tôn cảnh sơ kỳ đến hậu kỳ sức mạnh tổng số 30 lần. Có thể nói tại thần tôn cảnh đỉnh phong bên trong bước vào mới vào đỉnh phong sau, mỗi nâng lên thăng một cái cảnh giới nhỏ, sức mạnh sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời. Có thể nói đồng dạng là thần tôn cảnh đỉnh phong, mới vào đỉnh phong cùng cực cảnh đỉnh phong cường giả gặp gỡ, cực cảnh đỉnh phong cường giả thậm chí một chiêu có thể miểu sát mới vào đỉnh phong người. Bước vào thần tôn cảnh đỉnh phong về sau mới vào đỉnh phong, tiểu viên mãn đỉnh phong, đại viên mãn đỉnh phong cùng cực cảnh đỉnh phong này bồn tầng thứ, lúc trước được gọi là thần tôn bốn cảnh. Long cao nguyên nhiều nhất chỉ có thể xem như là mới vào đỉnh phong. Diệp Thần Phong không nghĩ tới tại thần tôn cảnh đỉnh phong bên trong còn bị mảnh phân làm 4 cái tiểu tầng thứ, hơn nữa mỗi tăng lên một cái tiểu tầng thứ, người tu luyện đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời. Diệp Thần Phong ở trong lòng hỏi, Lão Bạch, Lão Hắc, các người ban đầu ở thần tôn cảnh đỉnh phong thời điểm nằm ở 4 cảnh bên trong cái nào một cảnh? Lão Hắc Giang Vận Thiên hừ một tiếng nói, cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là cực cảnh đỉnh phong. Lúc trước chúng ta khoảng cách bước vào thần đế cảnh chỉ có cách xa một bước, nếu như chúng ta sống cho tới bây giờ cái thời đại này, chúng ta bây giờ đã sớm là thần đế cảnh cường giả. Hơn nữa không là vừa vặn bước vào thần đế cảnh cường giả, tối thiểu nhất là thần đế cảnh trung kỳ trở lên cường giả. Diệp Thần Phong thực lực hôm nay tại thần vương cảnh trung kỳ, khoảng cách bước vào thần tôn cảnh sơ kỳ đều xa đây. Càng đừng là thần tôn bốn cảnh. Long Cao Nguyên khống chế linh thuyền một đường đi về phía nam nhanh chóng phi hành. Bởi Long tộc linh thuyền cực kỳ đặc thù, dẫn theo có ẩn hình hiệu quả, cho nên dọc theo đường đi không có gặp đến bất cứ phiền phức gì. Ly khai về Long Cốc sau. Phi hành 5 ngày. Linh thuyền ngừng ở giữa không trung bên trong. Long Cao Nguyên đạo, tộc trưởng, căn cứ ta thi triển bí pháp biểu hiện, Long Văn Thạch hồn phách hẳn là ở phía dưới này. Ta nhất định phải đến mặt đất đi tới lại cảm ứng một cái. Diệp Thần Phong gật gật đầu, hắn dẫn rời đi trước linh thuyền, hướng xuống đất đạp không mà đi. Long Cao Nguyên, Long Cảnh An Hòa Long Lâm Thành lập tức đi theo. Trong đó Long Cao Nguyên tiện tay đem linh thuyền cất đi. Tại đến mặt đất thượng sau. Diệp Thần Phong bọn hắn đứng ở một tòa núi cao nguy nga dưới chân, tại cao trên đỉnh núi thật giống đã thành lập nên một cái tông môn. Tuy nói Long tộc thiên cư nhất ngẫu, nhưng bọn họ tại viễn cổ giới có Trương gia làm kẻ chỉ điểm tuyến, bọn hắn đối viễn cổ giới rất nhiều tông môn có chút hiểu rõ. Long Cao Nguyên ba người ngẫm nghĩ một lúc sau, đem cao trên đỉnh núi tông môn đối Diệp Thần Phong giới thiệu một chút. Xây dựng ở ngọn núi này trên đỉnh tông môn tên là Chính Khí Tông. Tại viễn cổ giới xem như là một cái danh môn chính phái rồi, kỳ tông môn bên trong có 3 tên thần tôn cảnh sơ kỳ lão tổ tọa trấn. Tại toàn bộ viễn cổ giới danh tiếng luôn luôn rất tốt. Long Cao Nguyên bắt đầu tinh tế thi triển bí pháp, lông mày của hắn càng nhăn càng chặt, cuối cùng đối với Diệp Thần Phong nói, tộc trưởng, căn cứ ta thi triển bí pháp cảm ứng. Long Văn Thạch hồn phách vô cùng có khả năng tại chính khí trong tông. Long Cảnh An nói, chính khí tông không phải danh môn chính phái sao? Long Văn Thạch là bị nhiếp hồn, nói như vậy danh môn chính phái sẽ không thi triển ác độc như thế thủ đoạn. Diệp Thần Phong xì mũi coi thường nói, có phần cái gọi là danh môn chính phái, muốn so ma đạo đều phải độc ác, chỉ là ở bề ngoài một bộ chính nhân quân tử dáng dấp mà thôi. Nếu có thể cơ bản xác định Long Văn Thạch hồn phách tại chính khí trong tông, như vậy chúng ta liền tất cần phải đến chính khí trong tông đi một chuyến rồi. Long Cao Nguyên gật đầu nói, tộc trưởng, chúng ta từ chính khí tông sau sơn thượng, ta cảm giác Long Văn Thạch hồn phách tương đối gần phía sau núi. Chúng ta từ hậu sơn đi tới có thể tránh không ít tai mắt, đến lúc đó cũng tiết kiệm phiền phức,
bây giờ là tìm tới Long Văn Thạch hồn phách quan trọng, bọn hắn nhiếp chúng ta Long tộc chi nhân hồn phách món nợ này, các loại sau lão phu định muốn hảo hảo cùng bọn họ tính cả tính toán. Long Cảnh An cũng lạnh lùng nói, chúng ta Long tộc tuy nói không rơi xuống như thế tình trạng rồi, nhưng cũng không phải là cái gì tiểu mưu tiểu cậu có thể khi dễ, chỉ là một cái ba tên thần tôn cảnh sơ kỳ lão tổ trấn giữ tông môn, chúng ta còn chưa không để vào mắt. Dứt tiếng, một nhóm bốn người biến mất ngay tại chỗ. Bóng người hướng về chính khí tông phía sau núi lao đi rồi. Chương 2406, Quỷ Hồn Trận. Lấy Long Cao Nguyên đám người thực lực, yếu tránh đi chính khí tông phía sau núi canh gác đệ tử, căn bản là chuyện dễ dàng. Sau khi tiến vào núi bên trong sau, Long Cao Nguyên cảm ứng là càng ngày càng mãnh liệt rồi, khi tiến vào phía sau núi một chỗ rừng rậm sau, bước chân của hắn dừng lại. Diệp Thần Phong, Long Cảnh An hòa Long Lâm Thành là đi theo Long Cao Nguyên bên người. Trong rừng rậm trên mặt đất chất đầy khô vàng lá cây, đạp ở bên trên không ngừng có két kẹt. Két kẹt, thanh âm vang lên. Long Cao Nguyên tướng lòng bàn chân khô vàng lá cây quét ra. Trên mặt đất xuất hiện một cái màu đỏ huyết mặt đồ án. Long Cao Nguyên con người ngưng trọng nói, tộc trưởng, Long Văn Thạch hồn phách khí tức là từ nơi này huyết mặt bên trong tản ra. Long Cao Nguyên bàn tay theo như ở trên mặt đất huyết mặt trên đồ án, linh khí thử chậm rãi truyền vào trong đó. Trên mặt đất toàn bộ huyết mặt đồ án một trận lấp lánh. Diệp Thần Phong cùng Long Cao Nguyên đám người chỉ cảm thấy chân dưới mất thăng bằng, đợi đến một lần nữa đứng vững sau. Diệp Thần Phong đám người nghiễm nhiên không ở trong rừng rậm rồi. Bọn hắn tại một chỗ kỳ lạ trong không gian, chu vi đều là một mảnh đen như mực, tràn đầy một loại quỷ dị âm u. Vùng không gian này phảng phất không có phần cuối, chỉ là bóng tối vô cùng vô tận. Diệp Thần Phong liếc nhìn bên cạnh Long Cao Nguyên đám người, nói, nơi này là địa phương nào? Chúng ta tìm được trước rời đi nơi này cửa ra vào đi. Long Cao Nguyên đám người gật gật đầu, bọn hắn cũng cảm thấy nơi đây không thích hợp ở lâu, tuy nói bọn hắn đều nói thần tôn cảnh cường giả, nhưng thần tôn cảnh cường giả cũng không phải vạn năng. Một đường hướng về chỗ này hắc ám không gian ngay phía trước đi đến. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía trước, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm thấy có phần không đúng lắm, khi hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh thời điểm, con mắt của hắn hơi híp lại, chỉ thấy nguyên bản ở bên cạnh hắn Long Cao Nguyên, Long Cảnh An hòa Long Lâm Thành dĩ nhiên không thấy. Long Cao Nguyên, Long Cảnh An hòa Long Lâm Thành vô ảnh vô tung biến mất. Thậm chí là biến mất không một tiếng động. Diệp Thần Phong vừa vặn liền một tia đều không có phát giác ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt nhìn quét bốn phía, ngoại trừ đen nhánh cũng chỉ còn sót lại đen nhánh rồi, căn bản không nhìn thấy Long Cao Nguyên, Long Cảnh An hòa Long Lâm Thành hình bóng. Tại Diệp Thần Phong trong lòng suy nghĩ thời khắc, tại đây nơi hắc ám không gian bên trong bỗng nhiên thổi lên một trận âm phong, một loại lạnh lẽo đánh thẳng Diệp Thần Phong thích lương cốt, lạnh buốt. Từ từ có gào khóc thảm thiết thanh âm tại không gian bên trong vang vọng, từng cái màu máu đỏ khủng bố mặt quỷ. Ánh vào Diệp Thần Phong trong tầm mắt. Màu máu đỏ mặt quỷ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Dày đặc cực kỳ. Cuối cùng một mạch hướng về Diệp Thần Phong tấn công tới, chỉnh mảnh hắc ám bên trong không gian phảng phất không ngừng có tiên huyết tại lan tràn. Cả mảnh không gian toàn bộ biến thành đỏ như màu máu. Từng cái thảm không nỡ nhìn đỏ như màu máu mặt quỷ dương nanh múa vuốt. Những này đỏ như màu máu mặt quỷ trung khí thế phi phàm, nếu như thiên thần cảnh người bị nuốt hết trong đó. E sợ sẽ trực tiếp mất mạng. Cũng may Diệp Thần Phong chính là thần vương cảnh trung kỳ thực lực, quanh người hắn lập tức xuất hiện linh khí phòng hộ, trên lưng thanh vân kiếm nắm trong tay, một bên vận chuyển các loại bất đồng kiếm ý mở đường, một bên ở trong lòng hỏi, lão Bạch, lão Hắc. Nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão Hắc Giang Vận Thiên nói, nơi này chỉ sợ là một chỗ cực kỳ trận pháp đặc biệt, ở bề ngoài căn bản không có trận pháp phết tích, trước đó ta cùng Lão Bạch cũng nhìn không ra, nhưng bây giờ chúng ta có thể xác định nơi này chính là một chỗ trận pháp, một chỗ tên là Quỷ Hồn Trận trận pháp. Quỷ Hồn Trận chính là viễn cổ thời đại sơ kỳ trận pháp, chủ yếu tác dụng là nhốt lại tiến vào bên trong người tu luyện, một khi tiến vào Quỷ Hồn Trận. Muốn từ trong đó đi ra liền cực kỳ khó khăn. Đối mặt từng cái tấn công tới huyết hồng sắc mặt quỷ.
Đối phó những quỷ này mặt ngược lại không thành vấn đề, nhưng vấn đề là những quỷ này mặt vô cùng vô tận, căn bản là diệt không xong. Diệp Thần Phong cảm ứng bốn phía, hắn vẫn là cảm giác không ra bất kỳ trận pháp phết tích tồn tại, lông mày của hắn nhíu càng ngày càng gấp rồi. Này chính khí tông trả xưng là danh môn chính phái đây. Đây chính là cái gọi là danh môn chính phái ma. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, muốn rời khỏi chỗ này quỷ hồn trận, trừ phi ngươi tìm tới chỗ này trận pháp mắt trận vị trí, nhưng phải ở chỗ này tìm ra mắt trận, e sợ tập hợp ba người chúng ta lực lượng, trong thời gian ngắn cũng không làm được, thật sự là quỷ này hồn trận không bình thường, ta cùng lão Hắc cũng xưa nay chưa có tiếp xúc qua. Đương nhiên còn có một cái biện pháp khác, cái biện pháp này ta là tại một bản cổ tịch thượng nhìn đến. Biết cái biện pháp này người số lượng không nhiều, chỉ là không có người nghiệm chứng qua cái biện pháp này đến cùng phải hay không thật sự. Đó chính là ngươi nhắm mắt lại, mang theo một viên không sợ chi tâm, một đường hướng phía trước. Chính là trong lòng có quỷ, mới có thể xuất hiện quỷ, trong lòng không quỷ, tự nhiên quỷ liền biến mất rồi. Diệp Thần Phong đang nghe lão Bạch cái biện pháp này, sau đó hắn hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác rồi. Hắn chỉ có thể thử một lần mau chóng rời khỏi chỗ này quỷ hồn trận. Hít sâu một hơi. Nhắm mắt lại. Tận lực để cho mình tâm bình khí hòa. Từng cái màu máu đỏ mặt quỷ từ Diệp Thần Phong bên cạnh xẹt qua. Tiên huyết tung tóe. Diệp Thần Phong quần áo trên người bị phá ra rồi. Từng đạo vết thương xuất hiện. Tất cả đều là thật. Tiểu gia hỏa. Làm được tâm vô tạp niệm. Trong lòng không quỷ. Trong lòng ngươi vẫn cứ tạp niệm. Lão Bạch thanh âm vang lên. Cố nén trên người đau đớn Diệp Thần Phong. Hắn không ngừng điều chỉnh hô hấp, không ngừng chạy không đầu của mình, đóng của mình thính giác. Dần dần, trong tai tiếng quỷ khóc sói tru biến mất rồi. Nhắm hai mắt Diệp Thần Phong từng bước một đi về phía trước, tâm bình tĩnh lại, đầu hoàn toàn chạy không rồi, đem mình thân ở hoàn cảnh quên mất, giống như một có chỉ biết là hành tẩu con rối, trên người không cảm giác được đau đớn. Một mực đi, một mực đi. Tiểu gia hỏa, tỉnh lại đi đi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm tại trong đầu vang vọng. Diệp Thần Phong dưới chân bước chân đột nhiên dừng lại. Khi hắn mở mắt thời điểm, hắn phát hiện mình cảnh vật chung quanh cải biến, hắn đi tới một chỗ mở tối bên trong đại điện. Vết thương trên người vẫn tồn tại như cũ. Xem ra nhất định muốn làm được tâm như chỉ thủy, mới có thể thật sự rời đi quỷ hồn trận. Chỉ cần trong lòng còn có một tia tạp niệm, ngươi liền không cách nào rời đi bên trong trận pháp. Tại hoàn cảnh này dưới, có ai có thể làm được tâm như chỉ thủy? Đối mặt từng cái đỏ như màu máu mặt quỷ công kích, cảm thụ trên người mỗi giờ mỗi khắc đau đớn, người bình thường cho dù biết phương pháp này có thể rời đi quỷ hồn trận, chỉ sợ cũng hầu như không có ai có thể làm được. Long Cao Nguyên, Long Cảnh An Hòa Long Lâm Thành hẳn là vẫn không có từ quỷ hồn trận bên trong đi ra đến. Đối với thần tôn cảnh Long Cao Nguyên các loại người mà nói, tối thiểu quỷ hồn trận yếu không tính mạng của bọn họ. Diệp Thần Phong ánh mắt đánh giá cái này mở tối đại điện. Trong đại điện hoàn cảnh so với quỷ hồn trong trận càng thêm âm u, để Diệp Thần Phong có một loại cảm giác không thoải mái. Đạp bước tại bên trong đại điện, hai bên thụ lập từng cây trụ đá. Tại đây từng cây trên trụ đá khắc khắc đầy đen nhánh đầu lâu. Cuối cùng Diệp Thần Phong ánh mắt như ngừng lại đại điện ngay phía trước, con mắt của hắn vi vi trừng lớn, trong con ngươi tràn đầy vẻ nghiêm túc. Chương 2407, điểm hồn đài. Chỉ thấy tại đại điện ngay phía trước, để một cái lớn vô cùng tế, tự, đài. Toàn bộ tế, tự, đài hiện ra một loại sâu thẳm màu đỏ sậm. Tại tế, tự, dưới đài phác họa một cái cực kỳ phức tạp trận pháp. Để Diệp Thần Phong trong con ngươi xuất hiện vẻ nghiêm túc, không phải cái này trong bóng tối sắc tế. Tự, đài, mà là tại tế. Tự, trên đài phương lơ lửng từng cái hồn phách. Những hồn phách này toàn bộ bị giam cầm ở tế. Tự, trên đài phương, trong đó ước chừng đều có ngàn cái hồn phách. Căn cứ những hồn phách này để lộ ra khí tức, Diệp Thần Phong phán đoán ra bên trong thực lực yếu nhất hồn phách, hẳn là tối thiểu cũng là thiên thần cảnh một tầng người tu luyện. Tại tế, tự, đài trên mặt bàn, có một loại giống như miệng cửa động, từ nơi này trong cửa động không ngừng phun ra nuốt vào suốt sương mù màu đen, thật giống tại không ngừng mà hấp thu mấy ngàn hồn phách bên trong sức mạnh. Diệp Thần Phong ánh mắt tập trung vào những hồn phách này chính giữa,
chỉ thấy một cái cự long hình dạng hồn phách tiến vào trong tầm mắt của hắn. Long tộc hồn phách từ bên trong thân thể rút lấy sau khi đi ra, liền sẽ biến thành bọn hắn bản thể, cho nên này cự long hình dạng hồn phách, phải là long văn thạch được rồi. Chính khí tông thu lấy nhiều như vậy hồn phách đến cùng muốn làm gì? Diệp Thần Phong bóng người hướng về tế, tự, lên trên bục đi, nhưng tại hắn đi tới tế, tự, trước đài, muốn lấy tay đụng vào tế, tự, đài thời điểm, phía dưới phác họa trong trận pháp ánh sáng bắn ra, một nguồn sức mạnh đột nhiên lao ra, vọt thẳng đánh vào trên người hắn, làm cho dưới chân hắn bước chân lui về phía sau ba bước, ngực là một trận khó chịu. Diệp Thần Phong đưa mắt tập trung đến tế, tự, dưới đài trên trận pháp, cái này phác họa trận pháp cực kỳ hoàn mỹ, thậm chí hoàn mỹ đến căn bản tìm không ra phá vỡ biện pháp. Lão Bạch cùng Lão Hắc đang nhìn đến cái này tế, tự, sau đài, bọn hắn một mực nằm ở trong trầm mặc. Lão Hắc Giang Vân Thiên rốt cục mở miệng, điểm hồn đài. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết điểm hồn đài? Chẳng lẽ nói điểm hồn đài chả thật sự tồn tại? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cũng âm thanh ngưng trọng nói, đây chính là điểm hồn đài rồi, cùng trong truyền thuyết miêu tả giống nhau như đúc, loại này tà. Ác phương pháp làm sao sẽ xuất hiện tại bây giờ cái thời đại này? Diệp Thần Phong khi nghe đến Lão Bạch cùng Lão Hắc lời nói sau, hắn lập tức tại trong lòng nghi ngờ nói, Lão Bạch, Lão Hắc, cái gì là điểm hồn đài? Lão Hắc Giang Vân Thiên ngữ khí sâu kín giải thích, tiểu tử. Điểm ấy hồn đài lai lịch cần phải ngược dòng tìm hiểu đến hỗn độn thời đại, tại hỗn độn thời đại các loại tuyệt thế đại năng sinh ra, tại thời đại kia xuất hiện rất nhiều bất khả tư nghị đồ vật, tuy nói viễn cổ thời đại sơ kỳ là óng ánh nhất một thời đại, nhưng hỗn độn thời đại là một cái thần bí nhất thời đại. Có người nói tại hỗn độn thời đại có một tên tuyệt thế đại ma, hắn phí hết tâm huyết cấu tạo ra được một cái điểm hồn đài. Điểm ấy hồn đài có thể đem thiên thiên vạn vạn hồn phách ngưng tụ. Cuối cùng này thiên thiên vạn vạn hồn phách hội ngưng tụ thành một cái hồn phách, được ngưng tụ thành một cái hồn phách xưng là quỷ sát hồn. Quỷ sát hồn là một loại hoàn toàn không có chính mình ý thức con rối hồn phách, tại mở ra điểm hồn đài thời điểm, mở ra người sẽ ở điểm hồn giữa đài nhỏ vào máu tươi của mình, ngưng tụ ra quỷ sát hồn chỉ biết nghe theo mở ra người mệnh lệnh. Chỉ cần ngưng tụ hồn phách quá nhiều, có người nói liền ngay cả thần đế cảnh quỷ sát hồn đều có thể ngưng tụ ra. Bất quá muốn ngưng tụ ra thần đế cảnh quỷ sát hồn, cần hồn phách sẽ không dừng ngàn vạn đơn giản như vậy. Căn cứ chúng ta suy đoán, lấy điểm ấy hồn trên đài bây giờ hồn phách số lượng, hẳn là có thể ngưng tụ ra thần tôn cảnh đỉnh phong quỷ sát hồn, nhưng là chẳng qua là mới vào đỉnh phong quỷ sát hồn mà thôi. Cái kia long văn thạch hồn phách tại điểm hồn đài chính giữa giữa, hẳn là vì làm chủ hồn đến sử dụng, tuy nói long văn thạch thực lực nhược một chút, nhưng hắn dù sao cũng là long hồn. Hồn phách của hắn lấy tư cách điểm hồn đài chủ hồn ngược lại cũng thừa sức rồi. Chỉ là điểm hồn đài hẳn là đã sớm biến mất rồi, cho dù tại viễn cổ thời đại, chúng ta cũng chưa từng nghe nói điểm hồn đài xuất hiện qua. Lúc trước hỗn độn thời kỳ tên kia tuyệt thế đại ma, hắn nhưng là ngưng tụ ra thần tôn cực cảnh đỉnh phong quỷ sát hồn. Cuối cùng hỗn độn thời đại tuyệt thế đại năng liên thủ thảo phạt, đem cái kia tuyệt thế đại ma tru diệt, từ đó về sau điểm hồn đài liền biến mất rồi. Khi tiến vào viễn cổ thời đại trước đó, hỗn độn thời đại tuyệt thế đại năng chẳng biết vì sao dồn dập vẫn lạc, tiến vào viễn cổ thời đại sơ kỳ, long tộc liền quật khởi, thống trị vùng thế giới này một quãng thời gian. Nghe được Lão Hắc giải thích sau, Diệp Thần Phong cau mày hỏi, hiện tại phải như thế nào đem long văn thạch hồn phách cứu ra? Lão Bạch hồi đáp, điểm hồn đài dưới đáy trận pháp, là mở ra điểm hồn sau đài, từ điểm hồn giữa đài bộ thẩm thấu mà ra. Đây là hỗn độn thời đại vị kia tuyệt thế đại ma phác họa, muốn phá vỡ trận pháp này, lấy ba người chúng ta lực lượng, e sợ khó mà làm được. Bây giờ chỉ còn dư lại một biện pháp cuối cùng rồi, người vận chuyển sau lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn, dùng tộc trưởng dấu ấn sức mạnh triệu hoán long văn thạch hồn phách, để long hồn thạch hồn phách từ điểm hồn giữa đài tự chủ bay ra ngoài. Ta cùng Lão Hắc có thể thấy được, điểm hồn dưới đài trận pháp là phòng ngừa phía ngoài sức mạnh xâm nhập. Mà điểm hồn trên đài phù phiếm hồn phách, chỉ là được một nguồn sức mạnh cầm cố lại mà thôi, chỉ cần ngươi có thể thông qua long tộc tộc trưởng dấu ấn, giúp long văn thạch hồn phách thoát khỏi cầm cố, điểm hồn dưới đài trận pháp sẽ không ngăn cản hồn phách bay ra ngoài. Nghe vậy, Diệp Thần Phong không có quá nhiều do dự. Hắn bắt đầu thôi thúc khởi sau lưng long tộc tộc trưởng dấu ấn rồi.
thử dùng Long tộc tộc trưởng dấu ấn đi triệu hoán Long Văn Thạch hồn phách. Từ Long tộc tộc trưởng dấu ấn bên trong tản ra không phải sức mạnh, mà là một cổ hơi thở, điểm hồn dưới đài trận pháp sẽ không ngăn cản hơi thở. Long Văn Thạch bị giam cầm ở hồn phách, nằm ở một loại không có ý thức trạng thái, nhưng ở cảm nhận được Long tộc tộc trưởng dấu ấn triệu hoán sau, hắn bản năng ở trong đó giãy giụa. Diệp Thần Phong không ngừng tăng nhanh thôi thúc Long tộc tộc trưởng dấu ấn, từ tộc trưởng dấu ấn bên trong tản ra triệu hoán lực lượng, có thể tăng cường Long Văn Thạch hồn phách sức mạnh. Long Văn Thạch hồn phách giãy giụa càng ngày càng kịch liệt. Diệp Thần Phong đem sau lưng Long tộc tộc trưởng dấu ấn thôi thúc đã đến cao nhất. Nói như vậy người ngoài căn bản là không cách nào ảnh hưởng đến điểm hồn trên đài hồn phách, bởi vì có chút hồn dưới đài trận pháp cách trở ngoại giới sức mạnh, nhưng Diệp Thần Phong cũng coi như là một cái trường hợp đặc biệt rồi, lại có thêm điểm hồn trên đài giam cầm là Long tộc người hồn phách, nếu như đổi lại là những người còn lại hồn phách, Diệp Thần Phong chỉ sợ cũng không thể ra sức, hắn là dựa vào Long tộc tộc trưởng dấu ấn, mới mạnh mẽ đối Long Văn Thạch hồn phách tiến hành triệu hoán. Theo Long Văn Thạch hồn phách không ngừng giãy giụa, cầm cố lực lượng tại càng ngày càng nhỏ. Diệp Thần Phong là dùng hết sức mạnh toàn thân vận chuyển Long tộc tộc trưởng dấu ấn, hắn đem tinh thần toàn bộ tập trung vào dấu ấn bên trong, này đối với hắn mà nói cũng là một kiện cực kỳ hao tâm tổn sức sự tình. Theo thời gian trôi đi, Long Văn Thạch hồn phách thượng rất nhiều cầm cố lực lượng đều biến mất, hắn cái kia cự long hình dạng hồn phách, trong đó từ đầu rồng bắt đầu, có một nửa thân thể bay ra điểm hồn đài. Chương 2408, sớm ngưng tụ. Tại Diệp Thần Phong dùng Long tộc tộc trưởng dấu ấn triệu hoán Long Văn Thạch hồn phách thời điểm BRGT. Chính khí tông trong một gian mật thất. Ba vị lão giả tóc hoa râm, bọn hắn ngồi ở trên ghế đá, trên mặt che kín nụ cười. Bọn hắn chính là chính khí tông ba vị thần tôn cảnh sơ kỳ lão tổ Hàn Tân Trắng, Triệu Có Thọ cùng Vương Lập Quang Vinh rồi. Điểm hồn đài chính là bọn hắn tại một chỗ cổ lão bên trong di tích phát hiện, lúc đó bọn hắn chả cũng không biết điểm hồn đài tác dụng. Tại tra duyệt vô số cổ tịch, lại nghiên cứu mấy năm sau đó bọn hắn cuối cùng mới chính thức mở ra điểm hồn đài. Bọn hắn tại một quyển không trọn vẹn cổ tịch thượng, tìm tới liên quan với điểm hồn đài mơ hồ giới thiệu, bọn hắn đối điểm hồn đài ký thác kỳ vọng cao. Tuy nói bọn hắn chính khí tông chính là danh môn chính phái. Nhưng thế giới này là lấy thực lực phi tôn, có thực lực mới có nói quyền lợi. Cho nên điểm hồn đài tuy rằng tà, ác, nhưng bọn họ vẫn là mở ra. Bây giờ điểm hồn trên đài có mấy ngàn hồn phách, nếu như đem những hồn phách này toàn bộ ngưng tụ, bọn hắn cũng biết tối thiểu có thể hình thành thần tôn cảnh đỉnh phong quỷ sát hồn. Mặc dù chỉ là mới vào đỉnh phong quỷ sát hồn, thế nhưng tại toàn bộ viễn cổ giới nắm giữ thần tôn cảnh cường giả đỉnh cao. E sợ chỉ có cái kia lục đại lánh đời tông môn, đến lúc đó bọn hắn chính khí tông nhiều ngưng tụ mấy cái thần tôn cảnh đỉnh phong quỷ sát hồn, bọn hắn thống nhất viễn cổ giới tháng ngày liền ngay trong tầm tay rồi, thậm chí là lục đại lánh đời tông môn cũng không ngăn cản được bọn hắn. Hàn Tân Trắng cười nói, lần này chúng ta vận khí không tệ, lại có thể thu lấy đến trong truyền thuyết Long tộc người hồn phách, ta xem khoảng cách quỷ sát hồn ngưng tụ tháng ngày không xa. Nhưng tại Hàn Tân Bạch thoại âm vừa vặn hạ xuống xong. Triệu Có Thọ cùng Vương Lập Quang Vinh vẻ mặt đột nhiên biến đổi, trong đó Vương Lập Quang Vinh nói, không tốt, điểm hồn đài thật giống xảy ra vấn đề. Lúc trước mở ra điểm hồn đài thời điểm, Hàn Tân Trắng, Triệu Có Thọ cùng Vương Lập Quang Vinh đồng thời đem máu tươi của mình nhỏ vào trong đó, cho nên ba người bọn họ trong lúc đó cùng điểm hồn đài có một loại vi diệu liên hệ. Ba người không lại nói nhảm nhiều rồi. Bóng người lập tức biến mất ở bên trong mật thất. Mà một bên khác, tối tăm trong đại điện Diệp Thần Phong. Tại Long tộc tộc trưởng dấu ấn không ngừng vận chuyển bên dưới. Long Văn Thạch hồn phách thượng cầm cố biến mất càng lúc càng nhanh, hắn toàn bộ long hình hồn phách toàn bộ từ điểm hồn giữa đài bay ra. Lấy tư cách Long tộc tộc trưởng Diệp Thần Phong, hắn yếu tạm thời bảo tồn Long Văn Thạch hồn phách vô cùng đơn giản. Long Văn Thạch hồn phách hướng về Diệp Thần Phong bay tới. Cuối cùng vọt thẳng vào Diệp Thần Phong sau lưng bên trong, tiến vào Long tộc tộc trưởng dấu ấn bên trong. Tại Long tộc tộc trưởng dấu ấn bên trong, Long Văn Thạch hồn phách có thể đạt được uẩn nhưỡng cùng hoàn chỉnh bảo tồn. Đem Long Văn Thạch hồn phách mạnh mẽ từ điểm hồn trên đài triệu hoán đi ra. Diệp Thần Phong có phần thở hổn hển, trên gương mặt che kín mồ hôi hột. Vừa vặn muốn thở một cái thời điểm.
chỉ thấy ba đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện tại trong đại điện. Này ba đạo bóng đen chính là chính khí tông Hàn Tân Trắng, Triệu Có Thọ cùng Vương Lập Quang Vinh. Bọn hắn đến bên trong đại điện sau, bọn hắn ánh mắt lập tức nhìn hướng điểm hồn đài, đang nhìn đến điểm hồn trên đài chủ hồn biến mất sau đó trên mặt bọn họ lập tức dâng lên vô cùng vô tận lửa giận. Phải biết muốn ngưng tụ quỷ sát hồn, chủ hồn là vô cùng trọng yếu, một khi chủ hồn xác định là không thể đủ sửa đổi, bây giờ chủ hồn từ điểm hồn trên đài biến mất không còn tăm hơi, nếu như còn tiếp tục như vậy. Như vậy còn lại mấy ngàn hồn phách cũng sẽ ở điểm hồn trên đài tán loạn. Trừ phi tại không có chủ hồn dưới tình huống sớm ngưng tụ quỷ sát hồn, nhưng sớm ngưng tụ sẽ khiến cho quỷ sát hồn uy lực trên diện rộng độ hạ thấp. Nhưng không sớm ngưng tụ lời nói, sẽ khiến cho hết thảy hồn phách toàn bộ tán loạn, đến cuối cùng chẳng phải là dã tràng xe cát. Hàn Tân Trắng, Triệu Có Thọ cùng Vương Lập Quang Vinh lên cơn giận dữ chừng lên Diệp Thần Phong, nhưng bọn họ xuất hiện tại không có thời gian dư thừa làm trễ nãi, chỉ thấy bọn họ ba cái trên người khí thế phun trào. Từ thân thể bọn họ bên trong từng người lộ ra một vệt linh khí, này bôi linh khí cùng điểm hồn đài tạo thành một loại vi diệu liên hệ. Ba người bọn họ cánh tay cũng ở trong không khí vung múa. Điểm hồn trên đài mấy ngàn hồn phách bắt đầu không tự chủ được rung động chuyển động, toàn bộ bên trong cung điện thổi lên từng đợt âm phong. Điểm hồn đài trên mặt bàn cái kia tương tự với miệng cửa động, trong đó phun ra nuốt vào khói đen càng ngày càng kịch liệt. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh ngưng trọng âm thanh âm vang lên, tiểu gia hỏa. Xem ra bọn hắn tại sớm ngưng tụ quỷ sát hồn, lấy thực lực của ngươi ngươi cũng không có cách nào ngăn cản. Tại lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh tiếng nói hạ xuống xong. Chỉ thấy điểm hồn trên đài mấy ngàn hồn phách, toàn bộ đang nhanh chóng ngưng tụ. Hết thảy hồn phách không ngừng ngưng tụ, tái ngưng tụ. Hàn Tân Trắng, Triệu Có Thọ cùng Vương Lập Quang Vinh bọn hắn ở trong không khí vung vẩy cánh tay là càng lúc càng tăng nhanh rồi. Toàn bộ điểm hồn trên đài vọt lên nhất cổ cực kỳ nồng nặc hung khí. Từ trong đó không ngừng có ô nghẹn ngào nuốt khủng bố âm thanh truyền ra. Hết thảy hồn phách cuối cùng toàn bộ ngưng tụ lại với nhau, tạo thành một cái lớn vô cùng hoàn toàn mới hồn phách. Cái này hồn phách có tới cao 5 mét, dáng dấp tương tự người, bất quá cả khuôn mặt có vẻ vô cùng kinh khủng. Trên người nổi lên một loại thần tôn cảnh hậu kỳ thật khí thế. Đây chính là cái gọi là quỷ sát hồn. Sớm ngưng tụ mà thành quỷ sát hồn, từ điểm hồn trên đài phiêu đãng xuống, rất cung kính đi tới Hàn Tân Trắng ba người trước mặt. Hàn Tân Trắng, Triệu Có Thọ cùng Vương Lập Quang Vinh bọn hắn nhìn thấy trước mặt ngưng tụ thành quỷ sát hồn, trên mặt bọn họ không có một tia vẻ vui thích. Nguyên bản hình thành quỷ sát hồn có thể đến thần tôn đỉnh phong, bây giờ nhưng chỉ là thần tôn hậu kỳ. Vậy làm sao có thể để cho bọn họ cao hứng lên? Tại thần tôn cảnh hậu kỳ quỷ sát hồn ngưng tụ mà thành sau. Hàn Tân Trắng, Triệu Có Thọ cùng Vương Lập Quang Vinh bọn hắn rốt cục có thời gian đưa mắt dừng lại ở Diệp Thần Phong trên người rồi. Quỷ hồn trận cũng là từ chỗ kia cổ lão trong di tích phát hiện. Bọn hắn nhưng là tự mình thí nghiệm qua quỷ hồn trận, liền ngay cả bọn hắn cũng không cách nào xông qua quỷ hồn trận. Còn quỷ hồn trận phương pháp phá giải. Bọn hắn càng thêm là không biết, bọn hắn chỉ là đã nhận được quỷ hồn trận bố trí phương pháp. Hơn nữa điểm hồn trên đài chủ hồn làm sao sẽ vô duyên vô cớ biến mất. Khẳng định cũng là tiểu tử này gây nên. Theo lý tới nói, không ai có thể chạm vào điểm hồn đài, tiểu tử này là làm sao để chủ hồn biến mất. Biến mất chủ hồn đi nơi nào? Hàn Tân Trắng, Triệu Có Thọ cùng Vương Lập Quang Vinh tâm trong tràn đầy rất nhiều nghi hoặc. Bọn hắn thần niệm đảo qua Diệp Thần Phong, có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Thần Phong chỉ là một cái thần vương cảnh trung kỳ thực lực người. Đối mặt một con thần tôn hậu kỳ quỷ sát hồn cùng ba vị thần tôn sơ kỳ cường giả, lấy Diệp Thần Phong thực lực căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, khi hắn muốn đi vào hỗn độn bên trong chiếc nhẫn bên trong tiểu thế giới lúc. Hàn Tân Trắng, Triệu Có Thọ cùng Vương Lập Quang Vinh thành tam giác xu thế vây lại Diệp Thần Phong. Mà con quỷ kia sát hồn đồng dạng là thả ra một loại cực kỳ đặc thù sức mạnh, tại loại này đặc thù sức mạnh bên trong. Diệp Thần Phong dĩ nhiên phát hiện lực lượng không gian bị giam cầm ở, hắn căn bản vô pháp mở ra hỗn độn nhẫn. Lông mày chăm chú vừa nhíu. Diệp Thần Phong có một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, chống chân một con thần tôn hậu kỳ quỷ sát hồn là có thể đánh bại hắn, trừ phi Long Cao Nguyên đám người lập tức xuất hiện, hay là chàng nguy cơ này mới có thể hóa giải.
Chương 2409, Phệ Chủ. Đối với Diệp Thần Phong, Hàn Tân Trắng, Triệu Có Thọ cùng Vương Lập Quang Vinh bọn hắn trong tròng mắt lửa giận không ngừng hiện lên. Góp nhặt nhiều cường giả như vậy hồn phách, đối với bọn hắn tới nói cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huống hồ vạn nhất bọn hắn hành động đưa tới còn lại tông môn chú ý, đến lúc đó trong tay bọn họ lại cũng không đủ mạnh mẽ quỷ sát hồn, chỉ sợ bọn họ chính khí tông sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đây tuyệt đối không phải là bọn hắn muốn nhìn thấy kết quả. Cho nên bọn hắn mới sẽ như thế lên cơn giận dữ. Tuy nói thần tôn hậu kỳ quỷ sát hồn thực lực cũng không tệ rồi, nhưng nhất định là không cách nào cùng thần tôn đỉnh phong quỷ sát hồn tương đề tịnh luận. Bọn hắn hiện tại không lo được Diệp Thần Phong là người nào. Bọn hắn chỉ muốn tự tay đem Diệp Thần Phong thân thể xé nát, thân thể bọn họ bên trong thật khí thế không ngừng tuôn ra. Nhưng ngược lại cảm thấy không thể để Diệp Thần Phong chết dễ dàng như vậy. Ba người bọn họ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong đó Hàn Tân Trắng nhìn hướng quỷ sát hồn, nói, người đi đem tiểu tử này thịt trên người, cho ta từng mảnh cắn xé xuống đến, tại chúng ta không có ra lệnh trước đó, tuyệt đối không thể để hắn chết rồi. Hàn Tân Trắng ba người cũng muốn nhìn một chút quỷ sát hồn năng lực, tuy rằng trong lòng bọn họ tràn đầy rất đa nghi hoặc, nhưng Diệp Thần Phong chỉ là một cái thần vương cảnh trung kỳ thực lực người mà thôi, hay là tiểu tử này có một ít quỷ dị thủ đoạn. Nhưng tại thực lực chân chính trước mặt, bất kỳ quỷ dị thủ đoạn đều sẽ bị phá hủy. Lại nói quỷ sát hồn thực lực có thần tôn cảnh hậu kỳ, ở trong mắt bọn họ Diệp Thần Phong chỉ là một con thí nghiệm chuột trắng nhỏ, dùng để thử một chút quỷ sát hồn năng lực. Nói thật bọn hắn chả thật không có thanh Diệp Thần Phong quá để ở trong mắt, nếu không phải Diệp Thần Phong phá hủy kế hoạch của bọn hắn căn bản sẽ không ở đây sao một tên tiểu tử trên người lãng phí quá nhiều thời gian. Quỷ sát hồn tán phát đặc thù sức mạnh đem không gian cho cầm cố lại rồi, không cách nào tiến vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới Diệp Thần Phong, lông mày của hắn nhíu càng ngày càng gấp rồi, hay là tiến vào ma hóa trạng thái. Còn sẽ có một tia sinh cơ, nhưng bộ ngực hắn tử khí hoa văn, nhất định phải chết phong hòm quan tài sức mạnh dẫn dắt. Hắn mới có thể tiến vào tỉnh táo ma hóa. Bây giờ tử vong hòm quan tài cũng đang hỗn độn trong chiếc nhẫn. Hắn căn bản vô pháp đem tử vong hòm quan tài cho lấy ra. Ở tình huống như vậy, Diệp Thần Phong chỉ có thể đem hết toàn lực liều mạng một lần rồi. Con kia to lớn thần tôn cảnh hậu kỳ quỷ sát hồn, hắn đang nghe được Hàn Tân Trắng mệnh lệnh sau đó trong cổ họng hắn phát ra ô ô một tiếng, giống như là tại làm suất đáp lại như thế. Chính lúc con này quỷ sát hồn yếu hướng về Diệp Thần Phong xông đi thời điểm. Chỉ thấy toàn bộ điểm hồn trên đài đột nhiên nổi lên từng đợt sóng năng lượng. Này từng đợt sóng năng lượng xuất hiện quá đột nhiên, mà ở sóng năng lượng nổi lên trong nháy mắt, nguyên bản chỗ sung yếu hướng về Diệp Thần Phong quỷ sát hồn dừng lại. Thần tôn cảnh hậu kỳ quỷ sát hồn cứ như vậy đờ đẫn đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích rồi. Mà điểm hồn trên đài nổi lên sóng năng lượng càng lúc càng kịch liệt. Nồng nặc cực kỳ hào quang màu đỏ như máu, từ điểm hồn trên đài tỏa ra. Cuối cùng hào quang màu đỏ như máu ngưng tụ thành một vệt sáng, hướng đánh vào thần tôn cảnh hậu kỳ quỷ sát hồn trên người. Rất rõ ràng, Hàn Tân Trắng, Triệu Có Thọ cùng Vương Lập Quang Vinh cũng không nghĩ tới sẽ sinh ra biến hóa như thế, bọn hắn tại vi sửng sốt một chút sau đó trong đó Hàn Tân Trắng lần thứ hai quát lên, còn đứng làm gì? Lẽ nào nghe không hiểu mệnh lệnh của ta sao? Tại Hàn Tân Trắng đạo này tiếng quát hạ xuống xong. Chỉ thấy con kia thần tôn cảnh hậu kỳ quỷ sát hồn, hắn đờ đẫn trong con ngươi sáng lên điểm sáng màu đỏ ngòm, hắn ánh mắt nhìn về phía Hàn Tân Trắng ba người, trong ánh mắt tràn đầy sát lục chi ý. Theo lý tới nói, điểm hồn đài hình thành quỷ sát hồn là không có chính mình tư tưởng con rối, mà giờ khắc này quỷ sát hồn trên mặt biểu lộ phong phú, căn bản không phải con rối cần phải có. Được thần tôn cảnh hậu kỳ quỷ sát hồn nhìn chằm chằm. Hàn Tân Trắng ba người bọn họ có một loại cực độ dự cảm không tốt. Triệu Có Thọ không tự chủ nuốt một cái nước miếng sau, nói chúng ta là chủ nhân của ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào nghe không hiểu mệnh lệnh của chúng ta sao? Điểm hồn trên đài hào quang màu đỏ như máu biến mất rồi. Từ trong đó nổi lên từng trận sóng năng lượng cũng đã biến mất. Con kia thần tôn cảnh hậu kỳ quỷ sát hồn, hắn căn bản không có để ý tới Triệu Có Thọ ý tứ. Hắn uốn éo nhúc nhích một chút thân thể, tự nhủ, lại thấy ánh mặt trời cảm giác thực tốt.
Thân là khôi lỗi quỷ sát hồn làm sao sẽ chính mình mở miệng nói chuyện. Lúc này Hàn Tân Trắng, Triệu Có Thọ cùng Vương Lập Quang Vinh triệt để có thể xác định tuyệt đối là con này quỷ sát hồn xảy ra vấn đề, ba người bọn hắn nhất thời có chút bối rối rồi, vạn nhất con này quỷ sát hồn không lại nghe theo ra lệnh cho bọn hắn nên làm gì? Bọn hắn mới thần tôn cảnh sơ kỳ thực lực A Hát, hoàn toàn không phải là con này quỷ sát hồn đối thủ. Bọn hắn ngẫm nghĩ mấy giây, muốn phải rời đi trước chỗ này đại điện. Nhưng thần tôn cảnh hậu kỳ quỷ sát hồn, hoàn toàn không có cho bọn họ rời đi cơ hội. Miệng quát, chả không ai có thể mệnh lệnh được rồi ta, phàm là dám ra lệnh cho ta người. Toàn bộ được ta đưa đến Diêm Vương Điện lên rồi, ba người các ngươi cũng không ngoại lệ. Chỉ các ngươi người như vậy còn muốn làm chủ nhân của ta. Quỷ sát hồn bóng người lập tức xuất hiện tại Hàn Tân Trắng trước người. Hàn Tân Trắng trong nháy mắt trên mặt mang theo sợ hãi. Thần tôn sơ kỳ cùng thần tôn hậu kỳ cách biệt rất nhiều, trong lúc bối rối Hàn Tân Trắng ba người bọn họ căn bản không phải quỷ sát hồn đối thủ, bọn hắn xuất hiện tại tự thân khó bảo toàn, căn bản không lo được Diệp Thần Phong rồi. Ngươi không thể đủ như vậy, chúng ta là chủ nhân của ngươi. Hàn Tân Trắng điên cuồng quát. Thần tôn cảnh hậu kỳ quỷ sát hồn, hắn không có thời gian để ý. Hắn trực tiếp đem tự thân sức mạnh áp bức tại Hàn Tân Trắng trên người, sau đó đem Hàn Tân Trắng trong cơ thể hồn phách nhiếp lấy ra ngoài, cuối cùng một mặt hưởng thụ nuốt vào thân thể của mình bên trong. Đương nhiên hắn cũng sẽ không bỏ qua Triệu Có Thọ cùng Vương Lập Vinh, hai người này cũng bị quỷ sát hồn nhiếp thủ hồn phách. Con này quỷ sát hồn tại liên tiếp cắn nuốt Hàn Tân Trắng, Triệu Có Thọ cùng Vương Lập Vinh hồn phách sức mạnh sau, trên người hắn khí thế dĩ nhiên một lần khóa nhập thần tôn cảnh đỉnh phong. Tuy nói chỉ là mới vào đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối muốn so thần tôn cảnh hậu kỳ mạnh hơn rất nhiều, rất nhiều. Nguyên bản không có nghĩ đến phải như thế nào hóa giải chàng nguy cơ này Diệp Thần Phong, hắn không dám tin tưởng nhìn trước mắt phát sinh tình cảnh này. Quỷ sát hồn dĩ nhiên nuốt Hàn Tân Trắng, Triệu Có Thọ cùng Vương Lập Vinh hồn phách. Này ba cái không phải quỷ sát hồn chủ nhân sao? Quỷ sát hồn làm sao sẽ phệ chủ đâu này? Chu vi đối không gian cầm cố sức mạnh vẫn không có biến mất, Diệp Thần Phong trong lòng là càng ngày càng ngưng trọng, hắn biết quỷ này sát hồn tuyệt đối không phải thiện nam tín nữ A Hát. Liền chủ nhân của mình đều có thể thôn phệ, chớ nói chi là hắn. Tại đêm Hàn Tân Trắng, Triệu Có Thọ cùng Vương Lập Vinh hồn phách sau khi cắn nuốt, khí thế tăng lên tới thần tôn đỉnh phong quỷ sát hồn, ánh mắt của hắn rốt cục tập trung đến Diệp Thần Phong trên người, trong con người của hắn mang theo khinh thường. Thật giống căn bản không có thanh Diệp Thần Phong quá coi là chuyện to tát. Lão Bạch, Lão Hắc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Thần Phong ở trong lòng vội vàng nghiêm nghị mà hỏi. Chương 2410, thoát đi, lại đạt được một tấm. Tiểu tử, bây giờ không phải là hỏi những này thời điểm, nhất định muốn mau chóng nghĩ biện pháp rời đi nơi này, gia hỏa này không phải chân chính quỷ sát hồn, hắn cần phải so với quỷ sát hồn khủng bố hơn nhiều. Lão Hắc Giang Vận Thiên thanh âm vang lên. Nghe vậy, Diệp Thần Phong dưới chân bước chân lui về phía sau một bước, hiện tại hắn có thể đi hướng nào? Hắn chỉ có thể trước tiên tạm thời ổn định đối phương, ngươi không phải là quỷ sát hồn. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Xem ra ta Phong Vô Cực đã sớm được thế nhân quên lãng, xem ở ta lại thấy ánh mặt trời, tâm tình không tệ phân thượng, ta liền cho ngươi sống thêm một hồi. Ta Phong Vô Cực chính là sáng tạo ra điểm hồn đài người, chỉ bằng vừa vặn mấy cái kia đồ vật, cũng muốn làm chủ nhân của ta, quả thực là buồn cười cực kỳ. Phong Vô Cực lạnh nói. Trước mặt loại này tựa quỷ sát hồn đồ vật chính là Phong Vô Cực, sáng tạo ra điểm hồn đài người. Đây chính là hỗn độn thời đại nhân vật A Hát, bây giờ cái thời đại này cái nào vẫn tồn tại cái gì hỗn độn thời đại đại năng. Những hỗn độn đó thời đại đại năng đã sớm toàn bộ ngã xuống rồi. Phong Vô Cực lại nói tiếp một câu như vậy sau, thân ảnh của hắn lập tức hướng về Diệp Thần Phong lướt tới, nhưng hắn con người đột nhiên ngưng lại. Dưới chân bước chân dừng lại. Bàn tay liên tục hướng về Diệp Thần Phong vỗ ra, tiểu tử, hồn phách của ngươi còn chưa đủ ta nhét kẻ răng, ta liền không cùng ngươi ở nơi này chơi, sớm điểm đi chết đi. Hai luồng như cơn lốc năng lượng hướng về Diệp Thần Phong tịch quyển nhi đi. Tuy nói không phải Phong Vô Cực toàn lực công kích, nhưng mới vào cường giả đỉnh cao tùy ý một đòn, cũng tuyệt đối là không phải chuyện nhỏ được rồi. Nơi tay trưởng liên tục đánh ra sau.
Phong Vô Cực thân ảnh lập tức hướng về đi về đại điện bên ngoài cửa ra vào lao đi rồi. Đối mặt Phong Vô Cực công kích, hơn nữa không gian cầm cố vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Diệp Thần Phong căn bản là đến không kịp né tránh rồi. Oanh, oanh, hai tiếng. Được hai luồng như cơn lốc năng lượng bao phủ tại trên thân thể, Diệp Thần Phong trên người nhất thời nứt ra rồi từng đạo vết thương, cả người xương cốt cũng đang nhanh chóng vỡ vụn, chỉ là trong nháy mắt, hắn đã bị tiên huyết cho thấm ướt. Như cơn lốc năng lượng còn tại bừa bãi tàn phá Diệp Thần Phong thân thể, mắt thấy phải đem thân thể của hắn toàn bộ cho nát tan. Diệp Thần Phong trong cơ thể lập tức đã vận hành lên thần huyết quyết. Bên trong thân thể thần huyết nhanh chóng lưu động. Bất tử kim thân. Một tầng hào quang màu vàng đem Diệp Thần Phong lập tức cho bao phủ, từ Diệp Thần Phong trong cơ thể đột nhiên tuôn ra một cỗ sóng năng lượng. Hắn trên người vết thương đang nhanh chóng khép lại. Gãy vỡ xương cũng đang nhanh chóng một lần nữa chắp phá. Cuối cùng hai luồng như cơn lốc năng lượng biến mất rồi. Chỉ thi triển một lần bất tử kim thân, Diệp Thần Phong thương thế trên người không có triệt để khôi phục, dù sao đang sử dụng bất tử kim thân thời điểm, hai luồng như cơn lốc năng lượng chả đang không ngừng tứ ngược thân thể của hắn. Nhưng ít ra xuất hiện tại không có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Bóng người lướt đến đại điện cửa ra Phong Vô Cực. Hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong không có chết, hắn lông mày chăm chú vừa nhíu, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, ta muốn giết ngươi. Vẫn không có thể chạy trốn, mạng của ngươi là của ta sớm muộn cũng sẽ đến tự mình lấy đi. Nói xong, Phong Vô Cực triệt để rời khỏi. Mà ở Phong Vô Cực vừa mới rời đi không bao lâu. Long Cao Nguyên, Long Cảnh An Hòa Long Lâm Thành ba người này cũng xuất hiện tại bên trong đại điện. Long Cao Nguyên bọn hắn trước đó cũng bị vây ở quỷ hồn trong trận, ba người bọn họ trận pháp trình độ cực kỳ cường hãn, thậm chí tại Lão Bạch cùng Lão Hắc bên trên, dù sao bọn hắn là tới từ ở Long Tộc. Bọn hắn cũng không biết yếu phá giải quỷ hồn trận nhanh chóng biện pháp, bọn hắn chỉ có thể tại quỷ hồn trong trận tìm tới mắt trận. Cuối cùng ba người bọn họ tại mắt trận địa phương gặp nhau, đồng thời từ quỷ hồn trong trận đi ra. Vừa vặn Phong Vô Cực sở dĩ gấp như vậy thoát đi. Nhất định là cảm ứng được Long Cao Nguyên ba người bọn họ tồn tại, dù sao Long Cao Nguyên cũng là mới vào đỉnh phong cường giả. Mà Phong Vô Cực hiện nay trạng thái đoán chừng phi thường không ổn định, cho nên hắn mới không có mạo hiểm lưu lại. Đang nhìn đến trên người che kín vết thương Diệp Thần Phong sau, bọn hắn lập tức đi tới, Long Cao Nguyên hỏi, tộc trưởng, ngài không có sao chứ? Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thần Phong trả lời một câu, ta không sao. Các ngươi không cần phải lo lắng. Hắn lại ở trong lòng hỏi, Lão Bạch, Lão Hắc, chẳng lẽ nói năm đó cái kia tuyệt thế đại ma Phong Vô Cực kỳ thực không chết. Hắn bảo lưu lại một tia hồn phách tại điểm hồn giữa đài. Sau đó đem điểm hồn đài phong ấn lên. Chỉ cần có người một lần nữa đem điểm hồn đài mở ra, đồng thời lợi dụng điểm hồn đài muốn ngưng tụ ra quỷ sát hồn. Hắn một cái tia giấu ở điểm hồn giữa đài hồn phách liền sẽ thức tỉnh. Sau đó hắn có thể thay thế hình thành quỷ sát hồn, để cho mình lấy quỷ sát hồn hình thái hồi sinh. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa. Người đoán cơ bản không có sai, không nghĩ tới cái kia sáng tạo ra điểm hồn đài tuyệt thế đại ma còn sống. Bây giờ Phong Vô Cực xuất hiện, e sợ viễn cổ giới yếu không được an bình rồi. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng nói, tiểu tử, Phong Vô Cực dù sao đến từ chính hỗn độn thời đại. Ai biết trong tay hắn có bao nhiêu thủ đoạn, vạn nhất bị hắn khôi phục như cũ, như vậy e sợ vùng thế giới này cần phải muốn sinh linh đổ thán. Nhất định muốn tại Phong Vô Cực vẫn không có khôi phục thời điểm, liền đem hắn diệt trừ. Diệp Thần Phong lặng lẽ gật gật đầu, trong lòng của hắn cũng bắt đầu lo lắng lên cùng hắn thất tán Bạch Tiểu Nhu cùng Triệu Tấn Bằng rồi, bọn hắn nhất định phải mau sớm tìm tới hai người này. Trên mặt đất Hàn Tân Trắng. Triệu Có Thọ cùng Vương Lập Vinh Thi. Thể yên tĩnh nằm, bọn hắn chỉ là được nhiếp thủ hồn phách. Cho nên bọn hắn thi, thể sẽ không biến mất. Diệp Thần Phong đi tới, đem Hàn Tân Trắng trên ngón tay của bọn họ chữ vật giới chỉ lấy xuống, lần lượt đem ba người bọn họ chữ vật giới chỉ dò xét một lần. Tại Hàn Tân Trắng trong nhẫn chứa đồ, Diệp Thần Phong phát hiện một tấm không trọn vẹn bản đồ. Tấm này không trọn vẹn bản đồ có phần quen thuộc. Trước đó Diệp Thần Phong từ Dược Thánh Đường đã lấy được một tờ bản đồ. Một tấm liên quan với Thánh Hỏa vực sâu bản đồ. Bất quá, yếu tập hợp 4 tấm bản đồ, mới có thể chắp phá thành một tấm hoàn chỉnh bản đồ.
Tại Phong Vô Cực sau khi rời đi, bên trong không gian cầm cố đã hoàn toàn biến mất rồi. Diệp Thần Phong từ hỗn độn trong chiếc nhẫn lấy ra ban đầu ở Dược Thánh Đường lấy được một tờ bản đồ, dĩ nhiên hoàn toàn có thể cùng từ Hàn Tân Trắng trong nhẫn chứa đồ tấm bản đồ này lưu hiểu ra. Nói cách khác chỉ kém hai tấm bản đồ, Diệp Thần Phong là có thể biết trong truyền thuyết Thánh Hỏa vực sâu vị trí cụ thể. Dược Thánh Đường tìm lâu như vậy cũng không có tìm được tấm thứ hai bản đồ, mà Diệp Thần Phong lại lập tức đã lấy được, đây chính là kỳ ngộ rồi. Diệp Thần Phong liếc nhìn bên cạnh Long Cao Nguyên ba người bọn họ, nói, Long Văn Thạch hồn phách, đã tạm thời đưa vào của ta tộc trưởng dấu ấn bên trong rồi, ta hiện tại liền đem Long Văn Thạch hồn phách giao cho các ngươi bảo quản, các ngươi mang theo hồn phách trở lại đem Long Văn Thạch cứu trị trở về, ta liền không cùng theo một lúc đi trở về, ta còn có một ít chuyện muốn làm. Dược Thánh Đường người hẳn là lại qua không liền muốn đi hướng Ngô gia rồi, hắn nhất định muốn cùng đi Ngô gia. Hiện tại để Lão Bạch cùng Lão Hắc triệt để phục sinh cũng là vô cùng trọng yếu một chuyện, lại có thêm hắn muốn mượn Ngô gia cùng Giang gia sức mạnh, đem Bạch Tiểu Nhu cùng Triệu Tấn Bằng tìm ra, dựa vào chính hắn thật sự là lớn biển mò châm. Chương 2411, Kiếm Cốc, Kiếm Cốc Lão Nhân. Long Cao Nguyên bọn hắn tuy nói vừa bắt đầu không đồng ý Diệp Thần Phong một người rời đi, nhưng ở Diệp Thần Phong luôn mãi dưới sự kiên trì, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ thỏa hiệp. Mang theo Long Văn Thạch hồn phách đi về trước. Lấy Long tộc bên trong một ít bí pháp, sau Long Cao Nguyên bọn hắn phải tìm được Diệp Thần Phong cũng không phải là cái gì việc khó. Cùng Long Cao Nguyên đám người phân biệt sau đó Diệp Thần Phong một đường hướng về gần nhất người tu luyện thành trì chạy đi. Muốn mượn trong thành truyền tống trận trở về Vạn Hỏa Thành, khoảng cách Dược Thánh Đường người đi hướng Ngô gia tháng ngày không xa. Đang nhanh chóng đạp không mà được rồi sau 5 tiếng. Diệp Thần Phong dưới chân bước chân bỗng nhiên dừng lại, hắn cảm giác được khi hắn bên phải truyền đến nồng nặc kiếm ý cùng kiếm khí, để trong thân thể hắn các loại kiếm ý nóng nảy động không ngừng. Xuất phát từ hiếu kỳ cùng nghi hoặc, Diệp Thần Phong hướng về bên phải đạp không mà đi. Rất nhanh, một chỗ tương tự sơn cốc đồ vật ánh vào trong tầm mắt của hắn, vừa vặn cảm giác được kiếm ý cùng kiếm khí tự đến từ chính nơi này. Dưới đáy trên mặt đất có không ít người. Diệp Thần Phong thân thể rơi xuống đất. Đối với viễn cổ giới rất nhiều nơi, hắn cũng không phải hiểu rất rõ, hắn nghe người chung quanh nghị luận. Có mấy người cũng là lần đầu tiên tới nơi này, mà có mấy người thì đã tới rất nhiều lần rồi, nghe bọn hắn nói chuyện, Diệp Thần Phong bắt đầu từ từ hiểu rõ đây là địa phương nào rồi. Chỗ này tương tự sơn cốc địa phương tên là Kiếm Cốc. Có người nói tại viễn cổ thời đại, một vị kiếm đạo đại năng. Tùy ý một đạo kiếm ý đem chỗ này sơn cốc bổ làm hai, đem ngọn núi này phân thành hai nửa núi trong lúc đó liền tạo thành một cái tương tự với sơn cốc không gian. Vị kia kiếm đạo đại năng kiếm khí ở nơi này kéo dài không tiêu tan, sau đó có càng ngày càng nhiều si mê kiếm đạo người tới nơi này cảm ngộ kiếm khí. Có không ít người tu luyện thông qua cảm ngộ nơi này kiếm khí tăng lên kiếm ý của mình, kiếm ý của bọn hắn cũng lưu tại chỗ này bên trong sơn cốc. Trong đó không thiếu có một ít kiếm đạo tài tuyệt thế, sau đó cũng toàn bộ tại viễn cổ thời đại thời điểm tỏa ra qua hào quang. Cho nên, bên trong sơn cốc này không biết được bao nhiêu vị kiếm đạo thiên tài lưu lại kiếm ý, những này kiếm ý cùng kiếm khí theo thời gian trôi qua không có tiêu tan, trái lại trở nên càng ngày càng nồng đậm. Đã đến bây giờ cái thời đại này, một ngày nào đó, một vị đạo gió tiên cốt lão giả, tới chỗ này sơn cốc, thanh nơi này đặt tên là Kiếm Cốc. Đồng thời tự xưng là kiếm cốc thủ hộ người. Lợi sử dụng thủ đoạn đem kiếm cốc dùng kết giới phong khóa lại, từ đó về sau phàm là muốn đi vào kiếm cốc người, toàn bộ nhất định muốn thông qua vị lão giả này đồng ý, hơn nữa mỗi lần tiến vào kiếm cốc đều sẽ có thời gian nhất định hạn chế. Cũng không ai biết người lão giả này từ đâu tới đây. Viễn cổ giới mấy cái nhất lưu tông môn cũng phái người đi tìm vị lão giả này, sau đó toàn bộ là sống chết mặc bay. Lâu dần người lão giả này bị người xưng là Kiếm Cốc Lão Nhân. Có người nói Kiếm Cốc Lão Nhân thực lực sâu không lường được. Tuy rằng hầu như không có ai nhìn thấy Kiếm Cốc Lão Nhân động thủ, bởi vì mấy cái nhất lưu tông môn phái ra người cũng không có để Kiếm Cốc Lão Nhân rời đi, cho nên bình thường tới nơi này người tu luyện sẽ không đi đắc tội Kiếm Cốc Lão Nhân. Phàm là tiến vào Kiếm Cốc, nhất định muốn từ Kiếm Cốc Lão người trong tay lĩnh một khối ngọc bài. Dựa vào khối ngọc này bài mới có thể tiến vào kiếm cốc bên trong.
Một khối ngọc bài chỉ có thể tại kiếm cốc bên trong dừng lại 3 canh giờ, tại 3 cái canh giờ sau khi đến, liền bị đẩy lùi đi ra. Đương nhiên nếu như trên người không có ngọc bài, căn bản là đi không vào kiếm cốc, sẽ bị bao phủ kiếm cốc kết giới ngăn cản ở bên ngoài. Diệp Thần Phong nghe được chu vi người tu luyện đàm luận sau. Hắn đại khái hiểu được kiếm cốc lai lịch. Hắn hàn băng kiếm ý, lôi chi kiếm ý, hỏa chi kiếm ý cùng bất khuất kiếm ý toàn bộ nằm ở thập giai tầng thứ. Trong đó bất khuất kiếm ý đã sắp chạm vào kiếm hồn tầng thứ. Theo lý tới nói, lần trước tại hàn băng kiếm ý, lôi chi kiếm ý cùng hỏa chi kiếm ý tăng lên tới thập giai thời điểm, bất khuất kiếm ý chỉ thiếu chút nữa là có thể hình thành kiếm hồn rồi. Đi qua một đoạn như vậy thời gian, bất khuất kiếm ý hẳn là yếu hình thành kiếm hồn rồi. Cảm thụ bên trong thân thể thập giai bất khuất kiếm ý. Có thể đại khái cảm giác được bây giờ khoảng cách bất khuất kiếm ý hình thành kiếm hồn, vẫn là chênh lệch một bước nhỏ. Hay là tiến vào kiếm cốc bên trong cảm ngộ một phen, đúng là có thể tăng nhanh bất khuất kiếm ý hình thành kiếm hồn. Tiến vào kiếm cốc hẳn là làm lỡ không được thời gian quá dài. Trong lòng có tính toán sau. Diệp Thần Phong liền hướng kiếm cốc lối vào đi đến. Chỉ thấy tại kiếm cốc lối vào nơi có một cục đá to lớn, một người có mái tóc hoa râm, râu mép hoa râm lão giả, hắn ngồi xếp bằng ở trên tảng đá, hai mắt hơi nhắm lại. Tên này lão đầu chính là kiếm cốc lão nhân. Nhắm mắt lại kiếm cốc lão nhân, hắn thỉnh thoảng hội bắn ra một khối ngọc bài, rơi xuống xếp hàng đến trước mặt hắn người tu luyện trong tay. Từ đầu tới cuối hắn đều không có yếu mở mắt ý tứ. Theo từng cái người tiến vào kiếm cốc bên trong. Tại sắp đến phiên Diệp Thần Phong thời điểm. Bỗng nhiên trong lúc đó, từ trên bầu trời rơi xuống một tên lão giả áo bào trắng, này lão giả áo bào trắng thực lực tại thần tôn cảnh sơ kỳ tầng thứ. Trên mặt hắn tràn đầy lửa giận, con mắt chăm chú như ngừng lại kiếm cốc trên người ông lão. Lão giả áo bào trắng ngón tay chỉ vào kiếm cốc lão nhân, quát lên, kiếm cốc lão tặc, người giết cháu ta. Món nợ này ta nhất định muốn cùng ngươi tốt nhất tính toán một chút. Thần tôn cảnh sơ kỳ lão giả áo bào trắng chính là phụ cận một cái tông môn lão tổ, cháu của hắn 3 ngày trước tại kiếm cốc khẩu cùng người động thủ. Kiếm cốc lão nhân lúc đó để cho bọn họ ngừng tay, nhưng bọn họ chẳng những không có dừng tay ý tứ, chả mở miệng nói năng lỗ mãng, sau đó những người kia toàn bộ được kiếm cốc lão nhân giải quyết. Lão giả áo bào trắng tuy rằng cũng biết kiếm cốc lão nhân thần bí. Thậm chí nhất lưu tông môn cũng đi tìm kiếm cốc lão nhân, có thể giết tôn mối thù to lớn, hắn thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này, cho nên hắn cuối cùng vẫn là đến nơi này, cho dù không phải kiếm cốc lão đối thủ của người, hắn còn có thể đào tẩu, hắn đã làm xong hai tay chuẩn bị. Nhưng mà, tại đây thần tôn cảnh sơ kỳ lão giả áo bào trắng tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong. Từ kiếm cốc trên thân lão nhân đột nhiên bạo, bắn. Mà ra một đạo vô cùng cường đại kiếm khí. Tia kiếm khí này tốc độ rất nhanh, hướng về lão giả áo bào trắng đánh tới, để lão giả áo bào trắng căn bản không có cơ hội tránh né. Lão giả áo bào trắng thay đổi sắc mặt. Bạch, một tiếng cho dù tại quanh thân ngưng tụ lại linh khí phòng hộ, tuy nhiên không chút nào bất kỳ tác dụng gì. Kiếm khí trực tiếp phá tan rồi phòng hộ. Từ đỉnh đầu cái trán bắt đầu, một đạo huyết hồng dây nhỏ một đường hướng về kéo dài xuống. Chỉ là trong nháy mắt, áo bào trắng thân thể của ông lão được trực tiếp chia làm hai nửa. Kiếm cốc lão nhân vẫn cứ ngồi xếp bằng không nhúc nhích một cái, con mắt vẫn không có mở to. Lão giả áo bào trắng nhưng là thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả A-Hát. Kiếm cốc lão nhân dĩ nhiên động cũng không động, trực tiếp đem lão giả áo bào trắng bổ làm hai. Này kiếm cốc lão nhân thực lực mạnh như thế nào? Những kia nguyên bản không có gặp kiếm cốc lão nhân thực lực chân chính người tu luyện, bọn hắn tại thấy cảnh này sau, bọn hắn từng cái là nuốt nước miếng, bọn hắn được kiếm cốc lão nhân thực lực chấn nhiếp rồi, chẳng trách lúc trước mấy cái nhất lưu tông môn phái người tìm đến kiếm cốc lão nhân, cũng không có để kiếm cốc lão nhân rời đi nơi này. Chương 2412, Lan. Diệp Thần Phong trong lòng cũng thán phục kiếm cốc lão nhân thực lực. Đến phiên hắn thời điểm. Cái kia nguyên bản nhắm mắt lại ngồi xếp bằng kiếm cốc lão nhân, thậm chí là đang giết chết thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả cũng không có mở to một cái ánh mắt kiếm cốc lão giả, hắn dĩ nhiên vi vi mở mắt ra, con mắt nhìn một mắt Diệp Thần Phong. Một khối ngọc bài bay đến Diệp Thần Phong trong tay, âm thanh cực thấp nói một câu, không sai.
sau đó kiếm cốc lão nhân liền lại nhắm hai mắt lại, thật giống chưa từng có mở to qua như thế. Bởi kiếm cốc lão nhân thanh âm cực thấp, những người còn lại vừa vặn lại bị khiếp sợ đến, bọn hắn căn bản không có nghe được kiếm cốc lão nhân đối Diệp Thần Phong phun ra cái này hai chữ. Tại bắt được tiến vào kiếm cốc ngọc bài sau, Diệp Thần Phong tay cầm ngọc bội, đạp bước hướng về kiếm cốc bên trong đi đến. Có ngọc bài sau đó Diệp Thần Phong thuận lợi thông qua được kết giới, tiến vào kiếm trong cốc. Tại trên ngọc bài có một sợi tơ hồng, mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ giảm bớt một điểm, đợi đến hồng tuyến tại trên ngọc bài hoàn toàn biến mất. Vậy đã nói rõ thời gian đã đến, người cũng sẽ bị bắn bay suốt kiếm trong cốc rồi. Lại đi tiến kiếm cốc bên trong sau. Diệp Thần Phong cảm giác được từng đạo nồng nặc sắc bén cảm giác, những này sắc bén toàn bộ đến từ chính nơi này kiếm ý cùng kiếm khí. Mà thực lực của hắn cũng bị mạnh mẽ áp chế đến hóa thần cảnh một tầng sơ kỳ rồi. Từng cái tiến vào kiếm cốc người, thực lực của bọn họ đều sẽ được kiếm cốc bên trong pháp tắc mạnh mẽ áp chế đến hóa thần cảnh một tầng sơ kỳ. Nơi này pháp tắc hẳn là kiếm cốc lão nhân bố trí. Nói cách khác, bất luận người nào tại kiếm cốc bên trong đều chỉ có thể đủ phát huy ra hóa thần cảnh một tầng sơ kỳ thực lực. Chỉ thấy này kiếm cốc được phân làm tầng 3, càng đi lên kiếm ý lại càng nồng nặc. Một cái đến tầng 3 bên trên đều phân bố từng cái rậm rạp chằng chịt gian phòng, những này gian phòng phải là để người tiến vào tìm hiểu kiếm ý. Những này gian phòng toàn bộ là kiếm cốc lão nhân chế tạo, bởi vì tại kiếm cốc lão nhân chưa từng xuất hiện trước đó. Kiếm cốc bên trong hỗn độn không thể tả, chớ nói chi là có những gì gian phòng. Diệp Thần Phong cũng không hề hướng về kiếm ý dày đặc nhất tầng thứ 3 đi đến, hắn dự định hiện tại tầng thứ nhất tuyển cái gian phòng cảm ngộ một cái nơi này kiếm khí cùng kiếm ý. Dù sao có 3 cái canh giờ. Hắn tại mỗi một tầng thượng đều dừng lại một canh giờ, như vậy thời gian liền vừa vặn rồi. Tầng thứ nhất rất nhiều gian phòng đều bị dính đầy người, tại Diệp Thần Phong chọn gian phòng thời điểm. Từ tầng thứ nhất số dương thứ 20 cái gian phòng bên trong, đi ra một tên thanh niên mặc áo lam, chỉ thấy trong tay hắn trên ngọc bài hồng tuyến chẳng mấy chốc sẽ biến mất rồi. Thấy có người từ trong phòng đi ra, Diệp Thần Phong tự nhiên là muốn đi tới rồi. Nhưng kia tên thanh niên mặc áo lam, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong thời điểm, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Thần Phong trong tay trên ngọc bài hồng tuyến hầu như không có rút ngắn, hắn đưa tay ngăn cản Diệp Thần Phong đường đi, nói, bằng hữu. Tại hạ Giang Ly, ta chính là gió kiếm cung đệ tử, không biết bằng hữu có thể hay không đem ngươi trong tay ngọc bài cùng ta làm cái trao đổi. Ngày khác ta Giang Ly nhất định sẽ báo đáp ngươi. Bởi vì khi tiến vào một lần kiếm cốc sau đó muốn lần thứ hai tiến vào, nhất định muốn chờ thêm 2 ngày thời gian. Gió kiếm cung tại viễn cổ giới cũng coi như là một cái nhất lưu tông môn. Còn không chờ Diệp Thần Phong trả lời. Giang Ly thủ trưởng liền hướng về Diệp Thần Phong đưa tới, muốn lấy đi ngọc trong tay của hắn bài rồi. Diệp Thần Phong né người sang một bên, lông mày của hắn hơi nhíu lại, làm sao tới nơi nào đều sẽ gặp phải loại này không có mắt con ruồi. Tiến vào kiếm cốc thời gian phi thường có hạn, hắn cũng không muốn làm trễ nãi, e sợ yêu cầu này ta không thể đáp ứng rồi, người đi tìm người khác đi. Ta muốn đi vào tìm hiểu kiếm ý. Thấy Diệp Thần Phong né tránh sau lại từ chối. Giang Ly sắc mặt trở nên âm trầm, hắn tốt xấu cũng coi như là gió kiếm cung đệ tử thiên tài rồi, một thân thực lực tại thiên thần cảnh tầng 2 sơ kỳ, bất quá, kiếm cốc bên trong thực lực của hắn cũng bị áp chế đã đến hóa thần cảnh một tầng sơ kỳ. Tại kiếm cốc bên trong không quy định không thể động thủ. Nhưng ở kiếm cốc bên ngoài, kiếm cốc lão nhân là có sáng tỏ quy định không thể động thủ, trước đó cũng có người tại kiếm cốc bên trong động thủ một lần, phần lớn là vì cướp giật trong tay đối phương ngọc bài. Hoặc là tìm hiểu kiếm ý căn phòng không đủ, vì tranh đoạt tìm hiểu căn phòng. Kiếm cốc lão nhân chỉ là quy định tại kiếm cốc bên trong không thể chết người. Giang Ly khóe miệng lạnh lùng cười một tiếng nói, tiểu tử, người đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta và ngươi trao đổi ngọc bài là cho ngươi một cái nhận thức cơ hội của ta, ngươi thành thành thật thật cùng ta trao đổi không thật là tốt sao. Như vậy ngươi cũng có thể nhận thức ta Giang Ly rồi. Ta cũng coi như là thiếu nợ ngươi một phần ân tình, đến lúc đó ta phải trả ngươi phần nhân tình này. Nếu như ta đem ngươi trong tay ngọc bài mạnh mẽ đoạt lại, như vậy chúng ta liền không phải là cái gì bằng hữu, ta cũng sẽ không thiếu nợ ngươi nhân tình gì, làm việc trước đó trước tiên động não đi. Bất quá,
hiện tại ngươi cho dù hối hận cũng hết tác dụng rồi. Giang Ly tay cầm một cái trường kiếm màu bạc, bên trong thân thể kiếm ý đang không ngừng tràn ngập lên. Bốn phía đi qua người tu luyện toàn bộ ngừng chân. Có phần ở trong phòng tìm hiểu người cũng tạm thời đi ra. Tiểu tử này thực sự là đủ xui xẻo, này Giang Ly nhưng là lĩnh ngộ một loại bát giai kiếm ý, nghe nói là bát giai thủy chi kiếm ý, hắn cũng coi như là một cái kiếm đạo thiên tài. Được Giang Ly nhìn chằm chằm ngọc bài, vẫn là ngoan ngoãn giao ra đây tốt, ở nơi này tất cả mọi người là hóa thần cảnh một tầng sơ kỳ thực lực, tiểu tử này căn bản không đủ Giang Ly nhét kẻ răng. Ở xung quanh người tu luyện nghị luận ầm ĩ thời điểm. Chỉ thấy Giang Ly chung quanh thủy nguyên tố nhanh chóng ngưng tụ, hắn cái kia trường kiếm màu bạc thượng được một tầng dày đặc hơi nước cho bao phủ. Một kiếm vung ra, bát giai thủy chi kiếm ý. Một đạo cự đại kiếm khí màu trắng hướng về Diệp Thần Phong đánh tới. Giang Ly khóe miệng mang theo nụ cười. Diệp Thần Phong không hề nhúc nhích. Quanh thân ngưng tụ lại linh khí phòng hộ. Oanh, một tiếng. Kiếm khí màu trắng tiêu tan. Diệp Thần Phong hoàn hảo không chút tổn hại. Phải biết tại ngang nhau dưới thực lực, chiến lực của hắn cùng sức phòng ngự yếu xa vượt xa những người còn lại, lại nói nơi này lại không áp chế nhục thân cường độ, cơ thể hắn cường độ nhưng là thần tôn. Chỉ là một cái thực lực bị áp chế hóa thần cảnh một tầng Giang Ly, hắn thi triển bát giai kiếm ý lại làm sao có thể thương tổn được rồi Diệp Thần Phong. Tại tất cả mọi người chả không biết vì sao dưới tình huống. Diệp Thần Phong động. Thân ảnh của hắn đột nhiên xuất hiện tại Giang Ly trước mặt, một cái tay giữ ở Giang Ly cổ. Thanh Giang Ly trực tiếp từ trên mặt đất nâng lên, cánh tay vung một cái, cút. Giang Ly thân thể trực tiếp bị quăng bay ra ngoài. Diệp Thần Phong không muốn ở chỗ này chọc quá lớn phiền toái, ai biết hắn ở nơi này giết người, phía ngoài kiếm cốc lão nhân hội sẽ không xuất thủ. Tại mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt, Diệp Thần Phong trực tiếp đi vào bên trong căn phòng. Về phần được Diệp Thần Phong cho quăng bay ra đi Giang Ly, thân thể của hắn tại nặng nề rơi trên mặt đất sau, hắn trên ngọc bài hồng tuyến vừa vặn toàn bộ biến mất rồi, hắn tại kiếm cốc bên trong đã đến giờ, hắn được truyền tống ra kiếm cốc, thân ảnh nhất thời biến mất ở còn lại tầm mắt của người bên trong. Ngồi ở kiếm cốc khẩu trên tảng đá kiếm cốc lão nhân. Con mắt của hắn lần thứ hai mở ra, từ trong ánh mắt của hắn tránh qua một vệt ánh sáng. Hắn không khỏi tự nhủ, thật là một có ý tiểu gia hỏa. Chương 2413, Kiếm hồn thế giới. Kiếm cốc tầng thứ nhất. Những người tu luyện kia không khỏi nuốt nước miếng. Tại bước vào kiếm cốc sau, tất cả mọi người thực lực toàn bộ bị áp chế tại hóa thần cảnh một tầng sơ kỳ. Giang Ly nhưng là thi triển bát giai thủy chi kiếm ý. Mà Diệp Thần Phong lại đứng tại chỗ, không có thi triển bất kỳ chiêu thức. Liền đem bát giai thủy chi kiếm ý cho chống đỡ cản lại. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì quái thai? Trọng yếu hơn, thực lực của hai người đồng dạng bị áp chế đã đến hóa thần cảnh một tầng sơ kỳ, Giang Ly tại Diệp Thần Phong trước mặt quả thực yếu đáng thương, thậm chí ngay cả một tia sức phản kháng cũng không có. Tiến vào tầng thứ nhất gian phòng Diệp Thần Phong. Đối với ý nghĩ của người khác, hắn một chút hứng thú cũng không có. Tại sau khi vào phòng, ở trong phòng trên vách tường có một cái rãnh, chính dễ dàng đem ngọc bài thả ở trong đó. Tại đem ngọc bài để vào sau. Một tiếng. Gian phòng miệng vỗ một cái dày nặng cửa đá trong nháy mắt đóng lại, người bên ngoài thì không cách nào gia nhập trong đó, chỉ có đem vách tường trong rãnh ngọc bài trừ đi, dày nặng cửa đá mới sẽ lần nữa mở ra. Bên trong căn phòng bài biện rất đơn giản. Chỉ có một chương bàn đá cùng một tấm ghế đá. Tại bàn đá cùng trên ghế đá che kín từng đạo kiếm ngân, hẳn là tiến vào phòng lĩnh ngộ kiếm ý người lưu lại. Bàn đá cùng trên ghế đá kiếm ngân nhiều vô cùng, nếu như là bình thường thạch đầu chế thành, được nhiều như vậy kiếm ngân che kín, khẳng định đã sớm hóa thành vỡ vụn. Ở bên trong phòng trên vách tường cũng tràn ngập mấy đạo vết kiếm sâu, trên vách tường kiếm ngân hoàn toàn không phải trên bàn đá kiếm ngân có thể so sánh được. Từ nơi này trên vách tường sâu sắc kiếm ngân bên trong, tản ra nồng nặc kiếm khí cùng kiếm ý. Này trên vách tường kiếm ngân hẳn là viễn cổ thời đại kiếm đạo thiên tài lưu lại. Diệp Thần Phong tùy ý đem sau lưng thanh vân kiếm nắm trong tay. Bên trong thân thể thập giai bất khuất kiếm ý vận chuyển. Thanh vân kiếm rút kiếm ý tăng mạnh. Từng đạo sắc bén từ Diệp Thần Phong bên trong thân thể phân tán ra ngoài,
trong không khí không ngừng có kiếm ý lưu chuyển. Hướng về bên trong căn phòng bàn đá cùng ghế đá vung tới. Thập giai bất khuất kiếm ý. Một đạo cự đại màu nâu kiếm khí hướng về bàn đá cùng ghế đá bổ tới. Ầm, một tiếng. Bàn đá cùng ghế đá không có nát tan, chỉ là tại mặt trên để lại một đạo tương đối sâu kiếm ngân mà thôi. Liền ngay cả thập giai kiếm ý đều không thể đem bên trong căn phòng bàn đá cùng ghế đá nát tan, có thể thấy được này bàn đá cùng ghế đá có bao nhiêu đã kiên cố. Chế tạo này bàn đá cùng ghế đá chất liệu khẳng định phi phàm. Tại kiếm cốc bên ngoài ngồi xếp bằng kiếm cốc lão nhân. Hắn đối kiếm cốc bên trong tất cả là rõ như lòng bàn tay. Trước đó hắn sở dĩ sẽ đối với Diệp Thần Phong phun ra không sai hai chữ, bởi vì hắn từ trên người Diệp Thần Phong cảm nhận được cực hạn kiếm ý. Lấy hắn phán đoán Diệp Thần Phong lĩnh ngộ kiếm ý tối thiểu đã tới thập giai tầng thứ. Đương nhiên kiếm cốc lão nhân tuy nói có thể đại thể phán đoán ra Diệp Thần Phong lĩnh ngộ thập giai kiếm ý, nhưng hắn cảm thụ không ra Diệp Thần Phong lĩnh ngộ bao nhiêu loại kiếm ý, ở trong lòng hắn cho rằng Diệp Thần Phong hẳn là chỉ lĩnh ngộ một loại kiếm ý, có thể đem một loại kiếm ý tăng lên tới thập giai đã là cực kỳ không dễ dàng rồi. Kiếm cốc lão nhân trong lòng gật gật đầu, âm thầm nói, không sai một cái tiểu gia hỏa, lấy hơi thở của hắn, tuổi tác của hắn hẳn là sẽ không lớn, có thể tại trẻ tuổi như vậy liền đem kiếm ý tăng lên tới thập giai, xem ra hắn tính là một cái chân chính kiếm đạo thiên tài. Hắn loại này thập giai kiếm ý đã vô hạn tiếp cận kiếm hồn rồi, có thể hay không tại kiếm cốc bên trong đem loại này kiếm ý triệt để lột xác thành kiếm hồn, này yếu xem hắn vận mệnh của mình đi. Mà kiếm cốc trong phòng Diệp Thần Phong, tại thập giai bất khuất kiếm ý cũng không cách nào phá hủy bàn đá cùng ghế đá sau. Hắn đưa mắt tập trung đến vách tường sâu sắc kiếm ngân thượng, hắn cầm trong tay thanh vân kiếm, từ từ nhắm hai mắt lại. Bắt đầu cẩn thận cảm ngộ khởi từ trên vách tường kiếm ngân bên trong tản ra kiếm ý cùng kiếm khí rồi. Hắn cảm nhận được phi thường cẩn thận, phi thường cẩn thận. Mỗi một tấc trong không khí kiếm ý cùng kiếm khí toàn bộ bị hắn cho bắt được. Trong cơ thể hắn cũng không ngừng khởi động thập giai bất khuất kiếm ý, điên cuồng đem cảm ngộ đến kiếm ý cùng kiếm khí đưa vào thập giai bất khuất kiếm ý bên trong. Dần dần, dần dần, Diệp Thần Phong tiến vào một loại làm trạng thái huyền diệu, thậm chí hắn không thôi thúc trong cơ thể bất khuất kiếm ý. Hắn thập giai bất khuất kiếm ý cũng tự chủ vận chuyển phi cực kỳ nhanh. Cả người hoàn toàn bị nồng nặc vô cùng kiếm khí cấp bao ở trong đó rồi. Bỗng nhiên trong lúc đó, Diệp Thần Phong chỉ cảm giác ý thức tiến vào một cái huyền diệu đen nhánh thế giới bên trong. Cái này đen nhánh thế giới không có đất mặt cùng bầu trời, trên dưới đều là bóng tối vô cùng vô tận. Tại đây bóng tối vô cùng vô tận bên trong, phiêu đãng từng cái được năng lượng bao phủ đồ vật. Căn bản thấy không rõ lắm được năng lượng bao vây lấy là vật gì. Ý thức tiến vào cái này huyền diệu thế giới Diệp Thần Phong, hắn có chút không biết làm sao. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên ngược lại là vẫn có thể cùng hắn câu thông, chỉ nghe lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, nơi này phải là cái gọi là kiếm hồn thế giới, chỉ có lập tức muốn lĩnh ngộ kiếm hồn người, mới có thể bước vào thế giới này. Ngươi thấy cái kia từng cái được năng lượng bao vây lấy đồ vật đi nha. Trong đó từng cái được năng lượng bao vây lấy đều là một loại kiếm hồn, ngươi nhất định muốn tại nhiều như vậy kiếm hồn bên trong, tìm tới thuộc về bất khuất kiếm ý kiếm hồn. Phải nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần, nếu như ngươi chọn sai kiếm hồn, như vậy ngươi bất khuất kiếm ý sẽ vĩnh viễn cũng không cách nào bước vào kiếm hồn tầng thứ. Nghe được lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lời nói sau. Ý thức tiến vào kiếm hồn thế giới Diệp Thần Phong. Hắn bắt đầu cẩn thận cảm ứng lên bốn phía tất cả. Cảm thụ từng cái được năng lượng bao vây lấy kiếm hồn, muốn tìm ra cùng bất khuất kiếm ý nhất là xứng đôi kiếm hồn. Từng cái được năng lượng bao phủ kiếm hồn ở mảnh này vô tận đen nhánh bên trong thế giới phiêu đãng. Ý thức đứng ở kiếm hồn bên trong thế giới Diệp Thần Phong, hắn chậm rãi nôn thở ra một hơi, chăm chú cảm nhận mảnh này kiếm hồn thế giới. Bất khuất kiếm ý. Trong đó bao hàm chính là ý chí bất khuất. Cho nên, bất khuất kiếm ý kiếm hồn khẳng định cũng chứa đựng ý chí bất khuất. Tại Diệp Thần Phong không ngừng tại kiếm hồn bên trong thế giới cảm ứng thời điểm. Toàn bộ kiếm cốc bên trong xảy ra dị thường biến hóa. Tầng thứ nhất mỗi trong một gian phòng kiếm ý cùng kiếm khí toàn bộ hướng về Diệp Thần Phong căn phòng hội tụ. Tiếp lấy,
tầng thứ hai cùng tầng thứ ba bên trong căn phòng kiếm ý cùng kiếm khí cũng toàn bộ hướng về Diệp Thần Phong chỗ ở gian phòng mãnh liệt mà tới. Kèm theo cỡ này dị thường hiện tượng, tầng thứ nhất bên trong gian phòng đang tại tìm hiểu kiếm ý người tu luyện, bọn hắn toàn bộ từng cái đi ra khỏi phòng. Tầng thứ hai cùng tầng thứ ba người tu luyện cũng toàn bộ đi tới tầng thứ nhất đến. Khi bọn họ cảm giác được kiếm ý cùng kiếm khí toàn bộ tại chiều Diệp Thần Phong chỗ ở gian phòng hội tụ lúc, bọn hắn toàn bộ tập trung đến Diệp Thần Phong cửa gian phòng. Sắc mặt của bọn họ toàn bộ là kinh nghi bất định, bọn hắn không biết bên trong gian phòng chuyện gì xảy ra. Bất quá, trong con người của bọn họ bên trong lộ ra khát vọng, nếu như bọn hắn có thể tại trong căn phòng như vậy tìm hiểu kiếm ý, như vậy e sợ kiếm ý tốc độ tăng lên sẽ tăng nhanh rất nhiều. Chương 2414, Kiếm hồn hắc khóa. Ngồi xếp bằng tại kiếm cốc khẩu tảng đá lớn thượng kiếm cốc lão nhân. Hắn tại cảm thấy được kiếm cốc bên trong dị biến sau, hắn hàm gật đầu cười, tự nói, xem ra tên tiểu tử này đối kiếm đạo lĩnh ngộ rất mạnh, không biết hắn sẽ lĩnh ngộ dạng gì kiếm hồn đâu này. Mà trước đó được Diệp Thần Phong quăng bay ra đi, cuối cùng được truyền tống ra kiếm cốc Giang Ly. Hắn sắc mặt rất khó nhìn đứng cách kiếm cốc rất xa một địa phương, hắn căn bản không nghĩ tới chính mình hội là kết quả như thế, chính mình sẽ biến thành một cái hoàn toàn chuyện cười. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tàng đầy vô cùng vô tận lửa giận, hắn tốt xấu cũng coi như là gió kiếm cung đệ tử thiên tài, hắn thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Gia gia của hắn Giang Bách Diệu cũng đang kiếm cốc bên trong. Bất quá, tại kiếm cốc tầng thứ ba tìm hiểu kiếm ý, gia gia hắn thực lực tại nửa bước thần vương tầng thứ, lĩnh ngộ cửu giai thổ chi kiếm ý, bọn hắn mạch này tại gió kiếm cung cũng coi như có phần địa vị, bọn hắn một vị dòng chính lão tổ, đồng dạng cũng là gió kiếm cung lão tổ, thực lực đã tới thần tôn cảnh sơ kỳ. Kiếm cốc bên trong kết giới là sẽ không cách trở đưa tin ngọc bài. Tại ngẫm nghĩ chỉ chốc lát sau, Giang Ly vẫn là lấy ra đưa tin ngọc bài cho đang ở kiếm cốc bên trong gia gia Giang Bách Diệu đưa tin. Mà giờ khắc này kiếm cốc bên trong, Diệp Thần Phong vị trí trong phòng, ý thức nằm ở kiếm hồn thế giới. Chu vi từng cái được năng lượng bao vây kiếm hồn, ở nơi này lưu chuyển càng lúc càng nhanh. Dường như ở trong trời đêm nhanh chóng xẹt qua giống như sao băng. Bỗng nhiên trong lúc đó, Diệp Thần Phong ánh mắt như ngừng lại bên phải một cái nhanh chóng phi hành năng lượng bên trên, hắn bóng người hướng về bên kia cấp tốc lao đi. Tại đuổi kịp cái kia nhanh chóng phi hành năng lượng sau, bàn tay phải của hắn trực tiếp thăm dò vào cái kia năng lượng bên trong, trong miệng nói ra chính là ngươi rồi. Nơi tay trưởng thăm dò vào năng lượng bên trong nháy mắt. Diệp Thần Phong nhất thời cảm giác tay phải của mình bàn tay có một loại cực hạn xé rách đau nhức, hắn chỉnh bàn tay dường như muốn được phân cắt đi ra rồi. Chính là tay đứt ruột sót, loại đau nhức này khiến hắn cau mày. Chỉ chốc lát sau, năng lượng rốt cuộc tán loạn rồi. Được năng lượng bao phủ kiếm hồn lập tức hiện ra. Vượt á, vượt á, vượt á, thanh âm vang lên. Một cái cánh tay như thế thô màu đen xiềng xích, bắt đầu quấn lên Diệp Thần Phong cánh tay phải. Từ nơi này căn xiềng xích bên trong tản ra một loại ý chí bất khuất, cùng Diệp Thần Phong có một loại huyết mạch liên kết cảm giác. Tại màu đen xiềng xích quấn chặt lấy Diệp Thần Phong cánh tay phải sau, xiềng xích chả đang không ngừng lan tràn, cuối cùng Diệp Thần Phong cả người toàn bộ được màu đen xiềng xích cho quấn chặt lấy rồi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói, tiểu gia hỏa, xem ra kiếm của ngươi hồn hẳn không có lựa chọn sai rồi. Đưa cho ngươi kiếm hồn lấy cái danh tự đi, từ nay về sau đây chính là ngươi không khuất kiếm ý kiếm hồn rồi. Ngẫm nghĩ mấy giây sau, Diệp Thần Phong tự nói một câu, về sau ngươi liền gọi hắc khóa đi. Kiếm hồn hắc khóa, tự cấp bất khuất kiếm ý kiếm hồn lấy danh tự sau đó quấn chặt lấy thân thể hắn màu đen xiềng xích trong nháy mắt biến mất rồi. Diệp Thần Phong ý thức tự chủ thối lui ra khỏi kiếm hồn thế giới. Đứng ở trong phòng nhắm mắt lại Diệp Thần Phong, hắn phải cầm trong tay dì xét loang lổ thanh vân kiếm. Con mắt của hắn bỗng nhiên trong lúc đó mở ra. Từ bên trong tròng mắt của hắn tránh qua hai đạo kiếm khí màu đen. Trong cơ thể bất khuất kiếm ý vận chuyển. Tại chỉnh thanh thanh vân kiếm trong nháy mắt hiện lên màu đen xiềng xích nhàn nhạt hư ảnh, trong không khí không cảm giác được bất kỳ một tia kiếm khí cùng kiếm ý tồn tại. Diệp Thần Phong trong tay thanh vân kiếm lần thứ hai hướng về trong phòng bàn đá cùng ghế đá vung tới.
Kiếm hồn hắc khóa. Trong không khí đột nhiên hiện lên 50 đến 60 đầu màu đen xiềng xích. Những này màu đen xiềng xích tấn mãnh hướng về bàn đá cùng ghế đá gào thét mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, bàn đá cùng ghế đá đã bị này hơn 10 đầu màu đen xiềng xích cho quấn chặt lấy rồi. Một tiếng. Từ màu đen xiềng xích bên trong đột nhiên thả ra vô cùng vô tận kiếm ý cùng kiếm khí. Bàn đá cùng ghế đá lập tức biến thành bột phấn. Vừa vặn thi triển thập giai bất khuất kiếm ý, căn bản vô pháp phá hủy này bàn đá cùng ghế đá, chỉ có thể tại bàn đá cùng trên ghế đá ở lại một vết kiếm hằn sâu. Mà bây giờ thập giai bất khuất kiếm ý khóa nhập kiếm hồn tầng thứ, dĩ nhiên trong nháy mắt có thể mang này bàn đá cùng ghế đá hóa thành bột phấn. Có thể thấy được bước vào kiếm hồn bất khuất kiếm ý, muốn so thập giai bất khuất kiếm ý mạnh mẽ thượng rất nhiều rất nhiều. Vừa vặn đang sử dụng kiếm hồn hắc khóa thời điểm, trong không khí sở dĩ không có kiếm ý cùng kiếm khí hiện lên, đó là bởi vì kiếm ý cùng kiếm khí toàn bộ cực hạn nội liễm ở hắc khóa bên trong, chỉ có tại kiếm hồn hắc khóa quấn chặt lấy mục tiêu trong nháy mắt, trong đó kiếm ý cùng kiếm khí mới sẽ bỗng nhiên bạo phát. Ngồi ở kiếm cốc cửa vào tảng đá lớn thượng kiếm cốc lão nhân. Hắn tại cảm ứng được Diệp Thần Phong gian phòng cảnh tượng sau đó hắn trong con ngươi vẻ mặt ngốc đình trệ một cái. Diệp Thần Phong lĩnh ngộ kiếm hồn phi thường đặc biệt, hơn nữa loại này kiếm hồn power cực kỳ to lớn, hắn nhưng phi thường rõ ràng gian phòng bàn đá cùng ghế đá là dùng làm bằng vật liệu gì chế tác mà thành, coi như là lĩnh ngộ kiếm hồn, trong tình huống bình thường cũng không cách nào đem bàn đá cùng ghế đá trực tiếp hóa thành bột phấn. Từ một điểm này thượng liền đủ để chứng minh Diệp Thần Phong lĩnh ngộ kiếm hồn cường đại rồi. Quả nhiên là một cái có thể cho người mang đến kinh hỉ tiểu gia hỏa, có thể lĩnh ngộ như thế kiếm hồn. Song tất cả đều là của hắn tạo hóa a hát, kiếm cốc lão nhân không khỏi vi vi thở dài nói. Mà lĩnh ngộ kiếm hồn hắc khóa Diệp Thần Phong. Hắn cảm ứng bên trong thân thể bất khuất kiếm ý. Về phần hàn băng kiếm ý. Lôi chi kiếm ý cùng hỏa chi kiếm ý nhưng vẫn là nằm ở thập giai tầng thứ, không có yếu bước vào kiếm hồn dấu hiệu. Dù sao bước vào kiếm hồn không phải đơn giản như vậy liền có thể làm được. Diệp Thần Phong chỗ ở bên ngoài phòng. Tại tụ lại đây người tu luyện bên trong, có một tên lão đầu chăm chú nhìn gian phòng dày nặng cửa đá. Hắn chính là Giang Ly Gia Gia Giang Bách Diệu rồi, lĩnh ngộ cửu giai thổ chi kiếm ý. Kiếm ý càng đi lên thì càng khó tăng lên. Đặc biệt là tại đến lục giai kiếm ý sau đó có mấy người thậm chí cố gắng cả đời cũng không cách nào đột phá lục giai kiếm ý bình cảnh. Về phần muốn từ cửu giai kiếm ý bước vào thập giai kiếm ý thì càng thêm khó rồi. Đương nhiên Diệp Thần Phong là một cái trường hợp đặc biệt. Dù sao ở trên thế giới này không có cái thứ hai Diệp Thần Phong rồi. Giang Bách Diệu đã nhận được cháu mình Giang Ly đưa tin. Hắn không nghĩ tới cháu của mình tại kiếm cốc tầng thứ nhất chả ăn thiệt thòi, dù sao tại kiếm cốc bên trong mọi người thực lực đều bị áp chế đến hóa thần cảnh một tầng sơ kỳ, mà cháu của hắn Giang Ly nhưng là lĩnh ngộ bát giai thủy chi kiếm ý. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là khiến hắn cháu trai thua thiệt người, tự đến từ chính trước mặt cái này sản sinh dị biến gian phòng. Bây giờ kiếm cốc bên trong tất cả mọi người theo dõi Diệp Thần Phong căn phòng, bọn hắn muốn đem gian phòng này giữ lấy xuống. Chính khi tất cả mọi người suy nghĩ ngàn vạn thời điểm. Diệp Thần Phong chỗ ở trong phòng cửa đá từ từ mở ra. Lĩnh ngộ kiếm hồn hắc khóa Diệp Thần Phong, hắn tiếp tục ở trong phòng ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Tại thạch môn hoàn toàn mở ra. Cầm trong tay thanh vân kiếm Diệp Thần Phong đạp ra khỏi phòng thời điểm. Bên ngoài phòng tất cả ánh mắt trong nháy mắt toàn bộ tập trung đến trên người hắn. Chương 2415, người có thể động thủ. Đối với bên ngoài phòng tụ lại những người tu luyện này, Diệp Thần Phong trên mặt biểu lộ không có bất kỳ một tia biến hóa. Trong đó có người thấy Diệp Thần Phong bước ra gian phòng, bọn hắn vội vã muốn đi vào trong đó tìm tòi hư thực. Khi bọn họ tiến vào phòng thời điểm, bên trong đã sớm khôi phục lại yên lặng rồi, không có kiếm ý cùng kiếm khí lại tụ lại đây rồi. Bọn hắn hầu như có thể khẳng định vấn đề nhất định xuất hiện ở Diệp Thần Phong trên người. Kết quả là, từng đạo chất vấn tiếng vang lên. Tiểu tử, vừa vặn ngươi dùng phương pháp gì, để kiếm ý cùng kiếm khí hướng về trong phòng của ngươi tập trung. Nhanh chóng cho chúng ta như thực chất bàn giao. Đúng vậy, đem ngươi đem kiếm khí cùng kiếm ý hội tụ phương pháp nói ra. Tiến vào kiếm cốc tìm hiểu kiếm ý người,
bình thường thực lực sẽ không quá cao, dù sao một cái thế lực bên trong lão tổ cấp bậc nhân vật, bọn hắn nào có ở không lại đây tìm hiểu kiếm ý. Có thời gian tìm hiểu kiếm ý, còn không bằng nhiều tăng lên một ít thực lực, đối với những lão tổ kia cấp bậc nhân vật, tăng cao thực lực chẳng khác nào là tăng lên tuổi thọ. Thực lực càng mạnh người, bọn hắn lại càng sợ chết, thật vất vả đã tới tầng thứ này, nếu như cứ thế mà chết đi, như vậy chẳng phải là thật là đáng tiếc. Cho nên, tụ lại tại Diệp Thần Phong cửa gian phòng người tu luyện, trong đó phải kể tới Giang Ly Gia Gia Giang Bách Diệu thực lực mạnh nhất rồi. Bất quá, Giang Bách Diệu cũng chỉ có nửa bước thần vương thực lực mà thôi. Đương nhiên ở đây còn có mấy vị lão giả thực lực cũng đang nửa bước thần vương tầng thứ. Nhận được cháu mình Giang Ly đưa tin Giang Bách Diệu, hắn đứng ra nói ra, các vị, trước tiên yên lặng một chút, vừa vặn tiểu tử này tại kiếm cốc bên trong can đảm dám đối với cháu của ta động thủ, này một món nợ ta muốn đích thân cùng hắn tính toán một chút. Mọi người yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không muốn tiểu tử này tính mạng, ta sẽ để hắn ngoan ngoãn đem hợp thành tụ kiếm khí cùng kiếm ý phương pháp giao ra đây. Bởi tại kiếm cốc bên trong, mọi người thực lực toàn bộ bị áp chế đã đến hóa thần cảnh một tầng sơ kỳ, cho nên ở đây không có ai có thể cảm giác được Diệp Thần Phong thực lực chân chính, lần sau vừa vặn tại kiếm cốc bên ngoài cũng không có ai đi chú ý Diệp Thần Phong. Giang Bách Diệu có thể cảm giác được Diệp Thần Phong khí tức vô cùng trẻ tuổi, dựa vào điểm này, hắn kết luận Diệp Thần Phong coi như là một thiên tài, thực lực cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua hắn. Tại Giang Bách Diệu mở miệng sau, ở đây còn lại vài tên nửa bước thần vương cường giả. Bọn hắn đều cho Giang Bách Diệu một bộ mặt. Vừa vặn đưa tin bên trong, Giang Ly Thanh Diệp Thần Phong sức chiến đấu đáng sợ nói một lần, bây giờ mọi người đều bị áp chế ở hóa thần cảnh một tầng, nếu như ở nơi này chiến đấu. Như vậy hắn Giang Bách Diệu hưng hứa vẫn đúng là sẽ lật thuyền trong mương rồi. Giang Bách Diệu bóng người cung kính hướng về phía kiếm cốc khẩu, nói ra, kiếm cốc tiền bối, không biết chúng ta có thể không tại kiếm cốc nhà ngoài đi một hồi công bình chiến đấu. Ngồi ở kiếm cốc khẩu kiếm cốc lão nhân, hắn có thể nhẹ nhõm đoán ra Giang Bách Diệu tâm tư, trước hắn nhưng là cảm giác ra Diệp Thần Phong thực lực chân thật. Tuy nói hắn không thể phán đoán ra Diệp Thần Phong cụ thể tuổi tác, nhưng có thể trẻ tuổi như vậy liền đến thần vương cảnh trung kỳ, Diệp Thần Phong không chỉ có là một cái kiếm đạo thiên tài, hắn vẫn là một cái thiên tài tu luyện. Kiếm cốc lão nhân đối với Giang Bách Diệu là xì mũi coi thường, này Giang Bách Diệu thuần túy là ngại chính mình chết không đủ nhanh. Kiếm cốc lão nhân bình thản âm thanh truyền vào kiếm cốc bên trong, hôm nay ngoại lệ để cho các ngươi có thể tại kiếm cốc ngoại chiến đấu một lần. Nghe được kiếm cốc lão nhân đồng ý sau, Giang Bách Diệu nhìn hướng Diệp Thần Phong, thế nào, ngươi có dám hay không cùng ta đi ra bên ngoài phân cao thấp. Tại kiếm cốc bên trong hạn chế nhiều lắm. Ngươi nếu dám đối với tôn nhi của ta Giang Ly động thủ, như vậy thực lực của ngươi khẳng định rất mạnh chứ. Ngươi sẽ không phải là sợ chưa? Giang Bách Diệu này phen lời nói chính là đường hoàng. Những kia trước đó gặp Diệp Thần Phong dây Giang Ly người tu luyện, bọn hắn từng cái toàn bộ cảm thấy Giang Bách Diệu có phần vô sỉ. Nhưng bọn họ cũng không có mở miệng nói cái gì, bọn hắn cũng phi thường muốn biết Diệp Thần Phong là như thế nào hội tụ kiếm ý cùng kiếm khí. Diệp Thần Phong liếc nhìn Giang Bách Diệu, nói ta không có vấn đề. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến, có thể để cho ta ra tay sau đó ngươi khẳng định sẽ hối hận. Thấy Diệp Thần Phong đồng ý. Giang Bách Diệu hoàn toàn không để ý đến Diệp Thần Phong nửa câu nói sau, hắn hoàn toàn cho rằng Diệp Thần Phong là đang hư trương thanh thế, liền ngay cả ở đây còn lại người tu luyện cũng đều cho rằng Diệp Thần Phong là đang hư trương thanh thế. Chỉ cần trên người có ngọc bài. Cho dù không có đến bị đẩy lùi suốt kiếm cốc thời gian. Nếu như ngươi muốn rời khỏi rồi, chỉ cần trực tiếp hướng về kiếm cốc bên ngoài đi, bao phủ kiếm cốc kết giới là sẽ không ngăn cản ngươi. Giang Bách Diệu lập tức hướng về kiếm cốc đi ra ngoài. Tại Giang Bách Diệu sau khi rời đi, những người còn lại cũng không lo được tìm hiểu kiếm ý, bọn hắn nhưng không muốn bỏ qua cái này náo nhiệt. Lại nói Diệp Thần Phong trên người còn có hợp thành tụ kiếm khí cùng kiếm ý bí mật chứ. Bọn hắn cũng từng cái đi sát Giang Bách Diệu phía sau. Tại Giang Bách Diệu các loại kiếm cốc bên trong tất cả mọi người đi ra kiếm cốc thời điểm. Diệp Thần Phong vẫn chưa ra khỏi kiếm cốc, hắn thong dong bình tĩnh bước lên kiếm cốc tầng thứ 2 căn phòng. Tuy nói hắn đã đáp ứng cùng Giang Bách Diệu một trận chiến, nhưng hắn không có nói muốn lập tức ra ngoài cùng Giang Bách Diệu chiến đấu.
hắn muốn thử nhìn xem tại kiếm cốc tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 bên trong gian phòng. Có thể hay không đối với hắn mặt khác vài loại kiếm ý có nhất định tăng lên tác dụng. Bước ra kiếm cốc, Giang Bách Diệu đám người thấy Diệp Thần Phong chậm chạp không ra. Mà trước đó bị bắn ra kiếm cốc Giang Ly, hắn cũng đứng ở Giang Bách Diệu bên cạnh, hắn đã biết được kiếm cốc bên trong chuyện mới vừa phát sinh rồi. Giang Ly chắc chắn nói, ra ra, tiểu tử này nhất định là không dám đi ra, hắn là muốn trốn ở kiếm cốc bên trong, hắn chỉ là sức chiến đấu cường hãn chút thôi. Tại cùng đẳng cấp dưới tình huống, tiểu tử này là giữ lấy ưu thế, nhưng thực lực chân thực của hắn tầng thứ tuyệt đối sẽ không cao đi nơi nào. Giang Bách Diệu lạnh nhạt nói, chờ một lát liền chờ một lát đi. Đợi được hắn ngọc bài đã đến giờ, hắn tự nhiên hội bị đẩy lùi đi ra ngoài, bây giờ kiếm cốc tiền bối đã đồng ý chúng ta tại kiếm cốc bên ngoài chiến đấu, chỉ cần tiểu tử kia bị bắn ra kiếm cốc, ta sẽ để hắn hiểu được, để cho chúng ta ở chỗ này chờ chờ. Hắn sẽ trả giá càng thêm đau đớn thê thảm một cái giá lớn. Còn lại người tu luyện toàn bộ ánh mắt tập trung ở kiếm cốc khẩu, bọn hắn hầu như có thể tưởng tượng đến sau đó Diệp Thần Phong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hình ảnh rồi. Mà ở kiếm cốc tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 đi rồi một vòng Diệp Thần Phong. Hắn tại tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 trong phòng, không cảm giác được quá nồng nặc kiếm ý cùng kiếm khí rồi. Cái này kiếm cốc bên trong kiếm khí cùng kiếm ý. Khi hắn vừa vặn lĩnh ngộ kiếm hồn hắc khóa thời điểm, phần lớn toàn bộ bị hắn cho hấp thu. Có thể nói bây giờ cái này kiếm cốc đối với Diệp Thần Phong tới nói hầu như không có bất kỳ tác dụng. Đang xác định điểm này sau, Diệp Thần Phong trực tiếp hướng về kiếm cốc bên ngoài lao đi rồi. Làm kiếm cốc người bên ngoài nhìn thấy bao phủ kết giới bắt đầu sản sinh sóng gợn, sau đó bọn hắn lập tức biết là Diệp Thần Phong chạy ra. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau, Giang Ly quát lên, tiểu tử, tại kiếm cốc bên trong ngươi không phải là rất đắc ý sao? Ta hy vọng ngươi có thể một mực đắc ý cùng ngông cuồng đi xuống, sau đó cũng không nên cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mà nguyên bản cũng muốn mở miệng Giang Bách Diệu, thân thể của hắn trong nháy mắt cứng ngắc ở. Tại Diệp Thần Phong đi ra ngoài trong nháy mắt, hắn khí thế trên người đã khôi phục được thần vương cảnh trung kỳ rồi. Chỉ nghe Diệp Thần Phong không tình cảm chút nào thanh âm truyền vào trong lỗ tai của hắn, ngươi có thể động thủ. Chương 2416, chỉ là một đạo phân thân. Vũng hố, quả thực là quá hãm hại. Giang Bách Diệu bỗng nhiên cảm giác mình cho mình đào một cái hố, cuối cùng hắn còn muốn chính mình hướng về trong hầm nhảy. Thực lực của hắn chỉ có nửa bước thần vương mà thôi, hắn và một cái thần vương cảnh trung kỳ cường giả hò hét, đây không phải tự tìm đường chết nha. Diệp Thần Phong khí tức rành rành như thế tuổi trẻ, thực lực của hắn làm sao sẽ đến thần vương cảnh trung kỳ. Giang Bách Diệu kiểm sắc đỏ bừng lên, hắn suýt chút nữa nghẹn ra một cái lão huyết đến. Giang Ly tại nhìn thấy ra ra mình biến hóa sau, hắn rốt cuộc cũng cảm giác được không đúng, thực lực của hắn so với Diệp Thần Phong thấp nhiều lắm, hắn cảm giác không ra Diệp Thần Phong thực lực cụ thể, nhưng Diệp Thần Phong khí thế trên người so với ra ra hắn mạnh hơn nhiều lắm. Tại sao lại như vậy? Này hoàn toàn không phải Giang Ly dự tính kết quả. Diệp Thần Phong bên trong thân thể thật khí thế không chút kiêng kỵ phóng thích ra ngoài, hắn nhìn xem Giang Bách Diệu lần nữa mở miệng nói, ngươi có thể động thủ. Giang Bách Diệu nét mặt già nua co giật, hắn nhắm mắt nói, vị tiểu hữu này, vừa vặn hoàn toàn là hiểu lầm, ta còn muốn cảm tạ ngươi giúp ta giáo huấn cái này bất thành khí cháu trai. Chiến đấu là đối phương nói ra, hiện tại lại muốn hủy bỏ. Nào có chuyện dễ dàng như vậy, nếu như Diệp Thần Phong thực lực không phải tại thần vương cảnh trung kỳ, mà là tại thiên thần cảnh hoặc là địa thần cảnh. Giang Bách Diệu sẽ bỏ qua cho hắn sao? Cho nên, Diệp Thần Phong cũng không phải một cái lòng dạ mềm yếu người, ta lại nói một lần cuối cùng, động thủ đi. Ánh mắt đảo qua xung quanh người tu luyện, những người tu luyện kia toàn bộ lui về phía sau mấy bước, trong lòng bọn họ âm thầm may mắn. Vừa vặn Giang Bách Diệu đứng ra giúp hắn chống đỡ tai rồi. Bằng không chỉ sợ bọn họ cũng sẽ đối Diệp Thần Phong động thủ, trong bọn họ căn bản không có người nghĩ đến Diệp Thần Phong sẽ là thần vương cảnh trung kỳ cường giả. Giang Bách Diệu được Diệp Thần Phong luôn mãi bức bách, trong lòng hắn tràn đầy hoang mang, mà Giang Ly nhưng là càng thêm không chịu nổi, hắn đã lùi tới Giang Bách Diệu phía sau. Giang Bách Diệu hướng về phía ngồi ở kiếm cốc khẩu tảng đá lớn thượng kiếm cốc lão nhân. Vội vàng nói, kiếm cốc tiền bối, tất cả những thứ này đều là hiểu lầm, vị tiểu hữu này muốn lấy thực lực tới dọa bức ta.
Ta cùng hắn căn bản không ở cùng một cấp bậc, cho nên cuộc chiến đấu này không công bằng, kính xin ngài giữ gìn lẽ phải. Kiếm cốc lão nhân liền mí mắt đều chưa từng nhấc một cái, trước đó ngươi đưa ra tại kiếm cốc ngoại chiến đấu, vậy thì công bình. Trước ngươi khẳng định cho rằng tiểu tử này thực lực so với ngươi thấp hơn rất nhiều a. Bây giờ khi biết đối phương thực lực chân chính sau, ngươi liền muốn đổi ý. Trên thế giới này làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Khi nghe đến kiếm cốc lời của lão nhân sau, Giang Bách Diệu không còn cách nào khác rồi, hắn một bên tăng lên khí thế đồng thời, vừa nói tiểu hữu, cần gì phải ép người quá đáng đâu này. Chúng ta gió kiếm cung cũng không phải dễ trêu, ta khuyên tiểu hữu ngươi. Chỉ thấy Diệp Thần Phong thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Mà Giang Bách Diệu thanh âm bỗng nhiên ở trong không khí im bặt đi. Giang Bách Diệu thân thể thẳng tắp đứng ngay tại chỗ. Diệp Thần Phong thì là xuất hiện ở Giang Bách Diệu phải hậu phương, nhàn nhạt nói, ngươi quá táo lưỡi rồi. Giang Bách Diệu ngực, khẩu xuất hiện một cái lỗ máu, ấm áp tiên huyết chính sùng sục, từ lỗ máu bên trong nhô ra, trái tim của hắn cũng trực tiếp bị xuyên thủng rồi. Đối mặt Diệp Thần Phong bày ra tốc độ, Giang Bách Diệu hoàn toàn không có cơ hội phản ứng, hắn mắt mở thật to, trong cổ họng không ngừng nói xong, ngươi, ngươi, ngươi. Cánh tay phải muốn nâng lên chỉ vào Diệp Thần Phong, đáng tiếc cuối cùng lại bất lực rơi xuống, trong cổ họng lời nói vẫn không có nói xong, thân thể hướng xuống đất thượng đổ tới. Giang Ly nhìn thấy gia gia của mình cứ thế mà chết đi, hắn trong con ngươi tràn đầy sợ hãi. Khi hắn còn chưa kịp cầu xin tha thứ thời điểm, Diệp Thần Phong trong tay Thanh Vân Kiếm đã quán xuyên đầu của hắn. Đối với kẻ địch, Diệp Thần Phong từ trước đến giờ sẽ không lòng dạ mềm yếu. Tại Diệp Thần Phong thanh Giang Bách Diệu cùng Giang Ly giết đi sau đó ở đây còn lại người tu luyện đã sớm bốn tháo chạy mà chạy, bọn hắn sợ sệt Diệp Thần Phong cũng đối với bọn họ hạ sát thủ. Thấy từng cái hướng về phương hướng khác nhau đào tẩu người tu luyện, Diệp Thần Phong cũng không có đuổi theo rồi. Kiếm cốc lão mắt người nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, tiểu gia hỏa, thật không tệ, quyết đoán mãnh liệt, thiên phú xuất chúng. Thế nào, có muốn hay không làm lão phu đồ đệ của ta? Lão phu ta tại kiếm cốc khẩu đã chờ đợi nhiều năm như vậy, liền là muốn tìm được một cái có thể kế thừa ta y bát người. Lão phu đệ tử có mấy chục người, đáng tiếc không có một cái là hài lòng, người tên tiểu tử này ngược lại là miễn cưỡng đủ tư cách. Đối mặt thần bí kiếm cốc lão nhân, Diệp Thần Phong giọng rượu hòa hoãn mấy phần, thật không tiện, vị tiền bối này, ta đã có sư phụ, cho nên đa tạ người có ý tốt rồi. Nghe vậy, kiếm cốc lão nhân hơi sững sờ, tiểu gia hỏa, người biết có bao nhiêu người muốn bái ta làm thầy sao? Người biết có bao nhiêu người muốn phải thừa kế y bát của ta sao? Người lại dám từ chối ta? Ta chưa bao giờ hội mặt nóng kề sát ở mông lạnh thượng, người tên tiểu tử này để cho ta rất căm tức. Cũng được. Cũng được, ngươi không muốn làm đồ nhi ta, ta còn không làm sư phụ của ngươi nữa nha. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như thực lực của ngươi có một ngày có thể đến một cái độ cao mới, hay là chúng ta còn sẽ có cơ hội gặp mặt, đến lúc đó ngươi có thể sẽ xin bái ta làm thầy. Tự giải quyết cho tốt đi, ngươi bỏ lỡ một cái cơ hội một bước lên trời. Ở lại chỗ này cũng không ý nghĩa, lão phu đi vậy. Ngồi tại thạch đầu thượng kiếm cốc lão nhân. Thân ảnh của hắn dần dần tại thạch đầu thượng trở nên mờ ảo. Khi hắn hư ảnh yếu hoàn toàn biến mất thời điểm, trên mặt hắn vẫn là tràn ngập sự không cam lòng tâm, từ hắn hư ảnh bên trong lộ ra một nguồn sức mạnh, trực tiếp bao phủ lại Diệp Thần Phong, để Diệp Thần Phong căn bản không có cơ hội tránh né. Kiếm cốc lão nhân thanh âm lập tức thay đổi ngữ điệu, ngươi, ngươi cốt linh chỉ có 30. Ngươi, ngươi dĩ nhiên chỉ có 30 tuổi. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao không sớm nói cho ta, bằng không lão phu ta xin ngươi, cũng phải cho ngươi bái ta làm thầy, ta. Lời nói vẫn không nói gì, kiếm cốc lão nhân cuối cùng mơ mơ hồ hồ hư ảnh cũng biến mất ở tảng đá lớn thượng. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh mà nói, tiểu gia hỏa, vừa vặn hẳn là chỉ là của hắn một đạo phân thân mà thôi, hắn hẳn là lợi dụng một loại nào đó biện pháp đem phân thân ở lại chỗ này, vừa vặn phân thân của hắn hẳn là trở về bản thể của hắn bên trong đi rồi. Hắn loại này phân thân, hẳn là một khi nằm ở trở về bản thể trong quá trình, thì sẽ không thể dừng lại, cho nên hắn cuối cùng cũng không có nói hết lời liền biến mất rồi. Đây chỉ là kiếm cốc lão nhân một đạo phân thân, kiếm kia cốc lão người bản thể thực lực tại cái gì tầng thứ?
phải biết trước đó kiếm cốc lão nhân đạo này phân thân, giải quyết một tên thần tôn sơ kỳ cường giả, hắn cũng là không hề nhúc nhích một cái, thậm chí ngay cả con mắt cũng không có mở to. Đến cuối cùng mới biết đây chỉ là kiếm cốc lão nhân một đạo phân thân. Diệp Thần Phong trong lòng đối kiếm cốc lão nhân tràn đầy nghi hoặc, lão bạch, lão hắc, này kiếm cốc lão nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bản thể hắn thực lực hội đến cái gì tầng thứ? Chương 2417, oan gia ngõ hẹp. Nơi nào đó dường như thế ngoại tiên cảnh địa phương. Cao sơn lưu thủy, hoa thơm chim hót, linh khí trong trời đất rõ ràng so với viễn cổ giới đều phải nồng nặc mấy chục lần đến gấp mấy trăm lần không giống nhau. Một tên nhắm mắt lại lão giả áo bào trắng an tường ngồi. Người lão giả này dáng dấp cùng kiếm cốc lão nhân không kém chút nào. Một cái bóng mờ bỗng nhiên bay vào tên này thân thể của ông lão bên trong. Sau đó, tên này lão giả áo bào trắng đột nhiên mở mắt ra, hắn chính là kiếm cốc lão nhân bản thể rồi, phân thân đã trở về bên trong thân thể của hắn rồi, trên mặt hắn tràn đầy ảo não, tại sao lại như vậy? Làm sao có khả năng như vậy? Có người lại đang 30 tuổi là có thể đến thần vương cảnh trung kỳ, lĩnh ngộ một loại kiếm hồn. Như vậy tài tuyệt thế làm sao sẽ sinh ra tại viễn cổ giới? Kiếm cốc lão nhân trong lòng hối hận cực kỳ, hắn không ngừng tự nói, đáng tiếc bản thể của ta không cách nào đi hướng viễn cổ giới, lần sau có thể thi triển phân thân tối thiểu yếu một năm sau, dựa vào tiểu tử kia tốc độ phát triển, hắn hay là thật sự có thể đi tới nơi này, lão phu ta nhất định phải thu hắn làm đồ mới có thể. Hắn thích hợp nhất kế thừa y bát của ta rồi. Mà lúc này, viễn cổ giới kiếm cốc khẩu. Diệp Thần Phong đang hỏi ra nghi ngờ trong lòng sau, lão Hắc Giang Vận Thiên nói, tiểu tử, kiếm kia cốc lão người bản thể thực lực tuyệt đối không yếu, thậm chí có khả năng vượt qua năm đó ta cùng lão Bạch rồi. Nghe vậy, Diệp Thần Phong trong lòng càng thêm chấn kinh rồi, nếu như kiếm kia cốc lão nhân thực lực siêu càng các ngươi, như vậy bản thể của hắn hẳn là thần đế cảnh cường giả. Bây giờ cái thời đại này thần đế cảnh cường giả hẳn là rất ít thấy, thậm chí là hiếm như lá mùa thu. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh hồi đáp, ai biết được. Ta cùng lão Hắc biến thành tàn hồn tuế nguyệt phi thường lâu, ai biết bên trong vùng thế giới này đến cùng trở nên như thế nào. Ta Ngô gia còn có lão Hắc Giang gia, bây giờ vị trí khẳng định không phải mạnh nhất, kiếm kia cốc lão người hay là đến từ chúng ta kẻ thù bên trong vùng thế giới kia. Diệp Thần Phong cũng không hỏi thêm nữa rồi. Dù sao lão Bạch cùng lão Hắc đối bây giờ vùng thế giới này cũng không hiểu rõ lắm rồi, lần này tiến vào kiếm cốc đối với Diệp Thần Phong tới nói vẫn có thu hoạch, tối thiểu chưa bao giờ khuất trong kiếm ý lĩnh ngộ kiếm hồn hắc khóa. Này kiếm hồn hắc khóa power tuyệt đối là mạnh mẽ, chỉ là không có cơ hội đang tu luyện người trên người thi triển một cái. Bây giờ đối với ở Diệp Thần Phong tới nói, quan trọng nhất là đi hướng Ngô gia cùng Giang gia. Còn có tìm tới Bạch Tiểu Nhu cùng Triệu Tấn Bằng. Không lại quá nhiều làm lỡ thời gian. Tiếp tục đạp không mà lên hướng về gần nhất người tu luyện thành trì chạy đi. Trên người khí thế nội liễm. Đem tất cả mọi thứ đều chuyển hóa thành tốc độ. Tại một đường đạp không hơn 3 giờ sau, Diệp Thần Phong dưới chân bước chân hơi dừng lại một chút, hắn cúi đầu nhìn hướng trên mặt đất. Hắn thị giác cực kỳ nhạy cảm. Hắn nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc. Trên mặt đất một gốc đại thụ che trời dưới, có 3 người. Một người trong đó không phải là Triệu Tấn Bằng ma. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Triệu Tấn Bằng, thật đúng là đủ trùng hợp. Diệp Thần Phong thân thể lập tức hướng về trên mặt đất lao xuống, cuối cùng vững vàng đã rơi vào Triệu Tấn Bằng trước mặt. Cùng với Triệu Tấn Bằng chính là một nam một nữ, một nam một nữ này tuổi tác cũng không lớn, nam trên đất thần cảnh tầng 3 sơ kỳ. Nữ trên đất thần cảnh một tầng sơ kỳ. Tại Diệp Thần Phong bỗng nhiên xuất hiện sau. Một nam một nữ này lập tức đề cao cảnh giác, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Mà Triệu Tấn Bằng đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau đó hắn tại hơi sững sờ sau đó hắn hô tộc trưởng. Đúng là ngài. Diệp Thần Phong gật gật đầu, Triệu lão, ban đầu ở tiến vào viễn cổ giới cùng các ngươi thất tán sau đó ta cũng một mực nỗ lực muốn tìm hiểu các ngươi tin tức. Ngươi cũng không có Tiểu Nhu tin tức sao? Triệu Tấn Bằng vội vàng nói, tộc trưởng, ta biết Tiểu Nhu ở nơi nào. Tại cảm giác được Diệp Thần Phong bây giờ khí thế nằm ở thần vương cảnh trung kỳ sau, Triệu Tấn Bằng trong lòng là một trận cảm thán. Bên cạnh một nam một nữ, bọn hắn không khỏi hỏi, Triệu gia gia. Người này là ai?
Lẽ nào hắn là tiểu nhu tỷ ngày nhớ đêm mong người sao? Một nam một nữ này thực lực quá thấp, Diệp Thần Phong thật khí thế lại nội liếm, bọn hắn căn bản cảm giác không ra Diệp Thần Phong thực lực, chỉ là căn cứ Diệp Thần Phong ở bề ngoài niên kỷ phán đoán, Diệp Thần Phong thực lực cũng hẳn sẽ không quá cao. Chỉ là bọn hắn không hiểu thần vương cảnh hậu kỳ Triệu Gia Gia tại sao phải xưng hô Diệp Thần Phong vì tộc trưởng. Một nam một nữ này chính là Treo Kiếm Sơn Trang trang chủ nhi tử cùng con gái, bọn hắn phân biệt gọi Ninh Long cùng chữ Vũ. Ninh Long đối Diệp Thần Phong tràn đầy từng tia địch ý, mà chữ Vũ nhưng là bĩu môi ba nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Lúc trước Triệu Tấn Bằng cùng Bạch Tiểu Nhu đi tới viễn cổ giới thời điểm, bọn hắn đặt chân mà kém không xa. Tại trải qua hai ngày sau đó hai người bọn họ liền gặp nhau. Sau đó, Triệu Tấn Bằng cùng Bạch Tiểu Nhu tại viễn cổ giới nội khắp nơi tìm kiếm Diệp Thần Phong. Một lần bất ngờ Triệu Tấn Bằng cùng Bạch Tiểu Nhu gặp Ninh Long cùng chữ Vũ, đồng thời giúp hai người bọn họ giải quyết xong một chút phiền toái. Ninh Long cùng chữ Vũ nhiệt tình mời Triệu Tấn Bằng cùng Bạch Tiểu Nhu đi Treo Kiếm Sơn Trang làm khách, đáp ứng Bạch Tiểu Nhu sẽ giúp tìm kiếm Diệp Thần Phong tung tích. Nhưng mà tại hai ngày trước, Gió Kiếm Cung một tên lão tổ tự mình đến đây Treo Kiếm Sơn Trang, nguyên lai Gió Kiếm Cung tên kia lão tổ biết được Treo Kiếm Sơn Trang đã lấy được hai tấm cổ lão bản đồ. Treo Kiếm Sơn Trang tại viễn cổ giới chỉ là một cái vi bất túc đạo thế lực nhỏ. Kỳ lão tổ cũng chẳng qua là nửa bước thần vương cường giả mà thôi. Đối với Gió Kiếm Cung, Treo Kiếm Sơn Trang người tự nhiên không dám thất lễ rồi, bọn hắn đem bản đồ hai tay dâng. Nhưng đang nhìn đến bản đồ sau, tên kia Gió Kiếm Cung lão tổ đối Treo Kiếm Sơn Trang đại khai sát giới. Lúc đó tại giết chóc cùng trong hỗn loạn, Treo Kiếm Sơn Trang lão tổ liều mạng đoạt lại một tờ bản đồ, để Triệu Tấn Bằng cùng Bạch Tiểu Nhu mang theo Ninh Long cùng chữ Vũ rời đi. Nhưng cuối cùng vì bảo vệ Ninh Long cùng chữ Vũ, tuy nói Cửu U Băng Sư Sư Vương một mạch có phần thủ đoạn. Thế nhưng Bạch Tiểu Nhu vẫn bị Treo Kiếm Sơn Trang người cho để lại. Mà Triệu Tấn Bằng nhưng là lợi dụng sư vương nhất mạch bỏ chạy thủ đoạn trước tiên mang theo Ninh Long cùng chữ Vũ rời đi. Gió Kiếm Cung lão tổ thấy không để lại Triệu Tấn Bằng rồi, hắn giống một câu, muốn bảo vệ cô gái này tính mạng, tại trong vòng 6 ngày ngoan ngoãn đến chúng ta Gió Kiếm Cung, đem trong tay các người bản đồ giao cho ta. Triệu Tấn Bằng mang theo Ninh Long cùng chữ Vũ là hướng về Gió Kiếm Cung chạy đi, bọn hắn không thể bỏ lại Bạch Tiểu Nhu mặc kệ. Đang nghe Triệu Tấn Bằng tự thuật sau, Diệp Thần Phong chau mày. Bạch Tiểu Nhu đối với hắn mà nói có địa vị trọng yếu, đã từng nhiều lần Bạch Tiểu Nhu cứu tính mạng của hắn. Trước đó hắn tại kiếm cốc thời điểm mới vừa vặn giết hai cái Gió Kiếm Cung người, bây giờ Bạch Tiểu Nhu lại tại Gió Kiếm Cung trong tay, xem ra thật đúng là oan gia ngõ hẹp rồi. Hắn nhất định muốn lập tức đi một chuyến Gió Kiếm Cung, hắn tuyệt đối không thể để Bạch Tiểu Nhu có bất kỳ bất ngờ. Thấy Diệp Thần Phong lửa giận thiêu đốt, Triệu Tấn Bằng ngữ khí ngưng trọng nói, tộc trưởng, phải đem Tiểu Nhu từ Gió Kiếm Cung trong tay cứu ra, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, mang đi Tiểu Nhu Gió Kiếm Cung lão tổ có thần tôn cảnh trung kỳ thực lực, có người nói hắn chính là Gió Kiếm Cung bên trong thực lực mạnh nhất lão tổ. Chương 2418, xông vào. Diệp Thần Phong hiện tại nhưng không lo được nhiều như vậy trước mắt bảo đảm Bạch Tiểu Nhu an toàn mới là trọng yếu nhất. Hắn hỏi một câu, Gió Kiếm Cung nhìn đến là cái gì cổ lão bản đồ? Lúc trước Treo Kiếm Sơn Trang lão tổ liều mạng đoạt lại một tờ bản đồ, bây giờ một mực tại Triệu Tấn Bằng trên người bảo quản. Triệu Tấn Bằng trực tiếp đem bản đồ đưa cho Diệp Thần Phong. Đang nhìn đến bản đồ sau, Diệp Thần Phong ánh mắt hơi híp lại. Trước đó Diệp Thần Phong tại Dược Thánh Đường đã lấy được một tờ bản đồ. Tấm bản đồ này là quan từ truyền thuyết bên trong Thánh Hỏa vực sâu. Bất quá yếu tập hợp 4 tấm bản đồ mới có thể biết Thánh Hỏa vực sâu vị trí cụ thể. Sau đó lại tại Chính Khí Tông lão tổ tay lấy được một tờ bản đồ. Từ Chính Khí trưởng thượng tổ tay lấy được bản đồ, có thể cùng từ Dược Thánh Đường tay lấy được bản đồ liều hiểu ra. Bây giờ nhìn thấy Triệu Tấn Bằng đưa tới tấm bản đồ này, hắn lập tức lấy ra trước đó lấy được 2 tấm bản đồ, hắn phát hiện tấm bản đồ này cũng có thể ghép lại với nhau, nói cách khác chỉ kém cuối cùng một tờ bản đồ, vậy thì hoàn toàn hoàn chỉnh. Hắn là có thể biết Thánh Hỏa vực sâu vị trí cụ thể. Quan trọng nhất là Diệp Thần Phong bây giờ biết còn có một tờ bản đồ tại Gió Kiếm Cung trong tay, xem ra là mặc kệ phải cứu xuất Bạch Tiểu Nhu, hay là muốn thu được Gió Kiếm Cung lão tổ trong tay cuối cùng một tờ bản đồ, hắn
hắn đều muốn cùng Gió Kiếm Cung đối mặt. Gió Kiếm Cung lão tổ vô cùng có khả năng cũng đoán được bản đồ này lai lịch, cho nên hắn muốn giết người diệt khẩu, làm như vậy là để không cho Treo Kiếm Sơn Trang tiết lộ phong thanh. Treo Kiếm Sơn Trang trong tay hai tấm bản đồ, chính là bọn hắn do vận may run rủi lấy được. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới hai tấm nho nhỏ bản đồ, lại cho bọn họ Treo Kiếm Sơn Trang đã mang đến họa sát thân. Diệp Thần Phong nhìn hướng Ninh Long cùng chữ Vũ, nói tấm bản đồ này cho ta thế nào? Các ngươi có thể nói ra điều kiện đến, ta nguyện ý cùng các ngươi trao đổi. Ninh Long trừng lên Diệp Thần Phong, nói ta cùng muội muội mệnh là Triệu Gia Gia cùng Tiểu Nhu tỷ cứu, tấm bản đồ này ta đã đưa cho Triệu Gia Gia rồi. Từ khi nhìn thấy Bạch Tiểu Nhu sau đó Ninh Long liền một mực đối Bạch Tiểu Nhu có loại hảo cảm, hắn tại biết Diệp Thần Phong chính là Bạch Tiểu Nhu người muốn tìm sau, hắn tự nhiên là sẽ đối Diệp Thần Phong có bài xích rồi. Chữ Vũ cũng phồng lên miệng đứng tại ca ca của mình bên cạnh, Tiểu Nhu tỷ người trong lòng cũng chả có gì đặc biệt. Cũng không có so với ta ca tốt hơn chỗ nào. Uy, thực lực của ngươi tại cái gì tầng thứ? Tại sao ta cảm giác không ra thực lực của ngươi? Chẳng lẽ nói ngươi cũng đến thiên thần cảnh? Chữ Vũ ngược lại cũng đúng là một cái thẳng tính nữ nhân. Diệp Thần Phong cũng sẽ không cùng hai huynh muội này tính toán, nếu bản đồ đưa cho Triệu Tấn Bằng, như vậy hắn cũng không nói thêm gì nữa rồi, chẳng qua các loại sau thật tốt bồi thường một cái hai huynh muội này. Đem ba tấm bản đồ một lần nữa thu cẩn thận, Diệp Thần Phong để Triệu Tấn Bằng dẫn đường, đám người bọn họ nhanh chóng hướng về Gió Kiếm Cung tiến đến. Nơi đây khoảng cách Gió Kiếm Cung không có bao nhiêu lộ trình. Tại đạp không mà được rồi sau 6 tiếng, Diệp Thần Phong, Triệu Tấn Bằng, Ninh Long cùng chữ Vũ đi tới Gió Kiếm Cung dưới chân núi. Bây giờ không có thời gian chế định kế hoạch gì rồi, muộn đem Bạch Tiểu Nhu cứu ra một giây, Bạch Tiểu Nhu liền sẽ nhiều một giây nguy hiểm. Tại núi dưới bàn chân có ba tên thiên thần cảnh 5 tầng Gió Kiếm Cung người canh gác. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong bọn hắn muốn trực tiếp hướng về Gió Kiếm Cung chi bên trên đi tới sau, ba người bọn hắn lập tức ngăn cản Diệp Thần Phong đám người đường đi. Trên người thiên thần cảnh 5 tầng thật khí thế trong nháy mắt tăng vọt, trong miệng lạnh nhạt quát tự tiện xông vào Gió Kiếm Cung người. Chết! Các ngươi là thu được của người nào mời tới Gió Kiếm Cung? Trên người có hay không chúng ta Gió Kiếm Cung thiệp mời? Diệp Thần Phong không để ý chút nào canh gác người lạnh lùng âm thanh, hắn từng bước một tiếp tục đi tới, mà Triệu Tấn Bằng là đi sát Diệp Thần Phong bên người, về phần Ninh Long cùng chữ Vũ nhưng là đi theo bọn hắn sau lưng của hai người. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn Triệu Tấn Bằng, thực lực nằm ở thần vương cảnh hậu kỳ Triệu Tấn Bằng, hắn sau đó trực tiếp đối ba tên canh gác người động thủ. Thủ đoạn cực kỳ ác liệt mà lại nhanh chóng, chỉ là mấy cái trong nháy mắt. Ba tên canh gác chân núi Gió Kiếm Cung người liền ngã xuống đất không dậy nổi rồi. Diệp Thần Phong cùng Triệu Tấn Bằng bọn hắn tiếp tục nhanh chóng hướng về đỉnh núi Gió Kiếm Cung lao đi. Tại đi tới giữa sườn núi thời điểm, chỉ thấy có hai bóng người từ trên đỉnh núi đạp không mà tới. Đang nhìn đến giữa sườn núi Diệp Thần Phong đám người sau đó này hai bóng người vi vi dừng lại. Này hai bóng người bên trong đó một cái lão đầu chính là trước kia tại kiếm cốc nội Sam Ngộ Kiếm Ý. Thực lực của hắn tại thiên thần cảnh 7 tầng đỉnh phong. Trước đó tại Diệp Thần Phong giết chết Giang Bách Diệu cùng Giang Ly sau đó những người tu luyện kia toàn bộ chạy tứ tán, tên này thiên thần cảnh 7 tầng đỉnh phong lão đầu. Hắn và Gió Kiếm Cung có phần quan hệ, hắn lập tức đến Gió Kiếm Cung mật báo rồi, dù sao Giang Bách Diệu cùng Giang Ly lão tổ chính là thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả, đồng dạng cũng là Gió Kiếm Cung lão tổ. Đứng ở nơi này tên lão đầu bên cạnh một tên ông lão mặc áo đen. Hắn chính là Giang Bách Diệu cùng Giang Ly lão tổ Giang An Đực. Thiên thần cảnh 7 tầng đỉnh phong lão đầu, hắn chỉ vào Diệp Thần Phong, nói tiền bối, chính là cái này tiểu tử, chính là hắn giết Giang Bách Diệu cùng Giang Ly. Giang An Đực khi nghe đến này lời của lão đầu sau, thân ảnh của hắn lập tức rơi đến trên mặt đất. Ánh mắt như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, bên trong thân thể của hắn thần tôn cảnh sơ kỳ thật khí thế lập tức tràn ngập ra, hắn mạch này nhân số nguyên bản là ít. Khi biết Giang Bách Diệu cùng Giang Ly sau khi chết, hắn làm sao có thể không tức giận. Giang An được thần tôn cảnh sơ kỳ thật khí thế một tầng lại một tầng áp bức sau đó đi tới. Triệu Tấn Bằng sắc mặt trong nháy mắt khó lên, mà Ninh Long cùng chữ Vũ là càng thêm không chịu nổi. Hai người bọn họ chỉ cảm thấy yết hầu khẩu ngọt ngọt, có từng tia máu tươi từ khóe miệng của bọn họ chảy ra. Ngược lại là Diệp Thần Phong miễn cưỡng có thể duy trì nguyên dạng.
Giang An được chăm chú nhìn Diệp Thần Phong, không nghĩ tới ngươi còn sẽ đến tự chui đầu vào lưới, này ngược lại cũng tiết kiệm lão phu ta tốn thời gian tìm ngươi rồi, dám to gan giết ta Giang An được hậu bối. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu bổn sự. Đến đây cho Giang An được thông phong báo tin lão đầu, hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, bằng ngươi chỉ là thần vương cảnh trung kỳ thực lực, ngươi cũng dám gió êm dịu kiếm cung hò hét. Cho rằng thần vương cảnh thực lực, ngươi là có thể hoành hành vô kỵ sao? Quả thực quá ngây thơ rồi. Đứng sau lưng Triệu Tấn Bằng Ninh Long cùng chữ Vũ, khi nghe đến Diệp Thần Phong thực lực lại đang thần vương cảnh trung kỳ, hai người bọn họ trong con ngươi tránh qua vẻ khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới nhìn như trẻ tuổi như vậy Diệp Thần Phong, thực lực lại đang thần vương cảnh trung kỳ. Chỉ là khiếp sợ về khiếp sợ, bọn hắn đã từ lâu nghĩ đến gió kiếm cung hậu quả. Nhưng bọn họ không nghĩ tới Diệp Thần Phong dĩ nhiên cũng đắc tội một tên gió kiếm cung lão tổ. Đối phương nhưng là thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả. Diệp Thần Phong cho dù có thần vương cảnh trung kỳ thực lực, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Cho dù tại thêm vào thần vương cảnh hậu kỳ Triệu Tấn Bằng, hẳn là cũng không phải là Giang An được đối thủ. Ninh Long lấy hết dũng khí quát, chúng ta là đến cùng các ngươi gió kiếm cùng một gã khác lão tổ đàm phán, trong tay chúng ta có vật hắn muốn, cho nên khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không muốn trước tiên đối với chúng ta động thủ. Chương 2419, Kiếm Hồn Oai. Giang An được khi nghe đến Ninh Long lời nói sau. Hắn khí thế trên người hơi dừng lại một chút. Hắn ngược lại cũng đúng là nghe nói chuyện này. Tại toàn bộ gió kiếm cung bên trong tổng cộng mới hai vị lão tổ. Một vị thần khác tôn cảnh trung kỳ lão tổ tên là Thù Khang Quang Vinh, trước hắn đi tìm Giang An Đực, đem từ treo kiếm sơn trang thu được bản đồ sự tình nói cho Giang An Đực. Thù Khang Quang Vinh tại treo kiếm sơn trang nhìn thấy bản đồ thời điểm, hắn liền mơ hồ đoán được bản đồ rất có thể cùng trong truyền thuyết thánh hỏa vực sâu có quan hệ. Sau đó hắn tại đem lấy được một tờ bản đồ cùng Giang An được cùng nhau nghiên cứu một phen sau, hai người bọn họ hầu như nhất trí cho rằng đây chính là thánh hỏa vực sâu bản đồ. Giang An được trong con ngươi lửa giận phun trào, Giang Ly cùng Giang Bách Diệu thù không thể không báo, nhưng hắn cũng muốn lấy được trong tay đối phương mặt khác một tấm thánh hỏa vực sâu bản đồ, ở trong lòng hắn thời điểm do dự. Tên kia đến đây thông phong báo tin lão đầu, hắn lại mở miệng nói, tiền bối, tại kiếm cốc thời điểm. Chỉ có tiểu tử này một người ở đây, giết chết Giang Ly cùng Giang Bách Diệu cũng chỉ là tiểu tử này. Nghe vậy, Giang An được khí thế trên người lần thứ hai nhanh chóng trưng vọt lên. Cũng đúng. Tại trong những người này chỉ cần có người còn sống, chẳng lẽ còn lại không biết mặt khác một tờ bản đồ sao? Lấy thủ đoạn của hắn, hắn có quá nhiều biện pháp khiến người ta ngoan ngoãn mở miệng. Giang An được trong tay đột nhiên xuất hiện một cái trường kiếm màu đen. Bóng người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Diệp Thần Phong ngưng lông mày đối với Triệu Tấn Bằng đám người, nói ra các ngươi lui về phía sau. Dứt tiếng. Diệp Thần Phong lập tức đạp không mà lên, hắn biết Giang An được mục tiêu là hắn, cho nên Triệu Tấn Bằng đám người tạm thời là an toàn. Vừa vặn đạp không lên Diệp Thần Phong, hắn liền cảm giác được có nhất cổ khí thế mãnh liệt áp bức mà tới. Hắn nhanh chóng rút ra sau lưng Thanh Vân Kiếm. Trong cơ thể thần vương cảnh trung kỳ thật khí thế tiêu thăng đến cực hạn. Đem Thanh Vân Kiếm chặn tại trước người mình. Cong! Một tiếng. Ánh lửa tung tóe. Diệp Thần Phong thân ảnh tại trên bầu trời chợt lui, mà cầm trong tay trường kiếm màu đen Giang An Đực, thân thể hắn cũng tại trên bầu trời hiện lên. Hắn trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc, Diệp Thần Phong rõ ràng chỉ có thần vương cảnh trung kỳ thực lực, sức chiến đấu cùng tốc độ lại cường hãn như vậy. Nếu như là vậy thần vương cảnh trung kỳ cường giả, như vậy căn bản không ngăn được hắn vừa vặn một kiếm kia. Bóng người chợt lui một khoảng cách Diệp Thần Phong, hắn vững vàng đứng ở trên bầu trời. Nắm Thanh Vân Kiếm cánh tay hơi tê tê, quả nhiên thần tôn cảnh cường giả đến cùng vẫn là thần tôn cảnh cường giả. Người phía dưới nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu. Triệu Tấn Bằng trong con người trước sau tràn đầy nghiêm nghị, hắn biết Diệp Thần Phong chiến lực cường đại. Nhưng thần vương cảnh cùng thần tôn cảnh trong lúc đó, dù sao cách biệt nhiều lắm, trống trơn là xem vừa vặn cái kia chiêu thứ nhất giao phong, Diệp Thần Phong ngược lại Diệp không kém Giang An được bao nhiêu. Đứng sau lưng Triệu Tấn Bằng Ninh Long cùng chữ Vũ, bọn hắn con ngươi trừng lớn nhìn lên bầu trời bên trong. Tại bọn hắn trong nhận thức coi như là thần vương cảnh đỉnh phong cường giả, cũng không cách nào cùng thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả so sánh. Cho nên,
Bọn hắn cho rằng Diệp Thần Phong đang đối mặt thần tôn cảnh sơ kỳ Giang An Đực lúc, rất có thể sẽ được trong nháy mắt giết. Ai biết Diệp Thần Phong không chỉ đi theo Giang An Đực tốc độ, đồng thời thanh Giang An Đực đệ nhất kiếm cho đã tới xuống. Tên kia thông phong báo tin lão đầu, trên mặt hắn không hề vẻ lo âu, tuy nói lần thứ nhất giao phong, Diệp Thần Phong miễn cưỡng chống lại rồi, nhưng Giang An Đực nhưng không có phát huy ra thực lực chân chính đến. Đứng ở trên bầu trời Giang An Đực, trong tay hắn trường kiếm màu đen rút kiếm khí tăng vọt. Từng luồng kiếm khí màu đen phân tán ra. Hắn không gian chung quanh đều bị kiếm khí phân chia ra từng đạo màu đen vết xước. Trong tay trường kiếm màu đen bay thẳng đến Diệp Thần Phong chém tới. Kiếm vũ mạn thiên. Không gian chung quanh trong nháy mắt vặn vẹo lên. Xèo 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 xíu. Từng thanh trường kiếm màu đen hư ảnh từ trên bầu trời hướng về Diệp Thần Phong bỗng nhiên xung kích. Phá không mà đến từng thanh trường kiếm màu đen hư ảnh tối thiểu có mấy vạn thanh nhiều, rậm rạp chằng chịt căn bản khiến người ta ánh mắt đáp ứng không xuể. Mặt đối tấn công tới mưa kiếm. Diệp Thần Phong song trên chân màu đỏ ánh chấp hiện ra. Hắn lập tức thi triển tứ tinh bí pháp thiên lôi nhanh chóng, tốc độ của hắn lập tức bỗng nhiên tăng lên. Đồng thời hắn chả đang không ngừng lấy ra trong óc cửu thiên huyền lôi phụ ra tại song trên đùi. Có cửu thiên huyền lôi phụ ra sau đó tốc độ của hắn còn đang không ngừng tăng nhanh. Bóng người tại mấy vạn kiếm trong mưa cấp tốc qua lại, dưới đáy triệu tấn bằng đám người hoàn toàn bắt giữ không tới Diệp Thần Phong cái bóng. Mưa kiếm biến mất. Diệp Thần Phong bóng người hiển hiện, trên người không có thụ bất kỳ một tia thương thế. Tại Giang An được cau mày thời khắc. Diệp Thần Phong thanh âm lạnh như băng vang lên, ngươi chơi đủ rồi chứ. Kế tiếp đến phiên ta. Thanh vân kiếm thả lại trên lưng. Bạch cốt kiếm ở trong tay hắn xuất hiện, đang sử dụng bất khuất kiếm ý thời điểm. Bạch cốt kiếm có thể tăng cường bất khuất kiếm ý power, hẳn là cũng tương tự có thể tăng cường kiếm hồn power. Bạch cốt kiếm nắm trong tay. Bên trong thân thể bất khuất kiếm ý vận chuyển. Tại bạch cốt kiếm trong nháy mắt hiện lên màu đen xiềng xích nhàn nhạt hư ảnh. Đột nhiên thôi thúc bất khuất kiếm ý, đem toàn thân linh khí truyền vào bạch cốt kiếm bên trong. Sau lưng Diệp Thần Phong cũng hiện lên từng cây màu đen xiềng xích hư ảnh. Từng cây màu đen xiềng xích hư ảnh không ngừng đung đưa. Những người còn lại căn bản cảm giác không ra, một chiêu này bên trong thật khí thế. Trong đó bất kỳ một tia kiếm ý, kiếm khí và khí thế đều không có thẩm thấu mà ra. Diệp Thần Phong trong tay bạch cốt kiếm hướng về Giang An được phung ra. Kiếm hồn hắc khóa. Trong không khí đột nhiên hiện lên 70 đến 80 cái màu đen xiềng xích. Trước đó dùng thanh vân kiếm thi triển thời điểm, chỉ có thể hiện lên 50 đến 60 căn màu đen xiềng xích. Những này màu đen xiềng xích dường như chớp giật, ở trong không khí lôi ra từng đạo bóng đen, hướng về Giang An được mãnh liệt mà tới. Từng cây màu đen xiềng xích phảng phất nhanh chóng du động hắc xà. Tốc độ cực nhanh, chỉ là một cái nháy mắt ở giữa liền áp sát rồi. Giang An được đối mặt áp sát màu đen xiềng xích, quanh thân ngưng tụ linh khí phòng hộ đồng thời, hắn muốn phá vỡ những này màu đen xiềng xích. Nhưng những này màu đen xiềng xích linh hoạt cực kỳ. Trong nháy mắt liền từ phương hướng khác nhau quấn, lượn quanh ở Giang An được. Tại lượn quanh ở Giang An được thân thể trong nháy mắt. Từng cây màu đen xiềng xích bên trong, bỗng nhiên bạo phát cực hạn kiếm ý, cực hạn kiếm khí cùng cực hạn thật khí thế. Giang An được quanh thân linh khí phòng hộ trong nháy mắt tán loạn. Màu đen xiềng xích không ngừng nắm chặt. Giang An được căn bản tránh thoát không được, trên mặt hắn tràn đầy sợ hãi, tại xiềng xích bên trong kiếm khí cùng kiếm ý bừa bãi tàn phá dưới, trên người hắn trong nháy mắt là da chóc thịt bong, hắn âm thanh run rẩy nói, ngươi dĩ nhiên lĩnh ngộ kiếm hồn. Điều này sao có thể? Giang An được tựa như phát điên được giãy giụa. Nhưng từng cây màu đen xiềng xích như cùng lưỡi hái của tử thần, một khi gác ở ngươi trên cổ, sẽ thấy không rời đi đạo lý rồi. Sau đó lại là ầm. Một tiếng. Đầy mặt hoảng sợ Giang An được, chỉ cảm giác thân thể của mình được đè ép càng ngày càng đau đớn, cuối cùng hắn trực tiếp tại trên bầu trời biến thành rất nhiều huyết phụ. Đường đường thần tôn cảnh sơ kỳ Giang An được cứ thế mà chết đi. Chương 2420, dị biến bản đồ. Cùng lúc đó, gió kiếm cung trong một gian mật thất. Một ông già trong tay nâng một tờ bản đồ, chính tỉ mỉ tham tường.
Tại khoảng cách người lão giả này cách đó không xa, có một tên dáng dấp thanh đẹp bạch y nữ nhân đứng thẳng. Nữ nhân thân thể không cách nào nhúc nhích, hẳn là bị lực lượng nào đó cho hạn chế trụ hành động. Người lão giả này chính là gió kiếm cung một người khác lão tổ thù Khang Quang Vinh rồi, mà tên này không cách nào nhúc nhích nữ nhân tự nhiên là Bạch Tiểu Nhu. Trong chớp mắt, đang tại tham tường trong tay bản đồ thù Khang Quang Vinh, con mắt của hắn đột nhiên ngưng lại, hắn và Giang An Đực đều là gió kiếm cung lão tổ. Tại trong phạm vi nhất định, hai người bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được sự tồn tại của đối phương, nhưng bây giờ Giang An Đực khí tức bỗng nhiên vô ảnh vô tung biến mất rồi, này làm cho hắn có một loại phi thường dự cảm không tốt. Tiện tay đem bản đồ nắm trong tay. Thù Khang Quang Vinh thân ảnh lập tức rời khỏi mật thất, về phần không cách nào nhúc nhích Bạch Tiểu Nhu, đem nàng một người ở lại chỗ này, căn bản cũng không cần sợ sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Tại Thù Khang Quang Vinh xuất hiện gió kiếm cung trong đại điện thời điểm. Từng cái trưởng lão cùng đệ tử toàn bộ hội tụ tới. Thù lão tổ, việc lớn không tốt rồi, Giang lão tổ bản mệnh ngọc bài tại vừa vặn nổ tung rồi. Giang lão tổ tại trước đó mới rời khỏi gió kiếm cung không bao lâu. Khi nghe đến chu vi trưởng lão cùng đệ tử lời nói sau, Thù Khang Quang Vinh không chỉ hoãn nữa rồi, thân ảnh của hắn hướng về bên dưới ngọn núi nhanh chóng lao đi. Mà gió kiếm cung chỗ giữa sườn núi. Tại Giang An Đực sau khi chết, tay cầm bạch cốt kiếm Diệp Thần Phong, sắc mặt bình thản rơi đến trên mặt đất. Hắn ánh mắt nhìn về phía tên kia thông phong báo tin thiên thần cảnh 7 tầng đỉnh phong lão đầu. Ông lão kia tại cảm thấy được Diệp Thần Phong ánh mắt sau, toàn thân hắn run lên một cái. Sắc mặt sớm đã là cứng ngắc ở. Hắn đến hướng về Giang An Đực mật báo, hoàn toàn là muốn để Giang An Đực thiếu hắn một cái nhân tình. Dưới cái nhìn của hắn Giang An Đực phải giải quyết một tên thần vương cảnh trung kỳ tiểu tử, này còn không phải bắt vào tay nha. Nhưng ai biết Diệp Thần Phong sức chiến đấu rõ ràng cường hãn đã đến loại tình trạng này. Giang An Đực ở trong tay hắn căn bản là không đáng chú ý. Giờ phút này lão đầu là hối hận ruột đều thanh, nếu như sớm biết Diệp Thần Phong như thế ra súc, lại cho hắn mượn mấy trăm lá gan, hắn cũng không dám tới nơi này thông phong báo tin. Lão đầu này âm thanh run rẩy nói ta, này, vị tiền bối này, tất cả đều là của ta sai, cầu ngài lượn quanh ta một mạng, ta về sau cũng không dám nữa, ta chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Đối với ngài tới nói không quan hệ đau khổ. Diệp Thần Phong mặt không thay đổi chân phải uốn lượn, bắn lên. Bóng người lập tức xuất hiện tại ông lão kia trước người, bạch cốt kiếm xẹt qua cổ của hắn, đầu của hắn trực tiếp lăn rơi đến trên mặt đất. Một cái chỉ là thiên thần cảnh thực lực người, tại Diệp Thần Phong cho thấy tốc độ trước mặt, tự nhiên là không có bất kỳ một tia sức phản kháng. Triệu Tấn Bằng có chút đờ đẫn nhìn xem Diệp Thần Phong, hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Thần Phong sức chiến đấu rõ ràng trở nên cường hãn như vậy rồi. Tuy nói bây giờ hắn ở bề ngoài thực lực còn cao hơn Diệp Thần Phong, nhưng nếu như hắn và Diệp Thần Phong chiến đấu, e sợ còn thật sự không đủ Diệp Thần Phong nhét kẻ răng đây. Về phần Ninh Long cùng chữ Vũ sớm đã là mắt choáng váng. Diệp Thần Phong sức chiến đấu hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn không tự chủ nuốt nước miếng. Diệp Thần Phong nhưng là có thể ung dung giết tử thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả người A-H. Này nhóm cường giả coi như là bọn hắn treo kiếm sơn trang lão tổ còn sống. Cũng nhất định muốn rất cung kính đối đãi. Bọn hắn trước đó lại mạo phạm Diệp Thần Phong. Bọn hắn trong nháy mắt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, lấy thực lực của bọn họ, tại Diệp Thần Phong trước mặt quả thực là dường như một con kiến mà thôi. Hơn nữa còn là phi thường nhỏ yếu con kiến. Ninh Long cùng chữ Vũ lần nữa nhìn về phía Diệp Thần Phong thời điểm, trong con ngươi của bọn họ tràn đầy cung kính cùng từng tia một sợ sệt. Tại Diệp Thần Phong tiếp tục suy nghĩ muốn gọi Triệu Tấn Bằng bọn hắn hướng về gió kiếm cung đỉnh núi chạy đi thời điểm. Lại có một đạo cực hạn khí thế cường hãn đang trùng kích đã tới. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, Thù Khang Quang Vinh liền xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt bọn họ. Làm Thù Khang Quang Vinh nhìn thấy Triệu Tấn Bằng cùng Ninh Long đám người lúc, lông mày của hắn không khỏi hơi nhíu lại. Hắn có thể cảm giác được Giang An Đực phải là chết ở chỗ này, lẽ nào Giang An Đực là bị Triệu Tấn Bằng đám người giết chết sao? Điều này cũng không có thể a hát. Đương nhiên Thù Khang Quang Vinh cũng chú ý tới Diệp Thần Phong. Đồng dạng cảm giác ra Diệp Thần Phong thực lực tại thần vương cảnh trung kỳ tầng thứ.
Nhưng cho dù thần vương cảnh trung kỳ Diệp Thần Phong cùng thần vương cảnh hậu kỳ Triệu Tấn Bằng liên thủ, muốn giết chết thần tôn cảnh sơ kỳ Giang An Đực cũng không khả năng. Thù Khang Quang Vinh hiện tại nhưng còn không biết Diệp Thần Phong sức chiến đấu khủng bố. Tại Thù Khang Quang Vinh xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, sau đó hắn cầm trong tay một tờ bản đồ, từ phía trên tự chủ lóe lên một đạo hào quang màu xanh lục, hơn nữa hào quang màu xanh lục đang nhấp nháy càng lúc càng nhanh. Này làm cho Thù Khang Vinh trong con ngươi tràn đầy sự khó hiểu. Mà đồng thời, trước đó Diệp Thần Phong thả vào trong ngực ba tấm bản đồ cũng bắt đầu lóe lên hào quang màu xanh lục đến. Trong chớp mắt, từ Thù Khang Quang Vinh bản đồ trong tay bên trong lao ra khỏi một đạo năng lượng khổng lồ, làm cho hắn căn bản không bắt được rồi, bàn tay không tự chủ buông ra, trong tay hắn một tờ bản đồ bay thẳng đến trên bầu trời bay đi. Thấy thế, Diệp Thần Phong vội vã muốn đem trong lồng ngực ba tấm bản đồ thu nhập hỗn độn trong chiếc nhẫn, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Cái kia ba tấm bản đồ đồng dạng là từ Diệp Thần Phong trong lồng ngực xông ra ngoài, hướng về giữa bầu trời nhanh chóng bạo hướng. Thù Khang Vinh một tờ bản đồ. Diệp Thần Phong ba tấm bản đồ. Tại hướng về trên bầu trời sau, này bốn tấm bản đồ bên trong tản ra hào quang màu xanh lục lẫn nhau làm nổi bật, tại trên bầu trời không ngừng bồng bềnh. Cuối cùng này bốn tấm bản đồ đang chậm chậm liều hiểu ra. Khi này bốn tấm bản đồ hoàn toàn liều tập hợp sau khi thức dậy. Này bốn tấm bản đồ dung hợp thành một tấm, từ phía trên căn bản xem không ra bất kỳ khe nhỏ rồi. Dung hợp thành một tờ bản đồ sau. Chỉnh tấm bản đồ không ngừng tại trên bầu trời xoay tròn. Từ trong đó không ngừng có từng luồng năng lượng mạnh mẽ thẩm thấu mà ra. Bản đồ ở bề ngoài bản đồ án toàn bộ biến mất không thấy. Chỉnh tấm bản đồ đang không ngừng lớn lên, tái biến đại. Ở trên bầu trời trên bản đồ xuất hiện một cái hai người lớn nhỏ lỗ hổng, cái này lỗ hổng giống như là đi về một không gian khác. Xuất hiện tình cảnh này. Không chỉ có Diệp Thần Phong đám người sững sờ rồi, liền ngay cả Thù Khang Quang Vinh đồng dạng là đờ đẫn nhìn lên bầu trời bên trong dị biến bản đồ. Bây giờ bốn tấm bản đồ dung hợp thành một tấm, hẳn là có thể biết thánh hỏa vực sâu vị trí cụ thể. Nhưng hoàn chỉnh bản đồ rồi lại sinh ra như dị biến này. Chẳng lẽ nói muốn đi hướng thánh hỏa vực sâu, nhất định muốn tiến vào trên bản đồ xuất hiện cái kia thiếu trong miệng. Tại Diệp Thần Phong suy nghĩ thời khắc. Thù Khang Vinh ý nghĩ cùng Diệp Thần Phong giống nhau như đúc, chỉ là hắn cũng không dám vọt thẳng vào trên bản đồ xuất hiện lỗ hổng bên trong, ai biết bên trong có những gì. Tiến vào bên trong sau sẽ phát sinh cái gì? Bản đồ không gian bên trong tràn đầy quá nhiều không biết rồi, hắn không dám tùy tiện hành động. Mà tại bọn hắn tất cả dường như biết được suy nghĩ thời điểm. Giữa bầu trời trở nên lớn bản đồ, tốc độ xoay tròn là càng lúc càng nhanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 121.